Mộc Vương, Tây Vương phủ của ngươi cũng muốn chen chân hay sao? Ánh mắt Tham Lang âm trầm đảo qua Mộc Vương, thần sắc ngưng lại. Quan hệ giữa Tây Vương phủ cùng Thất Sát môn vốn không kém, nếu ngươi muốn động thủ, ta cũng muốn chơi vài chiêu với ngươi, ta muốn nhìn xem mấy năm nay thực lực của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Khuôn mặt Mộc Vương tuy tươi cười, nhưng lời nói rõ ràng là cảnh cáo. Mộc Vương, từ khi nào Tây Vương phủ có quan hệ với Thất Sát môn, ngươi không phải muốn độc chiếm đại đạo hồn tinh đi. Lại hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống, đi đầu là một người có khí tức nóng bỏng, khiến không gian như biến thành một bếp lò. Đó là một trung niên, thân mặc áo ngắn, thân hình rắn chắc, sau lưng khoác áo dài màu đỏ, lộ ra một cỗ bá đạo. Nam Thiên Môn Trúc Hỏa. Trong mắt người Thất Sát môn đều có chút băn khoăn nhủ thầm. Trúc Hỏa, quan hệ giữa người cùng Tham Lang cũng mật thiết lắm. Mộc Phương nói, trong giọng nói mang theo ý tổn hại. Thế nào, có muốn ta cùng Tham Lang thử vài chiêu với ngươi không, thử xem là biết. Trúc Hỏa trầm giọng nói. Chư vị, các ngươi không sao chứ? Một thanh âm thanh thúy vang lên, mười mấy thân ảnh đã rơi xuống bên cạnh người Thất Sát môn. An tiểu thư, nhóm người Thiên Khu lên tiếng chào hỏi, người vừa tới chính là Thải Vân Thương Hành An Thi Giao. Bên cạnh An Thi Giao có một lão giả 50 tuổi, chân khí dao động lặng yên ảnh hưởng không gian xung quanh, ánh mắt đảo qua Mạc Kình Thiên, lập tức nhìn qua Trúc Hỏa cùng Tham Lang. Thi Giao, sao ngươi lại tới đây? Ma Linh yêu nữ thân thiết đi qua kéo tay An Thi Giao, nói. Gần đây nhị ca luôn nhắc ngươi đâu. Tam muội, ta nói qua hồi nào chứ? Mạc Kình Thiên bước tới, xấu hổ cười khổ nói. An tiểu thư, lời của tam muội ta nói, ngươi cũng đừng xem là thật. Hừ, đồ ngốc. Ma Linh yêu nữ oán trách nói. An Thi Giao khẽ cười, nàng cũng đã thói quen, lướt mắt nhìn qua, nói. Tây Phương trưởng môn đâu? Sao hắn không tới? Chúng tôi gặp cuồng sa phong bạo nên bị thất lạc. Ma Linh yêu nữ nói. Chẳng lẽ Thải Vân Thương Hành cũng muốn nhúng tay vào việc của Thất Sát môn cùng Bắc Đẩu môn hay sao? Đừng quên quy củ của Vạn Thiên Liên Minh. Sắc mặt Tham Lang khẽ động, ánh mắt nhìn qua lão giả đứng cạnh An Thi Giao với vẻ băn khoăn. Việc này ta cũng đã nhìn thấy, nếu đã có quan hệ với Phi Linh Thương Hành, mà Phi Linh Thương Hành vốn là liên minh của Thải Vân Thương Hành. Bắc Đẩu môn muốn động tới họ, Thải Vân Thương Hành đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. An Thi Giao quay đầu trầm giọng nói. Hừ, nghe vậy Tham Lang hừ lạnh một tiếng, có Thải Vân Thương Hành cùng Tây Vương Phủ, dù Bắc Đẩu môn cùng Nam Thiên môn liên thủ cũng không chiếm được tiện nghi. Sơn không chuyển thủy chuyển, sau này còn gặp lại. Tham Lang quát một tiếng, lập tức nhìn Trúc Hỏa, đành phải thả người rời đi. Ai, không có vở kịch hay nhìn xem. Hơn 10 thân ảnh xa xa nhìn theo bọn họ rời khỏi, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, chính là Tô Phong, Lưu Duẫn cùng Linh Đốn. Ôn huynh, chúng ta vào đi thôi. Cách đó không xa, một thân ảnh đứng cạnh Ôn Tuấn Hùng nói. Mời Chu huynh. Ôn Tuấn Hùng nhìn lướt qua người Thất Sát môn, đi vào trong đại điện. Không biết qua bao lâu, dựa vào thân hình cường hãn, rốt cục Lục Lâm Thiên đem 6 cỗ năng lượng khủng bố mạnh mẽ chấn áp xuống. Ngay khi hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm thần tiến vào một không gian hư vô, bên trong cuồng phong gào thét, một đạo tàn ảnh hư ảo đang lĩnh ngộ phong hệ áo nghĩa. Đây là đại đạo hồn tinh lĩnh ngộ đối với việc đột phá đại đạo cảnh. Tâm thần Lục Lâm Thiên vui vẻ, lập tức đắm chìm ở bên trong. Về phần thời gian bên ngoài trải qua bao lâu, Lục Lâm Thiên đã tạm thời quên mất. Oanh long! Trong thạch thất đại điện, tiếng chấn rung truyền tới, lung lay như sắp đổ. Tiểu tử, còn bao lâu nữa mới đi ra? Tam kỳ lão nhân khoanh chân ngồi, ngẩng đầu nhìn Đại Hồn Anh hỏi. Hẳn là nhanh thôi. Đại Hồn Anh mở mắt nói, hắn đang luyện hóa năng lượng thể đã cắn nuốt. Đã 10 ngày thời gian, nếu tiểu tử ngươi còn không đi ra, nói không chừng thông linh bảo khí xuất thế cũng bị người khác nhanh chân tới trước. Tam kỳ lão nhân nói. Ngươi thật sự đã giải quyết xong 6 viên đại đạo hồn tinh kia sao? Đương nhiên giải quyết. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh truyền ra thanh âm của Lục Lâm Thiên, một đạo tủ kim hào quang chợt lóe, Lục Lâm Thiên nhảy ra thạch thất, toàn thân tràn ngập năng lượng dao động thật hùng hồn, trong mắt hiện lên tinh quang man hoang thương cổ lưu chuyển. Đại Hồn Anh lập tức hóa thành lưu quang bay vào trong ấn đường, chân khí trên người Lục Lâm Thiên cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác được khí tức trên người hắn,
Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân run lên, kinh ngạc nói. Thông thiên cảnh cao giai đỉnh. Hiệu quả 6 viên hồn tinh không sai, nhưng còn chưa đột phá được đại đạo cảnh. Tam Kỳ lão nhân đứng dậy, nhìn chăm chú lên người hắn, khẽ lắc đầu nói. Hình như không giống, lại không phải đại đạo cảnh, chẳng lẽ ngươi? Dừng một thoáng, Tam Kỳ lão nhân run lên, cả kinh nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đã tiến nhập bán đạo cảnh? Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, nghe vậy cười nói. Ánh mắt Kỳ lão cay độc a, ta cũng không biết đã tới trình tự gì, đã vượt qua thông thiên cảnh, nhưng lại bị kẹt lại ở chỗ nào đó, cho nên còn chưa thể chân chính đi lên đại đạo cảnh, có lẽ là bán đạo cảnh đi. Có hai loại khả năng, một là lĩnh ngộ áo nghĩa kém một chút, nhưng nguyên lực đã sớm tràn đầy, dưới loại tình huống này mới đạt tới bán đạo cảnh, tuy thực lực còn kém đại đạo cảnh chân chính, nhưng thông thiên cảnh không còn khả năng đối kháng. Chúng huyền chi điểm, vạn diệu chi môn, vị chi đại đạo. Lục Lâm Thiên thì thào, giờ khắc này như có điều lĩnh ngộ, linh quang lóe lên, nhưng chợt lóe rồi biến mất, không thể bắt lấy. Tam Kỳ lão nhân tiếp tục nói. Tình huống thứ hai bước lên bán đạo cảnh, loại này càng thêm đặc thù, chỉ phát sinh trên thân người tu luyện hơn hai loại áo nghĩa, dưới tình huống bình thường, toàn bộ thuộc tính đều phải đạt tới đỉnh phong thì mới có thể đặt chân đại đạo cảnh. Đồng thời trong người mang nhiều loại áo nghĩa, lĩnh ngộ tu luyện khó khăn hơn rất nhiều. Cơ hồ là gấp nhiều lần, người rõ ràng chính là loại người này. Nhưng người như vậy một khi đặt chân lên đại đạo cảnh, tu vi thực lực tu luyện giả đơn hệ không cách nào so sánh, vượt cấp đánh bại đối thủ cũng không phải chuyện đùa, giai vị cách xa nhau như lạch trời, nhưng nếu đồng thời lĩnh ngộ vài loại đại đạo, vậy đủ vượt qua lạch trời kia. Toàn bộ áo nghĩa nhất định phải cùng nhau đạt tới trình tự đại đạo cảnh. Lục Lâm Thiên lộ vẻ cười khổ, áo nghĩa của hắn có kim mộc thủy hỏa thổ, linh hồn, không gian, thời gian, cộng lại tới 9 loại áo nghĩa. Muốn đồng thời cùng tiến lên đỉnh phong, đừng nói là khó khăn, chỉ sợ thời gian cũng dài đằng đẵng. Hô! Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn không cách nào đột phá tới đại đạo cảnh, nhưng lần này chiếm được ưu đãi thật lớn, bước lên trình tự bán đạo cảnh, cường hãn hơn trước rất nhiều. Cho dù đối mặt với mấy người đại đạo cảnh trung giai tới từ hỗn độn thế giới, hắn cảm giác mình sẽ không còn chật vật như vậy, nói không chừng còn đòi được lợi tức. Mấy ngày thời gian từ thông thiên cảnh cao giai tới bán đạo cảnh, tiểu tử ngươi có thể biến thái hơn được nữa hay không? Tam Kỳ lão nhân khiếp sợ lại thở dài nói. Trong người ngươi tu luyện nhiều loại áo nghĩa, tuy muốn đột phá đại đạo cảnh khó khăn thật lớn, nhưng ngươi ở thông thiên cảnh cao giai đã có thể đối kháng đại đạo cảnh trung giai của hỗn độn thế giới, dù hiện tại chỉ tới bán đạo cảnh. Ta phỏng chừng thực lực của ngươi cũng không tầm thường, nếu ngươi tới từ hỗn độn thế giới thì tốt rồi, cũng không bị thiên địa uy áp quá nhiều, ở trong tiểu thế giới sẽ không bị trói chân tay, chỉ tiếc. Hỗn độn thế giới sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói, hỗn độn thế giới là bản thân, hắn chính là hỗn độn thế giới, cho nên ở trong tiểu thiên thế giới hắn cũng không bị áp chế, đương nhiên việc này vẫn không thể truyền ra. Oanh long! Thạch thất đại điện run rẩy lên, giống như sắp sụp đổ. Không gian không ngừng trao đảo. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nói. Nơi nơi đều bố trí cấm chế, còn có không ít trận pháp phong ấn, giống như có người từ bên ngoài đang bài trừ trận pháp cùng cấm chế. Mấy ngày nay ta đã nhìn xem khắp nơi, hiện tại chúng ta đang ở chỗ có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam, có lẽ đây là con đường tắt. Trong không gian hư vô thật lớn, không gian hôn ám, từng đạo năng lượng trống giống như vẫn thạch giáng xuống, thật nhiều thân ảnh bị nhốt bên trong. Không nghĩ tới trong đây có thật nhiều cấm chế cùng trận pháp như vậy, đã phá chừng 10 ngày còn chưa xong, mà đại trận càng thêm lợi hại. Thiên Khu phất tay chấn vỡ một đạo năng lượng, thân hình bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt hơn không ít. Thực lực đại trận không bị thiên địa uy áp áp chế, người bày trận tuyệt đối là người hỗn độn thế giới, thời gian lâu dài uy lực đại trận đã giảm bớt không ít, bằng không sẽ càng thêm khủng bố. Mạc Kình Thiên nói, chân dẫm lên phương vị huyền ảo. Mang theo người thất sát môn xuyên qua bên trong, không ngờ có thể tránh né tuyệt đại bộ phận lực công kích, chỉ có số ít công kích giáng xuống cũng bị mọi người cùng nhau chống đỡ. 10 ngày thời gian mọi người bị kẹt ở nơi này, một đường hiểm cảnh trùng điệp, mà Diêu Quang, Xá Thần, Thiên Bộc, Hàn Băng Yêu Giáp đã bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa đã táng thân, cũng may Mạc Kình Thiên tinh thông trận pháp, có thể giúp mọi người biến nguy thành an. Người Thải Vân Thương Hành cùng Tây Vương Phủ theo sát phía sau. Cũng hóa giải không ít nguy hiểm.
nhị ca, trong tay bọn họ hình như cũng có bản đồ. Ma Linh yêu nữ nói, nhìn vào không ít đội hình xa xa, tựa hồ cũng có bản đồ giống như đúc trong tay. Việc này không kỳ quái, những thế lực kia ở lại thị hoang thế giới lâu như vậy, tự nhiên phải có thu hoạch. Mạc Kình Thiên nhíu mày, lập tức nói. Nhưng hư không liên hoàn cổ trận này thật khó khăn phá hủy. Oanh long long. Trong không gian hư vô hôn ám, từng đạo năng lượng trống rỗng đánh xuống, Lục Lâm Thiên bị nhốt bên trong, đang không ngừng phá vỡ công kích. Sau khi Lục Lâm Thiên rời khỏi Thạch Thất Đại Điện, phá khai hai đạo cấm chế, còn đạt được vài kiện tiên thiên linh khí, không biết thế nào lại đặt chân vào đại trận này. Kỳ lão, đây là đại trận gì, uy lực tựa hồ không nhỏ. Lục Lâm Thiên vội vàng hỏi. Thân hình hư ảo của Tam Kỳ lão nhân đang thành thạo lướt đi, từng đạo năng lượng giáng xuống như không cách nào đỡ upsilon.ng chạm được lên người của hắn. Tam Kỳ lão nhân nhìn phía trước, lại tức giận trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, người có lĩnh ngộ qua đại thiên linh lục hay không, thậm chí ngay cả hư không liên hoàn cổ trận mà cũng không biết, xứng đáng cho người bị nhốt. Dứt lời, hắn lại nói tiếp. Hiện tại hẳn có không ít người bị nhốt trong đây. Ta vào thiên trụ giới tốt hơn, miễn bị người phát hiện, người đừng phong tỏa thiên trụ giới, để ta có thể quan sát bên ngoài, có thể giúp người phá trận. Mạc tiên sinh, có biện pháp phá trận hay không? An Thi Giao đi tới bên cạnh Mạc Kình Thiên hỏi, trong mọi người chỉ sợ không có ai có kiến thức về trận pháp bằng Mạc Kình Thiên, mặc dù đi theo người của thất sát môn nhưng Thải Vân Thương Hành vẫn có một đệ tử rơi xuống, vài đệ tử bị thương nặng. Cần cho ta thêm chút thời gian mới có thể phá trận. Hư không liên hoàn cổ trận thật khó khăn phá. Mạc Kình Thiên nói. Oanh long. Lời của hắn chưa dứt, cả không gian đột nhiên run lên, không trung nổ tung, năng lượng nở rộ như pháo hoa, từng đạo năng lượng đang giáng xuống đột nhiên vỡ thành từng khúc biến mất. Không trung đột nhiên sáng ngời, không gian bắt đầu biến hóa, đại trận đã phá. Chỉ thoáng chốc mọi người đã xuất hiện ở một không gian khác, một con sông uốn lượn xoay quanh một hòn đảo thật lớn màu xám trắng. Trên đảo có một kiến trúc cung điện thật lớn, tối đen như mực. Hòn đảo yên lặng sừng sững bên trong con sông, tuyên cổ vĩnh tồn, mang theo khí tức man hoang lan tràn khắp cả trời đất. Trong cỗ khí tức man hoang xen lẫn sát khí, hòn đảo giống như mãnh thú ngủ say, làm lòng người run rẩy. Cổ trận đã bị phá. An Thi Giao nói. Phá, phá. Mạc Kình Thiên lướt mắt nhìn quanh, hắn muốn biết rốt cục là ai làm cho hắn không thể xuống đài. Không ngờ là phá trận trước cả hắn, làm hắn mất hết mặt mũi. Suy, không gian dao động, mọi người nín thở chờ đợi, nhất thời nhìn thấy một thân hình khôi ngô xuất hiện. Trên mặt người kia có vết sẹo run lên, vừa nhìn thấy hắn, không ít ánh mắt chợt ngưng tụ, chân khí dao động không ít. Trưởng môn, người thất sát môn sửng sốt, liền lộ ra ý cười. Hừ, chưa chết sao? Ma Linh yêu nữ vốn đang lo lắng, lúc này nhìn thấy người kia. Liền giãn mày, lườm hắn mắng khẽ. Hắn còn chưa chết, thổ phong không giết được hắn, chẳng lẽ đã hoàn toàn rơi xuống. Đám người linh đốn giật mình sững sờ. Lục Lâm Thiên nghe theo lời chỉ dẫn của Tam Kỳ lão nhân phá trận, vừa xuất hiện chứng kiến mấy trăm người trước mắt, chân khí không kém, tựa hồ đều là nhân vật hiển hách. Hắn lướt mắt nhìn thấy người thất sát môn đều đầy đủ không thiếu một ai, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức chứng kiến mấy cửu nhân trước đó. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ánh mắt hắn liền âm trầm, quát. Linh Đốn, Lưu Duẫn, Tô Phong, các ngươi lăn ra đây cho ta. Thanh âm tiêu sát cuồn cuộn, nghe vậy mọi người nhíu mày, mà nhóm người Mạc Kình Thiên cùng Tây Vương Phủ cũng kinh ngạc. An Thi Giao cùng lão giả đi cùng liếc nhau, có chút kỳ quái. Siêu siêu, ba thân ảnh xuyên qua không gian, chính là Tô Phong, Linh Đốn cùng Lưu Duẫn sắc mặt âm trầm. Nguyên lai chỉ là một bán hỗn độn, cùng hai ngụy hỗn độn, ta đã nói a, người hỗn độn thế giới sao lại chạy tới thị hoang thế giới, cho dù họ biết nơi đây có thông linh bảo khí cũng không thể tới nhanh như vậy. Tam Kỳ lão nhân truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Kỳ lão, cái gì là ngụy hỗn độn? Lục Lâm Thiên liền hỏi, ba người này không bị uy áp, không phải dễ đối phó. Ở trong hỗn độn thế giới, bất quá thiên phú bình thường mà thôi. Thậm chí căn bản không phải sinh trưởng ngay trong hỗn độn thế giới, chỉ là lúc còn ở trong bụng mẹ thì ở trong hỗn độn thế giới, sinh ra trong đó, nhưng cha mẹ vốn không phải người bản xứ, tuy có được chỗ tốt của hỗn độn thế giới, nhưng so sánh với dân bản địa huyết mạch kém hơn,
nhiều nhất chỉ là bán hỗn độn, hắn làm sao có thể so sánh với người hỗn độn thế giới chân chính. Mặt khác hai người còn lại thậm chí còn không bằng bán hỗn độn, chỉ là ngụy hỗn độn mà thôi, sau khi sinh ra có người tu vi đại đạo cảnh trong hỗn độn thế giới trở lên nhốt đánh một đạo hỗn độn nguyên lực vào người hắn, hơn nữa lưu lại trong hỗn độn thế giới một đoạn thời gian, cho nên trở thành ngụy hỗn độn. Tam kỳ lão nhân truyền âm giải thích. Thì ra là thế, cũng chỉ là hàng giả mà thôi. Lục Lâm Thiên tỉnh ngộ, khó trách lúc trước phát giác ba người này đều là trình tự đại đạo cảnh trung giai, mà thực lực linh đốn còn mạnh hơn không ít. Tuy rằng là hàng giả, nhưng tu vi vẫn mạnh hơn người bình thường không ít, có thể dính vào hai chữ hỗn độn đã chứng minh thực lực bất phàm, bất kể là thế nào, ở trong tiểu thiên thế giới sẽ giảm bớt thiên địa uy áp, nhưng vẫn có phân biệt với người hỗn độn thế giới chân chính. Tam kỳ lão nhân tiếp tục truyền âm nói. Nếu là người hỗn độn chân chính, tu vi đại đạo cảnh đi vào trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới sẽ không bị áp chế, niết bàn cảnh bị áp chế thấp hơn một cảnh giới, cứ thế loại suy. Mà bán hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, tuy rằng cũng được giảm áp chế, nhưng bất kể là tu vi nào cũng sẽ bị áp xuống đại đạo cảnh, không thể vượt qua đại đạo cảnh. Nói thế nào cũng không thể so sánh với dân bản xứ chân chính. Lục Lâm Thiên thở dài. Lúc này sắc mặt ba người linh đốn bị gọi đích danh nên phải đi ra, sắc mặt thật khó xem, lập tức vây Lục Lâm Thiên vào giữa. Hừ! Linh đốn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, không trốn thì cũng thôi, còn dám tới đây kêu la rầm rĩ, vậy sớm giải quyết ngươi tốt lắm. Tạp mau từ đâu tới, dám đỡ upsilon.ng tới huynh đệ của kim viên này. Hình như người của Linh Thiên Thương Hành. Tụ phẩm lâu cùng phi liên thương hành, trưởng môn bị vây công, động thủ. Kim viên dẫm mạnh hư không, nhóm người âm quỷ, thiên khu cũng muốn lao ra. Tất cả lui ra, ta tới là được. Lục Lâm Thiên phất tay ngăn cản họ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không phải nhiều người là hữu dụng. Đều lui ra đi. Ánh mắt thiên khu ngưng tụ, đành dừng lại giữa không trung, kim viên cũng chỉ đành phẫn nộ lui ra sau một bước. Trong đám người... Ánh mắt Ôn Tuấn Hùng ngưng lại, nhìn qua đại hán, lại thấy hắn mỉm cười lặng yên ra dấu, yên tĩnh xem kỳ biến. Một đám ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Linh đốn liếc mắt nhìn nhóm người kim viên, ánh mắt khinh thường, căn bản không xem người thất sát môn vào trong mắt. Dứt lời, chân khí trên thân ba người lập tức lan tràn. Ba đại đạo cảnh, tựa hồ còn không bị thiên địa áp chế. Kim viên đang phẫn nộ, cảm giác được chân khí của ba người. Trong mắt rung động hít sâu một hơi. Ba người này, ánh mắt người bên ngoài cũng âm thầm biến hóa. Đại đạo cảnh trung giai, không bị áp chế, từ hỗn độn thế giới tới sao? Sắc mặt mọi người đại biến, ánh mắt Mạc Kình Thiên liền nhìn qua Ma Linh yêu nữ. Ma Linh yêu nữ ngưng trọng, hung hăng nói. Lại đi trêu chọc ba đại đạo cảnh trung giai, muốn tìm cái chết ta cũng không muốn quản, xem ngươi làm sao thu thập. Ba người này là Tô Phong. Lưu Duẫn, Linh Đốn, đều là đại đạo cảnh trung giai, có chút quan hệ với hỗn độn thế giới, trong thương hành địa vị cũng cực cao. Ăn thì giao khẽ nói. Bán hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, chỉ là hàng giả mà thôi, so sánh với người hỗn độn chân chính các ngươi còn kém quá xa, có cái gì mà khoe khoang, mấy đồ vô sỉ, lại vây công ta, muốn áo nghĩa linh khí sao, chỉ là các ngươi còn chưa đủ tư cách đi, hôm nay các ngươi phải trả giá thật nhiều. Hừ. Nghe vậy ba người linh đốn nhất thời hừ lạnh, cũng kinh ngạc người này nhìn ra được thân phận của mình, sắc mặt biến thành âm trầm. Nguyên lai ba người này vây công Tây Phương cầu bại, chỉ sợ mục đích chính là áo nghĩa linh khí trên người hắn đi. Nghe vậy mọi người đã hiểu biết ân oán giữa bốn người. Cho dù là bán hỗn độn cũng đủ thu thập ngươi, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó bay. Linh đốn quát một tiếng, âm lãnh cười, ống tay áo vung lên, một cỗ nguyên lực cuồn cuộn trào ra. Ngưng tụ thành chảo ấn phá không bay thẳng tới ấn đường Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân ảnh lập tức biến thành hư ảo. Hưu, chảo ấn phá không, xuyên thủng qua không gian, làm thân hình Lục Lâm Thiên phá nát, liếc mắt nhìn lại liền biết chỉ là tàn ảnh mà thôi. Trốn không thoát đâu, không gian áo nghĩa của ta đã tới đại đạo cảnh, người căn bản không phải đối thủ. Lưu Duẫn quát một tiếng. Đi ra cho ta. Trong tiếng cười lạnh. Quyền ấn bao vây không gian lực đánh ra. Răng rắc. Không gian áp bạo, linh hồn lực thổi quét trời cao, cả không gian run lên, lập tức bị oanh vỡ. Suy.
thân ảnh Lục Lâm Thiên hiển lộ, không cách nào ẩn thân. Oanh! Quyền ấn thoáng chốc đã ập tới trước ngực Lục Lâm Thiên, linh hồn lực cuồn cuộn trực tiếp đem không gian xung quanh hắn áp vỡ, uyển như gió bão. Linh hồn công kích sao, ngươi không nên thi triển linh hồn công kích đối với ta. Lục Lâm Thiên tiến tới, tùy ý cho đạo quyền ấn kia hung hăng đánh lên ngực mình. Tiểu tử ngươi muốn chết. Lưu Duẫn thoáng chần chờ, nhưng tốc độ cũng không chậm trễ, linh hồn quyền ấn hung hăng giáng xuống, hắn cũng không tin người này đối kháng được công kích chính diện như thế. Oanh! Linh hồn lực cuồn cuộn chút xuống người Lục Lâm Thiên, trong mắt hắn lộ tia cười lạnh, sát ý tràn ngập, trong tay hiện lên tử kim lôi đỉnh quanh quẩn, chân khí hủy diệt thổi quét trời cao, rơi thẳng lên đầu Lưu Duẫn. Không tốt! Lưu Duẫn cảm giác được nhịp tim đập nhanh, linh hồn đều run rẩy. Oanh! Tử sắc lôi vân quay cuồng chợt lóe rồi biến mất, lập tức rơi xuống đầu Lưu Duẫn. Khóe mắt Lưu Duẫn chỉ thấy tử kim lôi đỉnh co rút lại, trong mắt hắn xuất hiện vẻ tuyệt vọng, khí tức tử vong đã bao phủ linh hồn. Phanh! Lôi đỉnh màu tím rơi sống, đầu của Lưu Duẫn nổ tung, không gian bị đánh ra một cái động rất sâu, hào quang đen kịt bao phủ các nơi, âm thanh lôi đỉnh hung hãn bạo phát qua chung quanh, khí kình cuồng bạo mang theo lực lượng ngập trời. Mọi người nhìn xuống, lôi đỉnh đã đánh nát thân thể Lưu Duẫn, ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thể chạy thoát. Hô! Đám người đứng xem hít khí lạnh, không ai ngờ một đại đạo cảnh trung giai, còn là cường giả đại đạo cảnh đến từ thế giới hỗn độn lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Tuy mọi người cũng biết Lưu Duẫn đã chủ quan, nhưng chuyện này cũng chứng minh thực lực của Tây Phương Cầu Bại. Lưu Đại Nhân! Trong thương hội Linh Thiên, sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn câu diệt, lúc này người thương hội Linh Thiên đã tới, thực lực cũng là mạnh nhất. Tây Phương Cầu Bại lợi hại như thế. Không ít ánh mắt nhìn qua, đây là chuyện cực kỳ khiếp sợ. Xoẹt! Không gian xé rách, giờ phút này thân ảnh Tô Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, trong tay cầm trường kiếm quái dị, bí vân không ngừng quanh quẩn. Trường kiếm này tuyệt đối có cấp độ tiên thiên linh khí đỉnh phong, trường kiếm của hắn bắn ra lệ quang đang tu luyện. Dưới phong thuộc tính áo nghĩa, trường kiếm khu động năng lượng thiên địa, cuồng phong gào thét, không gian tan vỡ. Tạch! Trường kiếm trong tay Tô Phong đâm thẳng, kiếm quang lăng lệ đâm thủng hư không, vết nứt không gian giống như dây lụa đảo qua bầu trời. Chỉ trong chốc lát, Lục Lâm Thiên căn bản không tránh đi, bởi vì hắn không có thời gian do dự. Đến đây đi, xem ngươi chết hay là ta chết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm đáng sợ, hắn cười tàn nhẫn. Thời gian không gian áo nghĩa thi triển toàn lực, một kiếm vốn đâm vào ngực lại đâm vào vai trái của Lục Lâm Thiên. Lúc này khí tức toàn thân Lục Lâm Thiên bộc phát một cách không cách nào che giấu, siêu việt thông thiên cảnh cao giai, khí tức bán đạo chi cảnh bạo phát ra ngoài. Khí thế kia, đây là cấp độ đại đạo cảnh sao? Siêu việt thông thiên cảnh, nhưng thật ra vẫn chưa tới đại đạo cảnh. Khí tức Lục Lâm Thiên bộc phát không cách nào giữ lại, khí thế bộc phát dữ dội. Lập tức làm rất nhiều ánh mắt chấn động. Oanh! Tay phải Lục Lâm Thiên vung lên, không gian trong thiên địa sinh ra âm thanh trầm đỡ Upsilon, C, ở chân trời bình tĩnh, đột nhiên phong vân biến sắc, khí tức vô hình bao phủ nơi đây, thiên địa run rẩy, hắc thủy giang hà cũng sinh ra sóng to gió lớn. Tạch! Một kiếm đánh xuống như thiểm điện, vai trái Lục Lâm Thiên bị chém nứt, cánh tay tuôn máu như suối, cảm giác đau đớn làm gương mặt Lục Lâm Thiên vặn vẹo. Gương mặt sẹo hung thần càng biến thành hung thần hơn. A-hát! Ở phương xa, ma linh yêu nữ, An Thi Giao cùng kêu to, thần sắc sợ hãi, Kim Viên, Mạc Kình Thiên, Âm Quỷ, Ôn Tuấn Hùng cũng biến sắc. Chết đi đi! Khóe miệng Lục Lâm Thiên chảy máu tươi, nụ cười của hắn vô cùng tàn nhẫn, Tô Phong vốn đang vô cùng vui vẻ, đột nhiên hắn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cảm giác không gian chung quanh biến hóa, Tô Phong cảm thấy không tốt bao phủ tâm thần. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đôi mắt nhìn thấy không gian gió nổi mây phun, thời không loạn bao vây lấy hắn, không gian cứng lại. Thập phương vũ trụ ấn. Một tay phá không, bỗng nhiên cả không gian xuất hiện khí tức hủy diệt, thời điểm cánh tay trái Lục Lâm Thiên đánh xuống, một trường ấn thật lớn chụp xuống. Tất cả đều hoàn thành trong thời gian thật ngắn, thập phương vũ trụ ấn của Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh lên người Tô Phong đang ẩn trong không gian, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian. Thiên địa lung lay sắp đổ, khí tức sát phạt lăng lệ bao phủ thiên địa. Đây là bán đạo chi cảnh. Mạc Kình Thiên nhìn không gian trước mặt, ánh mắt ngây ngốc,
nguyên lực toàn thân run run, hắn tùy thời sẽ ra tay. Bang bang! Trưởng ấn làm không gian chung quanh sinh ra cảm giác giống như thiên băng địa liệt, không gian to như thế bị một trưởng đánh tan vỡ, năng lượng cuồng phong như hóa thành thực chất. Vèo! Không gian hỗn loạn, hai đạo lưu quang bộc phát mang theo chấn động linh hồn, hào quang tỏa sáng, chính là hồn anh và linh hồn phân thân của Tô Phong đang bỏ chạy. Vận khí của Tô Phong đúng là tốt hơn Lưu Duẫn nhiều, cũng không có chủ qua như Lưu Duẫn. Thực lực Lưu Duẫn không dưới Tô Phong, bị Lục Lâm Thiên đánh chết là do hắn chủ quan, nếu thật sự giao thủ, cho dù Lục Lâm Thiên có dựa vào thực lực bán đạo chi cảnh cũng không thể làm được bước này. Tô Phong nhìn thấy Lưu Duẫn bị giết, trong nội tâm rung động, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, nhưng cũng phải lưu lại đường lui cho mình. Tô Phong cũng không ngờ, Lục Lâm Thiên lại hung ác với mình như vậy, ngay cả cánh tay cũng không cần, dùng bản thân trọng thương đối phó bản thân. Cũng vì Tô Phong đã có tia phòng bị, hắn hiện tại có thể bảo lưu linh hồn phân thân và hồn anh. Xuy, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong chạy đi, trong mi tâm Lục Lâm Thiên có hào quang tử kim bắn ra ngoài, sát khí ngập trời tuôn ra ngoài, cả không gian chấn động gió nổi mây phun, sát khí phóng thích ra ngoài giống như phong bạo, làm cho người ta cảm thấy linh hồn run rẩy. Xoẹt, hư ảnh sát khí thật lớn bạo phất ra ngoài, sát khí cuồng bạo chấn động hư không, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong đang bỏ chạy. Đại hồn anh trời sinh có tác dụng áp chế linh hồn, thực lực Tô Phong tuy mạnh, nhưng bản thể đã hủy, linh hồn phân thân và hồn anh thực lực đại tổn, cho nên bị sát khí ngập trời bao phủ vào trong. Linh hồn lực chấn động khủng bố, không gian sinh ra gợn sóng liên tục, không ngừng giãy giụa nhưng lại không thể thoát được. Tất cả nói thì dài dòng, mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảng khắc ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên cũng hoàn thành tất cả như lưu thủy hành vân. Phanh! Sau lưng Lục Lâm Thiên, linh đốn bị Lục Lâm Thiên bỏ qua đã xuất hiện trở lại, linh khí linh xích màu trắng đánh thẳng vào lưng Lục Lâm Thiên. Thời gian loạn, long hồn kiếm giáp. Trong thời gian thật ngắn, toàn thân Lục Lâm Thiên sinh ra khí thức quỷ dị, hào quang màu xanh trắng phóng đại, tiếng nổ âm vang bao phủ hư không, long hồn kiếm giáp bố trí quanh thân thể. Tạch! Linh đốn thúc giục linh xích linh khí đánh thẳng vào lưng Lục Lâm Thiên, thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay về phía trước, miệng phun máu tươi. Tay phải của Lục Lâm Thiên chấn động, long hồn kiếm giáp bắn thẳng vào thân kiếm, thân ảnh dựa thế tiến lên phía trước, bàn tay cũng nắm lấy cánh tay trái bị đứt nối trở lại. Ngao! Bí vân trên đoạn kiếm, năng lượng linh hồn và long uy bao phủ, hoàn toàn va chạm với linh xích của linh đốn. Ken két! Bí vân đoạn kiếm và linh xích linh khí chạm vào liền tách ra, linh đốn cũng biến sắc, sắc mặt khó coi, trong thời gian ngắn, hắn phát hiện Tây Phương Cầu Bại không chỉ khôi phục thương thế, thực lực càng đạt tới mức khủng bố. Đi chết đi! Nhìn, Tây Phương Cầu Bại, bị thương, linh đốn không bỏ qua cơ hội này, thủ ấn biến hóa lần nữa, linh xích linh khí kêu vang, hào quang chói mắt phóng đại, đột nhiên hóa thành hư ảnh linh mãng bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đã nối cánh tay lại, ngẩng đầu nhìn hư ảnh cự mãng như sao băng lao về phía mình, đang muốn ra tay, đột nhiên một thân ảnh phá không bay lên. Mạc Kình Thiên đã sớm chuẩn bị ra tay, trường bào chấn động, khí thế toàn thân tăng lên thật nhanh, trầm giọng nói. Thương thế của ngươi không nhẹ, để cho ta, nửa hỗn độn mà thôi, ta muốn thử xem. Vạn Thiên Liên Minh thật sự cho rằng thị hoang thế giới không người sao? Mấy đại đạo cảnh trung giai nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn cũng dám đến thị hoang thế giới hung hăng càn quấy, chẳng lẽ không nhớ rõ Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay vào bất cứ xung đột nào hay sao? Thời điểm thân ảnh Mạc Kình Thiên xuất hiện, muốn ra tay, đột nhiên một tiếng hét vang vọng hư không vang lên, lập tức một thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện trước hư ảnh cự mãng. Khi người này xuất hiện, khí tức trong thiên địa trở nên khác bia, trong lúc mơ hồ, không gian không có sinh cơ lưu động, linh lực trong người dừng lại. Huyết dịch đông cứng, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Dĩ nhiên là hắn. Biến hóa như thế, tự nhiên cũng làm cho đám người Lục Lâm Thiên chú ý, từng ánh mắt nhìn thẳng vào thân ảnh vừa ra tay, thần thái ngạc nhiên, trong mắt mang theo vẻ khác thường. Thân ảnh kia lập tức ngăn cản hư ảnh cự mãng, khi thân ảnh này xuất hiện, thân thể của cự mãng cứng lại, tốc độ giảm mạnh, nó còn hoảng sợ giống như sinh vật sống chân thật. Phá! Người tới hét lớn một tiếng. Trường bào màu vàng phất phơ, hắn giống lớn làm sinh cơ trong không gian chung quanh khô héo, ống tay áo của hắn run lên, vòng xoáy màu xanh trước người biến hóa, trong vòng xoáy màu xanh này không gian bị cắn nuốt,
lập tức bao phủ trên hư ảnh cự mãng kia. Xoẹt! Hư ảnh cự mãng bị vòng xoáy màu xanh này bao phủ, nó bị nghiền nát dễ dàng, cuối cùng hóa thành linh xích linh khí chấn động trong vòng xoáy bao phủ nó. Không gian chung quanh linh xích linh khí nữ vỡ xuất hiện khe hở màu đen, ánh sáng chói mắt trên linh khí ảm đạm, nó bị vòng xoáy màu xanh bao phủ, linh xích linh khí cũng bị phá hủy sinh cơ. Ngay trong thời gian ngắn ngủi, linh xích linh khí của linh đốn bị hấp thu toàn bộ ánh sáng, mặt ngoài lập tức rạn nứt, sau đó vỡ ra hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong không trung, một kiện tiên thiên linh khí bất phàm bị hủy như thế. Phụt! Khi linh khí bị phá hủy, sắc mặt linh đốn ngạc nhiên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, lập tức nói. Ngươi dám động tới ta, tụ phẩm lâu tuyệt đối không buông tha cho ngươi đâu. Tụ phẩm lâu thì thế nào, nhớ kỹ, đây là thị hoang thế giới còn chưa tới phiên một tiểu đại đạo cảnh trung giai nửa hỗn độn đến diễu võ dương oai. Người tới quát một tiếng, áo bào màu vàng chấn động, khí tức bế nghĩa thiên hạ, vòng xoáy màu xanh không ngừng lan tỏa ra các nơi. Tụ phẩm lâu tơ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt linh đốn hoảng hốt, hắn đánh ra vô số hư ảnh thủ ấn đầy trời, hắn bỏ trốn, sau khi cảm giác thực lực đối thủ, trong nội tâm của hắn không có bao nhiêu khả năng chống lại, thực lực quá chênh lệch, hắn chống lại chỉ ăn thiệt thòi mà thôi, càng sớm đào tẩu càng tốt. Chút tài mọn, ánh sáng đom đóm sao có thể tranh sáng với ánh trăng. Thân ảnh người tới run lên, hào quang màu xanh trong người hắn bắn ra ngoài, không gian run rẩy không ngớt. Hào quang màu xanh có thể đông cứng không gian. Hào quang màu xanh bao phủ không gian, vô số thủ ấn và thân ảnh của linh đốn biến mất, hắn không thể lao ra khỏi không gian màu anh này, chỉ còn lại một thân ảnh bản thể mà thôi, đang muốn bỏ trốn khỏi chết. Mượn người giết gà dọa khỉ, đây là thị hoang thế giới, còn chưa tới phiên kẻ bên ngoài nào tới Upsilon, chết đi. Áo bào màu vàng chấn động, tay áo người tới run lên. Vòng xoáy trong không gian trước mặt bắn ra hào quang màu xanh, dùng xu thế mạnh mẽ chân áp linh đốn đang bỏ chạy. Tụ phẩm lâu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi cứ chờ phẩm lâu trả thù điên cuồng đi, thề phải san bằng thị hoang thế giới. Thời khắc cuối cùng, tiếng quát tuyệt vọng của linh đốn truyền ra, trường ấn đánh xuống, làn da của hắn từ từ khô héo, tóc đen biến thành màu trắng, thần thái tái nhợt. Bành! Trường ấn như bôn lôi, chỉ trong giây lát. Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người đã nện thẳng vào người linh đốn, chỉ trong chốc lát bạo phát ra năng lượng dữ dội, trực tiếp phá hủy không gian, đánh nát không gian thành cho bụi, không gian nổ tung, năng lượng khuếch tán ra ngoài, năng lượng hủy diệt bao phủ thiên địa, hủy diệt tất cả sinh cơ. Vù vù, năng lượng cuồng bạo quét qua tất cả, người vây xem chung quanh lùi lại, uy năng khủng bố làm mọi người run lên như cầy sấy. Phanh, dưới trường ấn này. Mọi người không khó nhận ra, linh đốn đường đường đại đạo cảnh trung giai, lại là nửa bước hỗn độn bị một trường đánh thành cho tàn, một trường hủy diệt tất cả, thần hồn câu diệt. Mọi người ngây ra như phỗng, nhìn qua chung quanh, vô số ánh mắt ngây ngốc trong thời gian ngắn, lập tức làm bọn họ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trong hào quang kia. Thân ảnh mập mạp kia, khí thế bế nghĩa thiên hạ, uy áp thiên địa, chính là Tây Vương Phủ Mộc Vương. Thực lực thật mạnh. Tây Vương Phủ chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, giống như chưa từng thấy Mộc Vương ra tay, không nghĩ tới thực lực của Mộc Vương lại mạnh tới mức như vậy. Một chiêu diệt sát đại đạo cảnh trung giai, thực lực Mộc Vương ít nhất cũng đạt đến đại đạo cảnh cao giai, còn không bị thiên địa áp chế. Chẳng lẽ Mộc Vương cũng là người thế giới hỗn độn? Rất nhiều người cảm thán, cũng cảm thấy rung động vì thực lực Mộc Vương vừa mới bày ra, không ít ánh mắt chấn động cực kỳ phức tạp. Danh bất hư truyền. Đồn đãi chủ nhân thế lực nhất lưu đều cất giấu thực lực khủng bố như thế, không nghĩ tới thực lực của Mộc Vương cường hãn tới mức này. Thiên Xu thì thào nói nhỏ. Giờ phút này, ngay cả âm minh dạ xoa, âm quỷ, địa long, kim viên, thất kiếm cũng sinh ra rung động thật lớn. Trên người ma linh yêu nữ không còn khí tức quỷ dị như vừa rồi, vừa vặn có người ra tay con nên không cần nàng phải ra mặt, nhưng không biết có phải khí tức biến hóa hay không. Đôi mắt dễ thương trong lúc vô hình nhìn ra cái gì đó, ngoại nhân khó có thể nhìn trộm. Lúc này người thương hội phong linh, tụ phẩm lâu, thương hội linh thiên đứng ở xa xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người này cũng không phải yếu, khí tức trên người không tầm thường, che giấu sâu đậm, dường như không phải người thế giới hỗn độn, chẳng lẽ. Tam kỳ lão nhân truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Tây Phương trưởng môn, người không sao chớ. Mộc Vương đạp không đứng đó.
lập tức quay người nhìn qua Lục Lâm Thiên, thu liếm khí tức ngập trời, nhưng toàn thân lại sinh ra uy thế không giận tự uy, không phải hạng người tầm thường có thể nhìn thẳng. Đa tạ Mộc Vương tương trợ. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này nội tâm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Mộc Vương lại ra tay, càng rung động trước thực lực của Mộc Vương, giơ tay nhấc chân lại không phí bao nhiêu sức lực liền đánh linh đốn thần hồn câu diệt. Mạc Kình Thiên ngoài ý muốn nhìn Mộc Vương, khẽ gật đầu, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Tay ngươi không có sao chứ, chúng ta về trước đi, ta nghĩ biện pháp xem có thể bảo trị được hay không, tuy nhiên rất khó, nhưng ta có thể toàn lực khôi phục. Ta không sao. Gương mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên cười cười với Mạc Kình Thiên, trong ánh mắt của nhiều người, hắn cầm cánh tay trái tiếp vào vai cụt, không bao lâu cánh tay bị đứt liền lại, thậm chí lập tức bao trùm long hồn kiếm giáp, bao phủ cánh tay trái lại. Xong rồi, mấy ngụy hỗn độn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Lâm Thiên vung vẩy cánh tay trái vài lần, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Lại không có việc gì. Đây là thủ đoạn gì, bản thân bất tử sao, quá khủng khiếp rồi. Trong ánh mắt hoài nghi của nhiều người, không có ai biết đây là thủ đoạn nạ gì, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người rung động rất lớn, kể cả đám người Mạc Kình Thiên, Mộc Vương, Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa, Địa Long, Âm Quỷ, Thiên Xu. Vèo. Sau khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong bị đại hồn anh bao phủ, long hồn kiếm giáp sinh ra uy năng linh hồn rung động rất lớn, thất kiếm tể minh, trong mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng các nơi. Thanh thế vô cùng kinh người, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong bị ảnh hưởng cực lớn. Vào lúc này, hai tay Lục Lâm Thiên run lên, hai thanh đoản kiếm bắn ra ngoài, khí tức mênh mông không chút che giấu lan tỏa ra chung quanh. Vào lúc này Lục Lâm Thiên biết rõ, mục đích của mình là giết gà dọa khỉ, bản thân mình bạo lộ áo nghĩa linh khí, sợ rằng có người nhớ thương áo nghĩa linh khí này không phải số ít, muốn người khác bỏ đi suy nghĩ này trong đầu, giảm bớt phiền toái của bản thân, vậy phải chứng minh thực lực tuyệt đối của mình. Hai thanh bí vân đoản kiếm hóa thành hai hư ảnh cự long, nương theo linh hồn áo nghĩa kinh người, làm cho không gian chịu sôi trào, linh hồn uy áp mênh mông, trong toàn trường người thực lực không đủ ở gần sẽ phun máu tươi. Ngao ngao, hai hư ảnh cự long mang theo linh hồn áo nghĩa, trực tiếp hét giận dữ với linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong, trực tiếp xuyên thủng qua người hắn, linh hồn phân thân cùng hồn anh của Tô Phong không cách nào tránh né. Lúc hư ảnh cự long xuyên qua linh hồn phân thân cùng hồn anh, hư ảnh cự long hóa thành hai thanh đoản kiếm, trong nháy mắt lại rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, động tác gợn ràng, xu thế như bôn lôi. Bí vân đoản kiếm xuyên qua. Linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Anh ngây ngốc. Hô! Đại hồn anh thừa cơ hấp thu, linh hồn phân thân của Tô Phong bị hút vào miệng, cùng lúc đó hồn anh bị một chảo bắt lấy, hồn anh này vặn vẹo trong chảo này. Tây Phương cầu bại, Thương hội Phong Linh là thành viên của Vạn Thiên Liên Minh, ta cũng là người Vạn Thiên Liên Minh, ngươi giết ta, Thương hội Phong Linh không sẽ bỏ qua, Vạn Thiên Liên Minh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, lưu lại hồn anh của ta. Ân oán của chúng ta xóa bỏ, ta cam đoan Thương hội Phong Linh không gây phiền toái cho ngươi. Tô Phong bị bắt hồn anh, lập tức lớn tiếng cầu khẩn, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Dám đánh chủ ý lên ta, vậy phải thừa nhận hậu quả, quên nói cho ngươi biết, Thổ Phong đã thần hồn câu diệt, Thương hội Phong Linh tính là cái gì, chết đi cho ta. Lục Lâm Thiên trực tiếp cho Đại Hồn Anh hấp thu hồn anh. Xíu, yêu yêu. Đại Hồn Anh hấp mạnh một cái. Hồn anh Tô Phong bị thôn phệ, hóa thành hào quang tử kim, nương theo khí thế mênh mông chui vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Tây Phương cầu bại, Thương hội Phong Linh tuyệt đối không buông tha ngươi. Trơ mắt nhìn hồn anh và linh hồn phân thân của Tô Phong bị tru sát, hài cốt không còn, tan thành mây khói, người Thương hội Phong Linh tức giận, ánh mắt phóng ra lửa. Tây Phương cầu bại, Thổ Phong trưởng lão cũng bị ngươi giết, Thương hội Kỳ Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người Thương hội Kỳ Phong vốn cho rằng mình không liên quan tới chuyện này, chỉ xem náo nhiệt mà thôi, nghe Thổ Phong bị giết, một thần sắc trên mặt biến hóa đặc sắc. Tây Phương cầu bại, tụ phẩm lâu chúng ta không chết không thôi với ngươi. Thương hội Linh Thiên sẽ san bằng thất sát môn. Tụ phẩm lâu, Thương hội Linh Thiên, Thương hội Kỳ Phong, Thương hội Phong Linh, bốn đại thương hội cấn động, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lúc này bốn đại thương hội chính thức đoàn kết với nhau. Cường giả bốn đại thương hội vẫn chưa bị diệt, thân là phần tử trong Vạn Thiên Liên Minh,
người bốn đại thương hội chưa từng trải qua chuyện này. Đứng giữa không gian, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn sát khí của người bốn đại thương hội bạo phát, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lạnh giá, không gian chung quanh bị sát khí làm đông cứng lại. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, các ngươi tính toán là cái gì, nếu ta là các ngươi đã sớm bỏ chạy càng xa càng tốt, có lẽ ta còn chẳng muốn đuổi giết các ngươi đã không biết sống chết, vậy cứ tính sổ sách một lần đi, Vạn Thiên Liên Minh không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, nhưng các ngươi lúc trước âm thầm trợ giúp Địa Long Môn gây xích mích, Thất Sát Môn, Âm Quỷ Giáo, Thất Kiếm đều nhắm vào ta, cũng không cần ta tìm chứng cớ, ta cho dù diệt các ngươi, ta xem Vạn Thiên Liên Minh có thể nói cái gì. Tây Phương Cầu bại, ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn diệt sát bốn thương hội chúng ta sao? Cảm giác sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, đám người thương hội run rẩy, mấy người đứng đầu trầm giọng nói ra, bọn họ thật không tin có người dám làm chuyện này, thế lực sau lưng bốn thương hội không phải người bình thường có thể chọc vào. Chỉ tiếc người bốn thương hội không hiểu Lục Lâm Thiên, thời điểm hắn vừa dứt lời, sát ý Lục Lâm Thiên bắn ra, hắn phát tay, nói. Đệ tử Thất Sát Môn nghe lệnh, giết không tha. Tuân mệnh, người Thất Sát Môn đứng xa nghe vậy, đã sớm đoán ra trưởng môn muốn làm cái gì, đây là một trận chém giết đổ máu, lúc nghe lệnh đã xông thẳng về phía trước. Khi người Thất Sát Môn cùng hành động, khí tức hùng hậu bộc phát bao phủ không gian. Cường giả cao cấp của Thất Sát Môn đều ở nơi này, Thất Sát, Thất Kiếm, Âm Quỷ, Địa Long. Đều là chủ nhân các thế lực. Tuy hiện tại Âm Quỷ và Địa Long không chính thức là người Thất Sát Môn, nhưng lúc này không thể rớt lại phía sau, phong đô tam hồn, tam thú. Các thế hệ hiển hách cũng xông lên. Ngay cả Hổ Sơn, Phong Vân Tam bàn bốn người chỉ hơi do dự, cũng bắt đầu động thủ. Những năm qua ở trong Thất Sát Môn, bọn họ đã sớm dung nhập vào trong người Thất Sát Môn rồi. Ầm ầm, khi mọi người hành động, cả thiên địa này gió nổi mây phun, cường giả Thất Sát Môn phá không bay tới. Các cường giả Thất Sát Môn công kích áo nghĩa cường hãn, lực áp người thương hội, thanh thế như vậy làm tâm thần người chung quanh run rẩy, người không có quan hệ lập tức lui ra xa xa. Liều. Trong thương hội có từng âm thanh chói tai vang lên, có một ít người thực lực không kém bảy đội hình đánh trả, công kích đáng sợ bạo phát đầy trời, tiếng nổ ầm ầm làm thiên địa không ngừng run rẩy. Ầm ầm. Va chạm như thế làm không gian hủy diệt, vô số không gian nổ tung. Không gian bị hủy diệt hóa thành hư không. Toàn lực đối kháng, thúc giục chiến hạm, liều với Thất Sát Môn. Người bốn thương hội đồng thời hét lớn, từng chiếc chiến hạm lướt qua không gian chấn động dữ dội. Chơi chiến hạm, ta đùa chết các ngươi. Thủ ấn vấn thân mạc run lên, trong nhẫn chữ vật của hắn có hào quang lóe lên, lập tức 10 quái vật khổng lồ xuất hiện trong không gian. Những chiến hạm này không ngừng vỗ cánh, uy thế ngập trời. Đầu hổ dữ tợn như vật còn sống, từng cột sáng năng lượng bắn thẳng tới phía trước, đây đều là phi hổ chiến hạm cấp 3, căn bản không phải chiến hạm của bốn thương hội có thể so sánh. Ầm ầm, năng lượng khủng bố nổ tung, không gian bị bắn nát liên tục, phi hổ chiến hạm oanh kích làm các chiến hạm của người thương hội tan nát. Có thù báo thù, có oán báo oán, trêu chọc Thất Sát Môn chúng ta, lão tử sẽ oanh kích các ngươi thành cặn bã. Vấn thân mạc đứng trên một chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3, trường bào run run, 10 chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích lần nữa, năng lượng bắn thẳng vào đám người thương hội rồi nổ tung. Ầm ầm, không gian bị nổ tung thành hư không, mây đen cuồn cuộn, người bốn thương hội chết và tổn thương thảm trọng, không có lực hoàn thủ. Giết! Vấn thân mạc thật vất vả mới có uy phong như vậy, huống chi còn có Bảo Châu công chúa đứng sau lưng quan sát, càng phải biểu hiện một chút. Ngay sau đó thúc giục phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích lần nữa. Ầm ầm, năng lượng khủng bố không ngừng oanh kích, cả phiến hư không này hóa thành cho tàn, người bốn thương hội bị phi hổ chiến hạm oanh kích đã vẫn lạc hơn phân nửa nhân số. Khá tốt Phạm Thống không ở đây, bằng không nhìn thấy vấn thân mạc tiêu hao như thế, sợ rằng hắn nhất định liều mạng với vấn thân mạc. Vấn thân mạc, người oanh kích nhìn trước nhìn sau được không, ta cũng không có chọc ngươi đấy. Trong lúc kích chiến, Thất Sát đã sớm kích hoạt Thất Tinh Thiên Sát trận, 7 người liên thủ đối phó đám người thương hội mất đi cường giả mạnh nhất, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kim Viên không biến thành bản thể, nhưng mà lực công kích cường hãn cũng làm người ta không thể khinh thường. Thất Kiếm ra tay lăng lệ sát phạt vào Huyết Tinh, U Minh Dạ Xoa, Độc Long, Âm Quỷ không cần nhiều lời. Giết! Mộc Phương phất tay,
lập tức hơn 10 thân ảnh trong Tây Vương phủ xông lên chém giết người bốn thương hội. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thất Sát Môn và Tây Vương phủ vây công chung quanh, người bốn thương hội bị tàn sát nhanh chóng, có hồn anh cùng linh hồn phân thân chạy ra, cuối cùng vẫn bị âm quỷ thúc dục sinh tử thư thu vào trong đó, vài người thấy tình thế không ổn đã chạy ra xa. Trốn không thoát! Vấn Thân Mạc quát lạnh, thúc dục phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích đám người đào tẩu, còn chưa chạy xa đã bị phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích thành cho tàn. Đám người vây xem cảm thấy khủng hoảng, trong lúc bất chi bất giác, Thất Sát Môn đã có thực lực khủng bố như vậy, không ít người cũng may mắn bản thân mình không chọc vào Thất Sát Môn, Tây Phương Cầu Bại này đúng là người sát phạt quyết đoán. Mà lúc này Thất Sát Môn và Tây Vương phủ liên thủ, hoàn toàn là ác mộng với người bốn thương hội. Lục Lâm Thiên Đạp không đứng đó, ánh mắt mang theo sát khí, thừa cơ nuốt vài viên đan dược vào bụng, vừa mới đánh chết đám người Tô Phong cũng là bị thương không ít, nhưng đó là nhờ vào đối thủ chủ quan và thủ đoạn của mình, xem như có thể báo thù. Tiểu tử, lá gan rất lớn đấy, người của Vạn Thiên Liên Minh cũng dám động, lại còn động nhiều như thế. Trong thiên trụ giới, lời của Kỳ Lão như cười mà không phải cười. Là bọn chúng chọc ta trước kia thực lực của ta không đủ, chỉ có thể nhìn, hiện tại sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh. Tam Kỳ Lão Nhân nói. Người bây giờ cũng không đủ, mấy thương hội có thể phái ngụy hỗn độn tới, sợ rằng thế lực sau lưng không tệ, người giết sạch bọn chúng. Đến lúc đó nói không chừng sẽ phái người tiến vào thị hoang thế giới báo thù. Ta không giết sạch bọn chúng, đến lúc đó bọn chúng sẽ bỏ qua cho ta sao? Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Ta buông tha bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ta giết nhiều thêm mấy tên, chúng cũng không bỏ qua cho ta, mà nếu ta không giết sạch bọn chúng cho rằng ta dễ chọc, ngược lại ta giết sạch, bọn chúng cho rằng ta không dễ trêu chọc. Lục Lâm Thiên dừng một chút. Ánh mắt trầm xuống, tiếp tục truyền âm nói. Cho nên, ta lựa chọn giết thật nhiều, ta không phải người dễ giết, nhưng nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân mình, huống chi, đây là thị hoang thế giới. Nếu là lúc trước, Lục Lâm Thiên tự nhiên vẫn còn có chút cố kỵ, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không phải quá lo lắng, nếu thực lực của mình không đủ, mình ở thị hoang thế giới làm gì cũng bị áp chế. Nhưng hắn còn mang theo hồng cấp Vạn Thiên Tạp, Lục Lâm Thiên có thể không sợ cả Vạn Thiên Liên Minh, tối đa chỉ đắc tội mấy thương hội trong liên minh mà thôi, cho nên không giết bốn thương hội này sẽ lưu lại hậu họa. Đúng vậy, người đã hiểu đạo lý này là tốt rồi, mấy thương hội này cũng không cần lo lắng, giết cứ giết. Tam Kỳ Lão Nhân nói. Bành bành. Không gian nổ tung liên tục, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, hồn anh của một tên đại đạo cảnh cuối cùng bị thất kiếm liên thủ thất tinh diệt sát phải tự bạo. Làm thất kiếm thổ huyết, bản thân bị chấn động làm tổn thương. Vào lúc này tất cả người bốn thương hội tới đây đều bị đánh chết không còn, trong di tích Hắc Thủy Ngục Giam này không có kẻ nào có thể bỏ chạy. Vù vù, nhìn qua người Thất Sát Môn đầy khí tức sát phạt, làm cho không ít người hít khí lạnh, vừa rồi người Tây Vương phủ giết cũng không nhiều bằng Thất Sát Môn. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này Thất Sát Môn đã chính thức quật khởi, từ nay về sau. Thất Sát Môn có thể tấn chức thành thế lực đỉnh cấp trong thị hoang thế giới, về sau thị hoang thế giới sẽ thay đổi cách cục, sẽ là 6 thế lực lớn. Nhìn tất cả sự việc diễn ra trước mặt, ánh mắt Mộc Vương chấn động, dám đổ sát người Vạn Thiên Liên Minh, đây là chuyện hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng hắn cũng không gia nhập vào trong đó. Trong đám người, An Thi Giao cảm thấy khác thường, dường như tới ngày hôm nay nàng mới hiểu người trước mặt. Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào đại hán mặt sẹo trước mặt. Cũng bị người này hấp dẫn. Đối diện nhiều ánh mắt quan sát, ánh mắt Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn qua đội hình Đông Tinh xã, nhìn đội hình Linh Thứ Tháp bên cạnh Đông Tinh xã, không ít người quen chào hỏi hắn. Lục Lâm Thiên nhìn lên một đại hán gầy gò trong Đông Tinh xã, nhìn người quen cũ Điêu Thiện Hàn, trầm giọng nói. Hỏa hổ, ngươi cho rằng trốn tránh thì ta không tìm ra ngươi sao, lăn ra đây. Chẳng lẽ Tây Phương Cầu Bại còn muốn đối phó Đông Tinh xã hay sao? Không đúng, chẳng lẽ hỏa hổ đến Đông Tinh xã hay sao? Mọi người thấp giọng nghị luận, trong đội hình Đông Tinh xã, ánh mắt mọi người chấn động. Tây Phương Cầu Bại, người muốn thế nào? Không gian yên tĩnh một hồi, một giọng nói trầm đỡ Upsilon, C vang lên từ phía sau đội hình Đông Tinh xã chuyển ra, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Điêu Thiện Hàn và Điêu Thiện Anh, trên người mang theo khí tức nóng bỏng.
Đây là linh hồn phân thân của hỏa hổ, chẳng lẽ hỏa hổ chỉ còn thừa lại linh hồn phân thân hay sao? Chẳng lẽ lại là Tây Phương Cầu bại làm? Chịu đi ra rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn linh hồn phân thân của hỏa hổ, ánh mắt chấn động, nói. Rất đơn giản, người trả giá còn chưa đủ nhiều, vẫn còn phải tiếp tục trả giá. Ngươi dám? Hỏa hổ quát một tiếng, đôi mắt hư ảo nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trong đó còn xen lẫn sợ hãi. Những gì diễn ra vừa rồi hắn thấy rõ, hắn biết rõ Tây Phương Cầu bại trước mặt thật sự có thực lực và vốn liếng giết hắn, Tây Phương Cầu bại trước mặt đã không giống lúc trước. Ngươi xem ta có dám hay không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không dám sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh, chân đạp hư không, chậm rãi đi lên. Tây Phương Cầu bại, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, chẳng lẽ cho rằng có thể diệt mấy thương hội là có thể đối nghịch với Đông Tinh xã chúng ta hay sao? Điêu Thiện Hàn đi ra, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, toàn thân sinh ra khí tức băng hàn. Ta muốn đối phó là hỏa hổ, không quan hệ tới Đông Tinh xã, hỏa hổ nửa đường liên thủ với tụ phẩm lâu linh đốn cướp giết ta, chẳng lẽ là ý của Đông Tinh xã sao? Lục Lâm Thiên dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Điêu Thiện Hàn, Điêu Thiện Hàn có thể chống lại thiên địa áp chế, hiện tại xem ra, cũng hẳn là ngụy hỗn độn. Siêu siêu, nhìn trưởng môn đối chọi gay gắt với Đông Tinh xã, âm minh giả xoa, kim viên, thất sát, thất kiếm, địa long, âm quỷ, phong đô tam hồn, tam thú lập tức xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, sát khí lăng lệ bạo phát, hư không chấn động kịch liệt. Ầm ầm, vấn thân mạc chân đạp phi hổ chiến hạm, 10 chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3 đang vận sức chờ phát động, trước tiên nhắm vào Đông Tinh xã. Đông Tinh xã lúc này tới hơn 30 người, nhìn khí thế của thất sát môn, lập tức dàn trận khí tức bắt đầu khởi động. Song phương đối chọi gay gắt, đại chiến có khả năng xảy ra. Ánh mắt tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm vào hai bên. Chuyện của hỏa hổ, Đông Tinh xã cũng không biết rõ tình hình, tự nhiên không quan hệ tới Đông Tinh xã. Trong Đông Tinh xã có một đại hán mặc trường bào màu đỏ đi ra, nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, người này cũng là người quen, ấn tượng lúc trước không tệ lắm, chính là kiếm đoạn hồn trưởng lão của Đông Tinh xã hắn gặp vài lần. Nhưng sau này hắn dùng thân phận Tây Phương Cầu bại cho nên không gặp lại. Nhìn thấy kiếm đoạn hồn, Lục Lâm Thiên nói. Đã như vậy, hiện tại ta tiêu diệt hỏa hổ, tự nhiên không có quan hệ tới Đông Tinh xã, có chỗ đắc tội, thỉnh thông cảm. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên định giết hỏa hổ. Tây Phương Cầu bại, ngươi dám. Điêu Thiện Hàn quát Lục Lâm Thiên, lập tức quay đầu nhìn đại hán gầy sau lưng. Xã trưởng. Tây Phương Cầu bại không đặt Đông Tinh xã chúng ta vào trong mắt, chẳng lẽ Đông Tinh xã thật sợ thất sát môn hay sao? Đại hán gầy này chính là xã trưởng Đông Tinh xã Chu Thiệu Khôn, ánh mắt đảo qua ngươi Lục Lâm Thiên, cuối cùng lại nhìn Điêu Thiện Hàn, nói. Thiện Hàn, ta biết rõ hỏa hổ là em rể ngươi, nhưng đây chỉ là ân oán cá nhân, ta nghĩ Đông Tinh xã không thích hợp nhúng tay vào. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn đại biến, trong mơ hồ có hàn quang lóe lên, nói. Xã trưởng, không cần nhiều lời, ân oán cá nhân, Đông Tinh xã ta không thích hợp nhúng tay, nếu lúc trước liệt hỏa môn gia nhập Đông Tinh xã, có lẽ không xảy ra chuyện này, hiện tại cứ cho bọn họ tự giải quyết đi. Điêu Thiện Hàn lời còn chưa dứt, lập tức bị Chu Thiệu Khôn nói trước. Hỏa hổ, không ai có thể cứu ngươi, vì hành vi của mình, ngươi nên bổ sung cái giá lớn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua người Chu Thiệu Khôn cùng Điêu Thiện Hàn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hỏa hổ. Cửu ca, ngươi không thể mặc kệ ta. Hỏa hổ đã sợ hãi rồi, hắn lập tức khẩn cầu Điêu Thiện Hàn cách đó không xa. Chạy mau. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn âm trầm, hắn lập tức truyền âm cho hỏa hổ, ánh mắt ý bảo linh hồn phân thân hỏa hổ trốn đi. Hỏa hổ nghe vậy, sắc mặt dữ tợn, linh hồn của hắn lướt đi như thiểm điện, nhưng chưa trốn đi bao xa, bỗng nhiêu ngoài ý muốn trực tiếp tiến vào trong mi tâm Điêu Thiện Anh khi nàng chưa kịp phản ứng. Điêu Thiện Hàn. Ngươi lại mặc kệ ta vào lúc này, đừng quên ta vẫn bán mạng cho ngươi, ta căn bản trốn không thoát, ngươi bảo ta chết, ta cũng không cho ngươi sống khá giả, cùng lắm cá chết rách lưới. Tiếng nói oán hận của hỏa hổ vang lên. Hỏa hổ, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn đoạt xá ta. Điêu Thiện Anh lúc này khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đại biến, thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi. Tiện tỳ câm miệng lại. Đều là vì tiện tỳ ngươi nên ta mới có thể đi đến một bước này, đừng cho rằng tiện tỳ ngươi làm gì mà ta không biết, tiện tỳ khốn nạn,
hỏa hổ ta hủy trong tay ngươi, ta cũng không cho ngươi sống khá giả. Hỏa hổ gào thét, giống như đang giao phong dữ dội trong không gian linh hồn của Điêu Thiện Anh. Hỏa hổ, ngươi dừng tay, nếu không ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Điêu Thiện Hàn hét lớn, nhưng thời điểm này hắn không thể giúp được gì. Khi Điêu Thiện Hàn quát lớn, thân thể Điêu Thiện Anh đã dần dần bình tĩnh, khí tức lập tức uể oải, ánh mắt nhắm chặt, trong nháy mắt ngắn ngủi, hai mắt mở ra, ánh mắt mang theo oán hận, toàn thân sinh ra khí tức nóng bỏng, rất rõ ràng, đã bị hỏa hổ đoạt xá thành công. Hỏa hổ lại đoạt xá một nữ nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm rất nhiều người cảm thán, ai cũng không ngờ rằng hỏa hổ vào thời khắc cuối cùng lại đoạt xá Điêu Thiện Anh. Điêu Thiện Hàn, người đã không buông tha cho ta, ta bán mạng cho ngươi, đến thời điểm này lại bảo ta trốn, xem ta là đồ ngốc sao. Dù sao ta đã mất tất cả, cùng lắm cá chết rách lưới với ngươi là được. Lúc này nhìn Điêu Thiện Hàn, hỏa hổ đoạt xá Điêu Thiện Anh oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, lời nói bất nam bất nữ, chói tai đến cực điểm. Tây Phương cầu bại, là ngươi hủy tất cả mọi thứ của ta, ta liều với ngươi, cho dù thành quỷ ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Tiếng quát vang lên, hỏa hổ và Điêu Thiện Anh kết xuất thủ ấn, khí thế tăng lên, thân thể của hắn bành trướng, chung quanh người hắn xuất hiện vết nứt không gian. Hồn anh tự bạo, cá chết lưới rách. Tiếng quát bất nam bất nữ của hỏa hổ rất thê lương, thân thể bành trướng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, giữa không trung có một cột năng lượng nổ tung, thân thể hỏa hổ đoạt xá nổ mạnh. Bành. Không gian nổ vang tạo thành cái lỗ cực sâu, hào quang bắn ra chói mắt, vết nứt không gian lan tràn trên bầu trời, trong hào quang thâm thúy âm trầm đáng sợ. Năng lượng khủng khiếp quét qua các nơi, ký sóng gió ngập trời. Thân thể hỏa hổ đoạt xá hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong hư không. Cá chết lưới rách, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cách đó không xa, vấn thân mạc phát tay áo, trước đầu hổ phi hổ chiến hạm cấp 3 tỏa ra năng lượng nhàn nhạt. Muội muội, mắt thấy thân thể Điêu Thiện Anh hóa thành mảnh vỡ, ánh mắt Điêu Thiện Hàn đỏ thẫm, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, không gian run lên, đảo hoang dưới Hắc Thủy Giang Hà chấn động, vừa rồi năng lượng oanh kích gây ra động tĩnh trên hòn đảo. Hòn đảo hoang run lên, trên đảo hoang có kiến trúc cung điện đen như mực, chung quanh có khe hở màu đen bao phủ. Đây là Hắc Thủy Thù Thiên Điện trên bản đồ, đại điện mở ra, thông linh bảo khí rất có thể đang ở bên trong. Đại điện trên đảo hoang có động tĩnh, không gian loạn, có mấy đội hình và một ít độc hành xuất bản đồ ra xem xét, lúc này đã xác định mục tiêu, chính là nơi này. Động tĩnh trên đảo hoang đã làm rất nhiều người cảm thấy vui mừng, lập tức từng đạo thân ảnh xẹt qua không trung, lướt qua Hắc Thủy Giang Hồ, lao thẳng vào trong đảo hoang. Siêu siêu, từng thân ảnh không cam lòng rớt lại phía sau, đến thời điểm này, sợ rằng người tới trước sẽ chiếm được bảo vật, không còn người nào khiếp sợ Thất Sát Môn, Tây Phương cầu bại, nữa. Tất cả mọi người lao nhanh vào đại điện, thông linh bảo khí mới là mục tiêu cuối cùng của mọi người. Tây Phương trưởng môn, chúng ta đi thôi, không nên để kẻ khác nhanh chân tới trước. Mộc Phương nói với Lục Lâm Thiên, thân thể mập mạp tiến lên phía trước. Cẩn thận một ít, chú ý an toàn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, có lẽ có thông linh bảo khí, ánh mắt đầy nóng bỏng, một kiện thông linh bảo khí đủ làm tất cả mọi người ra sức tranh đoạt. Từng thân ảnh không ngừng lao lên hòn đảo, đảo hoang này có cung điện màu đen, có một quảng trường cực lớn cũng màu đen. Các thân ảnh này đáp xuống quảng trường màu đen có diện tích bao la, chiếm cứ gần như toàn bộ hòn đảo, đại điện cũng cực kỳ to lớn. Đó là cái gì? Mọi người nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy trước cửa đại điện có 7 thân ảnh. Nghiêm khắc mà nói là 7 bộ xương khô, thân thể xương khô không giống nhau, có cao có thấp, có lớn có nhỏ. Nhưng quần áo không tổn hại, còn lại khuôn mặt khô héo, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu có vài sợi tóc mất trật tự. Bản thân 7 bộ xương khô này đang ngồi khoanh chân, bảo trì tư thế tọa hóa, 7 bộ xương khô hình thành nửa hình tròn, bao vây một thân hình khô lâu to lớn. Thân thể khô lâu to lớn có dấu vết huyết sắc, toàn thân không có khí tức chấn động nào, đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm rồi. Vây quanh khô lâu to lớn, bàn tay của khô lâu cầm một vật. Trong đó mơ hồ có năng lượng truyền ra, giống như có thể nhiễu loạn không gian, làm cho người ta khó nhìn ra đây là vật gì. Dường như có phần không đúng, tiểu tử, cẩn thận một ít, nơi này rất không đúng. Tam kỳ lão nhân truyền âm từ thiên trụ giới vào tai Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên nhìn quảng trường, hắn đang đánh giá khắp nơi, nghe xong lập tức hỏi Tam Kỳ lão nhân. Kỳ lão, không đúng ở chỗ nào, trong đây có thông linh bảo khí hay không? Thực lực của ta còn chưa khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, khó nhìn trộm được, nếu quan sát quá hiển nhiên, sẽ có người phát hiện ra sự tồn tại của ta, chính ngươi chú ý một chút, trong đây có không ít người có lai lịch, đều là kẻ che giấu rất sâu, ta cũng cẩn thận quan sát. Tam Kỳ lão nhân nói, những khô lâu này rất kỳ quái. Mọi người đều đáp xuống quảng trường, nhìn thấy khô lâu trước đại điện, đưa mắt nhìn nhau, tuy đều muốn bảo vật, nhưng không ai muốn gặp nạn cả. Mọi người muốn đạt được bảo vật, nhưng trên đường đi trải qua quá nhiều nguy hiểm, lúc này không có gặp nguy hiểm, mọi người không tin, những người có thể đi tới nơi này không ai là kẻ đơn thuần chưa hiểu việc đời. Lục Lâm Thiên nhìn bảy bộ xương khô trước mặt, nhìn như không có khí tức chấn động nhưng trong mơ hồ có lệ khí trùng thiên, thân ảnh khoanh chân ngồi đó không biết bao nhiêu vạn năm, còn lại thân thể khô lâu cũng có khí tức mênh mông làm người khác không dám tới gần. Ngươi thật không có chuyện gì chứ? Ma Linh yêu nữ lặng yên đến bên người Lục Lâm Thiên, cẩn thận đánh giá Lục Lâm Thiên, dường như có phần không yên lòng. Ta không sao, không cần lo lắng. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhìn Ma Linh yêu nữ, không biết vì sao, trong lúc mơ hồ cảm giác có cảm giác khác với lúc trước, lập tức cẩn thận quan sát cũng phát hiện không quá bình thường, trên dung nhan tuyệt mỹ như tiên nữ, đôi mắt thanh tịnh, tư thái làm người ta phun máu. Ý niệm này lóe lên trong đầu Lục Lâm Thiên rồi biến mất. Có lẽ là chính mình cảm giác sai, cũng không nghĩ nhiều nữa. Không có việc gì là tốt rồi, xem ra trên người của ngươi có bí mật không muốn cho người ta biết. Ma Linh yêu nữ vểnh môi lên, ục ục không nói gì thêm, đôi mắt dễ thương quan sát bảy bộ xương khô trước mặt. Tây Phương trưởng môn, không có trở ngại chứ. An Thi Giao cũng đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lắc đầu, ý bảo không có trở ngại. Sau đó ánh mắt Lục Lâm Thiên đánh giá lão giả bên cạnh An Thi Giao, ánh mắt ngưng trọng, từ khí tức của người này mà nhìn, Lục Lâm Thiên cảm giác người này sợ rằng cũng là ngụy hỗn độn, có lẽ là nửa hỗn độn. Xem ra sau lưng có một thương hội, đều là kẻ lai lịch bất phàm. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng. An Thi Giao quay người nói với Mạc Kình Thiên. Mạc tiên sinh có nguy hiểm hay không? Ta cũng không biết, không có bất kỳ khí tức chấn động nào, khó có thể nhìn trộm. Mạc Kình Thiên trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên thấy đám người đang vây xem, không có người nào muốn mạo hiểm đầu tiên, lập tức cười quái dị, vui vẻ hiện lên rồi biến mất, lập tức nói. Không có người động thủ sao, ta động thủ đây. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên dẫm mạnh xuống đất, nguyên lực vận chuyển thật nhanh, không gian chấn động, thân thể hắn lao tới như thiểm điện, lao thẳng về phía khô lâu thứ bảy to lớn. Cùng động thủ, người có duyên sẽ được bảo vật. Đám người đang vây xem bỗng nhiên nhìn thấy Lục Lâm Thiên động thủ, rốt cuộc một người đơn độc không nhịn được, so với các thế lực, bọn họ chỉ có nhanh chân đến trước mới có cơ hội đào bảo, mục tiêu là bảo vật trong tay khô lâu thứ bảy, vật có năng lượng tỏa ra chắc là thông linh bảo khí. Tây Phương Cầu Bại động thủ, nhanh động thủ đi, đừng để bảo vật rơi vào trong tay Tây Phương Cầu Bại. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên bắt đầu hành động, cường giả Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, Đông Tinh xã cùng lao tới. Siêu siêu, tranh đoạt hết sức căng thẳng, không cam lòng rớt lại phía sau, khi Lục Lâm Thiên hành động, có rất nhiều người cùng xông lên. Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ, Thương Hội Thải Vân cũng lao tới, vốn tất cả mọi người có cố kỵ, không muốn chính mình là kẻ mạo hiểm đầu tiên để kẻ khác chiếm tiện nghi, nhưng lúc này thấy có người động thủ thì không nhịn được nữa. Vèo, nhưng vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên vừa mới lao tới, đột nhiên thân ảnh dừng lại không tiến. Tùy ý để những thân ảnh sau lưng vượt qua, hắn còn lui lại thật nhanh, vừa vặn lập tức ngăn cản đám người Mạc Kình Thiên, âm quỷ, âm minh dạ xoa đang xông tới, chuyện này làm cho đám người âm quỷ nghi hoặc không thôi. Siêu siêu, trong nháy mắt ngắn ngủi, không ít thân ảnh đã tiếp cận bảy bộ xương khô. Giờ phút này, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên bảy khô lâu kia run lên, quần áo trên người khô lâu chấn động, xương trắng toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời. Ầm ầm, cả quảng trường lập tức sôi trào, từng khí tức sát phạt minh mông bạo phát, tràn ngập cả không gian. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể bảy bộ xương khô run lên, chúng đứng dậy và hành động, khí tức sát phạt quét qua toàn bộ quảng trường, bảy khô lâu dẫn đầu xông lên, bàn tay xương khô xuyên thủng không gian. Ken két, sát phạt ngập trời, trào xuyên qua không gian,
không gian đông cứng sau đó bị xé nát hoàn toàn. Rầm rầm rầm, bảy âm thanh trầm thấp vang lên, bảy người xông lên đầu tiên bị khô lâu xé nát, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không chạy ra được. Coi chừng, mau lui lại. Những khô lâu này lợi hại, đều có thực lực đại đạo cảnh cao giai, còn không bị thiên địa áp chế, quá quỷ dị. Từng tiếng hét lớn truyền ra, tất cả thế lực lớn nhanh chóng lui lại, không dám tiến lên. Mọi người đều bị Tây Phương Cầu bại âm, hắn cố ý cho mọi người xông lên mạo hiểm, chính hắn nhân cơ hội lùi lại để kẻ khác chịu chết. Trong đám người, ánh mắt Điều Thiện Hàn âm trầm lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, muốn thừa cơ kéo thù hận lên người Tây Phương Cầu bại, cũng chọc giận mọi người. Nghe Điều Thiện Hàn nói thế, không ít người nhìn vào Lục Lâm Thiên, có hận ý, có lãnh ý, còn có bất đắc dĩ, tất cả mọi việc vừa rồi là do Lục Lâm Thiên hành động đầu tiên, nửa đường thình lình nhanh lùi lại. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên là biết rõ Tây Phương Cầu bại, muốn lợi dụng bọn họ thăm dò nguy hiểm. Điều Thiện Hàn, ít thả lời chó má, ta bảo ngươi đi chịu chết sao, ta cũng không bảo người ta xông lên, người chết là do bọn họ muốn đoạt đồ, chuyện này liên quan gì tới ta, nếu ngươi châm ngòi thổi gió, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn Điều Thiện Hàn, thực lực đại đạo cảnh sơ giai, cho dù là ngụy hỗn độn hay là nửa hỗn độn. Mình bây giờ cũng không cần bận tâm. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, không ít người than nhẹ, vừa rồi Tây Phương Cầu bại không bảo người ta xông lên, lại nói tiếp, cũng chỉ có thể nói Tây Phương Cầu bại gian trá giảo hoạt mà thôi, người chết nên tự trách mình tham lam. Trưởng môn còn âm hiểm hơn cả ta, hắc hắc. Nhìn thấy mọi người bị trưởng môn trêu đùa, âm quỷ, thiên su, đường ngũ, địa long cười âm hiểm, tại thị hoang thế giới chỉ cần người lăn lộn tốt, không kẻ nào không phải gian trá. Không gian trá thì khó sống ở đây. Tây Phương Cầu bại, ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy người thương hội thì có thể hung hăng càn quấy, bởi vì ngươi, sợ rằng đến lúc đó cả thị hoang thế giới cũng sẽ bị liên lụy, sợ ngươi cũng không sống được bao lâu nữa. Điều Thiện Hàn âm trầm, nhưng tỉnh táo lại, hắn không dám upsilon, hắn rất rõ ràng, Tây Phương Cầu bại trước mắt không phải là người hắn có thể đối phó. Ít nhất ta sẽ sống lâu hơn ngươi. Lục Lâm Thiên cười nhạt, ánh mắt đầy hàn ý nhìn qua Điều Thiện Hàn, có thể nói không chút khách khí, không thể nghi ngờ đang cảnh cáo đám người trước mặt, chỉ cần có cơ hội thì hắn sẽ ra tay. Tự tiện xông vào tù tôn cấm địa, giết không tha. Bảy bộ xương khô đánh chết 9 người, thân thể của chúng lui ra sau, hai mắt khô héo mở ra, khí tức sát phạt bạo phát. Khí tức thật mạnh, dường như không có áo nghĩa tồn tại, chỉ có khí tức sát phạt. Khí tức này đã đến đại đạo cảnh cao giai, thường nhân căn bản khó đối phó. Tù tôn cấm địa, vạn tù chi tôn huyết thiên đế, trong đó nhất định có thông linh bảo khí. Khi bảy bộ xương khô nói hai chữ tù tôn, ánh mắt tất cả mọi người khó mà bình tĩnh, nhận định trong đó có thông linh bảo khí, ánh mắt không ít người đỏ lên, hô hấp dồn dập. Giải quyết bộ xương khô ở đây là có thể chiếm được thông linh bảo khí. Thực lực những khô lâu này quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là khô lâu, nhưng tuyệt đối khó đối phó. Tất cả mọi người không nên giữ thực lực, chỉ có liên thủ đối phó, bằng không đừng mong có thông linh bảo khí. Tại thị hoang thế giới này nhiều năm như vậy, rốt cục đến ngày hôm nay, chỉ ẩn giấu thực lực, những khô lâu này rất bất phàm, chỉ có toàn lực mới có thể đối phó, cuối cùng người có duyên sẽ đạt được thông linh bảo khí. Từng tiếng quát nhẹ truyền tới, ánh mắt không ít cường giả đã đỏ thẫm, thông linh bảo khí hấp dẫn quá lớn. Định lực của bọn họ mạnh hơn nữa cũng không thể nhịn được, cho dù là Lục Lâm Thiên hiện tại cũng rất chờ mong, theo như đồn đãi lúc trước vạn tù chi tôn có thông linh bảo khí. Mộc Phương, Ôn Thiên Cương, Chu Thiệu Khôn, các ngươi cảm thấy thế nào, liên thủ đối phó đám khô lâu này, thông linh bảo khí người có duyên sẽ đạt được. Một thân ảnh bước ra, mang theo khí tức nóng bỏng, làm cho phạm vi quảng trường này nóng rực lên. Trưởng môn Nam Thiên Môn Trúc Hỏa. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, người này đang mặc trang phục áo ngắn, sau lưng mặc trường bào màu đỏ, còn mang theo khí Kahas bá đạo, chính là Nam Thiên Môn Trúc Hỏa. Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương, hai người các ngươi cũng đừng che giấu, thực lực của mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể chống lại đám khô lâu này. Lúc Trúc Hỏa vừa dứt lời, một đại hán trung niên tiến lên, nhưng hình thể không thể so sánh với Mộc Vương, gương mặt tròn, làn da trắng nõn như nữ nhân. Đôi mắt nhỏ mang theo lửa dối âm trầm, làm cho người ta không thể không đề phòng, chính là Bắc Đấu Môn Tham Lang. Từ khi Tham Lang tiến lên,
toàn thân bộc phát khí tức linh hồn âm hàn, khí thế trong nháy mắt bạo phát phô thiên cái địa, không gian chung quanh chấn động kịch liệt, khí thế kia rồi đột nhiên tăng lên đại đạo cảnh cao giai, đồng thời cũng không bị thiên địa áp chế. Vậy liên thủ đi, mọi người đã chờ đợi trong thị hoang thế giới lâu như thế, cũng không dễ dàng gì, không cần phải che giấu. Bên cạnh Đông Tinh xã, trước mặt Ôn Tuấn Hùng có một thân ảnh khí phách xuất hiện, lập tức đi lên trước mọi người, chính là phụ thân Ôn Tuấn Hùng, tháp chủ linh thú tháp Ôn Thiên Cương. Khi thân ảnh Ôn Thiên Cương tiến lên, thổ thuộc tính nguyên lực minh mông bạo phát ra ngoài, khí thế không dưới Tham Lang. Liên thủ cũng tốt, thông linh bảo khí người có duyên sẽ đạt được. Chu Thiệu Khôn vừa dứt lời, phong thuộc tính nguyên lực chấn động, không gian không ngừng gào thét. Ha ha, không cần che giấu sao, vậy liên thủ đi, ở trong thị hoang thế giới ổi chờ đợi tới ngày hôm nay, không nghĩ tới thật sự chờ được ngày này, cuối cùng thông linh bảo khí sẽ vào tay ai đây? Thân thể mập mạp của Mộc Vương vượt qua không gian, lập tức đứng chung vị trí với người chung quanh. Năm đạo thân ảnh mang theo khí thế bất bại, khí tức của năm người này đều đến cấp độ đại đạo cảnh cao giai, khí thế cũng không kém gì bảy bộ xương khô. Ánh mắt Kỳ lão thật độc, những kẻ này quả nhiên có che giấu, chẳng lẽ đều đến từ thế giới hỗn độn sao, nửa hỗn độn hay là ngụy hỗn độn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm chớp động, Tam Kỳ lão nhân đã sớm nhắc nhở qua, ở đây có không ít người bất phàm, lúc này xem ra, chủ nhân năm thế lực lớn còn mạnh hơn Linh Đốn, Tô Phong rất nhiều. Dường như năm người chúng ta không đủ, có tới bảy khô lâu đấy. Giữa không trung, Mộc Phương quay đầu lại, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Tây Phương trưởng môn, tính cả ngươi vào, trước đối phó những khô lâu này, thông linh bảo khí phải xem thực lực rồi. Lục Lâm Thiên hơi do dự, loại tình huống này, nếu chính mình không ra tay sẽ không tốt. Coi chừng, những khô lâu này rất khó đối phó. Ma Linh Yêu Nữ và Mạc Kình Thiên đồng thời nói với Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên gật đầu với Ma Linh Yêu Nữ và Mạc Kình Thiên. Lục Lâm Thiên bước ra một bước, thân ảnh vượt qua không gian, đứng song song với chủ nhân năm thế lực lớn, khí tức phóng ra ngoài, toàn thân sinh ra âm thanh vang vọng, Long Hồn Kiếm Giáp ẩn đi lại xuất hiện lần nữa. Ông! Long Hồn Kiếm Giáp thất kiếm reo vang, ra khỏi vỏ có thể phá hủy tất cả, linh hồn uy năng nương theo Long uy tỏa ra các nơi, làm cho Lục Lâm Thiên sinh ra khí chất uy vũ. Khí tức thực lực của Lục Lâm Thiên nhìn như không bằng Mộc Vương, Tham Lang, Trúc Hỏa, Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương, nhưng hắn có Long Hồn Kiếm Giáp cường hãn, hồn nhiên thiên thành, khí tức linh hồn khủng bố phóng thích ra ngoài, không gian chung quanh vặn vẹo một cách vô thanh vô tức, khí thế kia hoàn toàn không kém chủ nhân năm thế lực lớn, cũng không rơi vào hạ phong bao nhiêu. Nhìn qua Long Hồn Kiếm Giáp trên người Lục Lâm Thiên, chủ nhân năm thế lực lớn đỏ mắt, trong lòng bọn họ càng kiên định đoạt thông linh bảo khí cho mình. Áo nghĩa linh khí đã có uy năng kinh khủng như thế, một bán đạo chi cảnh dựa vào áo nghĩa linh khí đã có thể đánh chết ngụy hỗn độn đại đạo cảnh trung giai, đủ để chứng minh áo nghĩa linh khí khủng bố, nếu là thông linh bảo khí, uy năng của nó càng kinh khủng hơn. Ôn Thiên Cương quan sát, hắn gật đầu với Lục Lâm Thiên, hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhau, bởi vì Ôn Tuấn Hùng là con của Ôn Thiên Cương, Lục Lâm Thiên không thể thất lễ, cho nên hắn cũng chào hỏi. Hành động vô tình của hai người bị mọi người nhìn rõ, ánh mắt sinh ra chấn động. Ôn Thiên Cương nhìn mọi người, nói. Chúng ta một người đối phó một bộ xương khô, cũng chỉ có 6 người, còn thiếu một người. Ta thấy có Thương hội Thải Vân ở đây, không bằng giao một bộ xương cho Thương hội Thải Vân đi, có cường giả ở đây, ta thấy Thương hội Thải Vân cũng nên thử vận khí một chút, tự nhiên phải phí chút sức lực. Ánh mắt Tham Lang nhìn qua lão giả 50 tuổi bên cạnh An Thi Giao của Thương hội Thải Vân. Ha ha, đã như thế, Thương hội Thải Vân cũng nên ra chút sức lực, bộ xương cuối cùng nên giao cho ta đi. Lão giả bên cạnh An Thi Giao gật đầu với nàng, sau đó không gian chung quanh vặn vẹo. Một giây sau, lão giả 50 tuổi này đến bên cạnh Lục Lâm Thiên 6 người, ống tay áo khẽ rung lên, thủy thuộc tính nguyên lực minh mông tỏa ra chung quanh. Trực tiếp hình thành một tầng năng lượng thiên địa quay quanh người, khí thế phóng thích dữ dội, hiển lộ tu vị đại đạo cảnh cao giai. Cảm giác được tu vị thực lực của lão giả này, ánh mắt Mộc Vương, Tham Lang cũng chấn động. Thương hội Thải Vân có đại đạo cảnh cao giai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng hơi rung động, người của Thương hội Thải Vân tới còn mạnh hơn người của Thương hội Kỳ Phong không ít. Tốt, 7 người, một đấu một, ta nghĩ người khác không thể nhúng chàm thông linh bảo khí, động thủ đi.
Trúc Hòa quay đầu nhìn chung quanh, khí tức nóng bỏng bạo phát, khí tức chấn động, áo bào đỏ run lên, đột nhiên thực chất biến hóa. Tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát, chỉ có 5 thế lực lớn, Thất Sát Môn, Thương Hội Thải Vân là thế lực chủ yếu ở đây. Những người độc hành chỉ sợ không có năng lực nhúng chàm, nếu có người tranh đoạt, chắc chắn sẽ bị bọn họ vây công, 7 người liên thủ đối phó 7 khô lâu, cũng không thể nghi ngờ là tuyên bố, chỉ có 7 thế lực này mới có thể đoạt thông linh bảo khí. Trừ 7 người ra, những người khác đã không có tư cách nhúng chàm. Động thủ. Thân ảnh Tham Lang lướt đi đầu tiên, nguyên lực toàn thân chấn động mạnh, thân ảnh lao tới bộ xương khô trước mặt, đánh ra một chảo vặn vẹo không gian. Động thủ. Ôn Thiên Cương tiến lên, trường bào phất phơ, thổ thuộc tính nguyên lực hóa thành hào quang màu vàng bao phủ nắm đấm xuyên qua không gian, trực tiếp đánh nát không gian ngay lập tức. Ầm ầm. Cùng lúc đó, 5 người còn lại lập tức thi triển công kích, khí tức tập trung vào bộ xương khô, khí tức minh mông bạo phát ra ngoài, năng lượng kình phong bạo phát phô thiên cái địa. Đưa mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, Mộc Vương 7 người công kích, 7 bộ xương khô cũng lóe lên, chúng tránh thoát công kích của 7 người. Tự tiện xông vào tù tôn cấm địa, giết không tha. 7 bộ xương khô lại quát lớn, trong ánh mắt hiện ra hào quang màu đỏ dữ tợn. Ken két. Trong thời gian ngắn, 7 bộ xương khô lập tức lao về phía 7 người, quỷ chảo khô héo vặn vẹo không gian chung quanh bị dư âm năng lượng của chúng chấn nát. Những khô lâu này không kém đâu, toàn lực giải quyết. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, chỉ vừa tiếp xúc đã biết đám khô lâu này rất khó đối phó, cần phải toàn lực ứng phó mới được. Bành bành. Không trung xuất hiện tiếng nổ, cả không gian chấn động sắp sụp đổ giống như thiên băng địa liệt, không gian tùy thời sẽ nổ tung. Cường giả vượt qua đại đạo cảnh đỉnh phong rất ít giao thủ trong tiểu thế giới, rất dễ dàng tạo ra không gian hủy diệt, nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ phá hủy tiểu thế giới. Bành! Giao thủ kịch liệt như vậy, Lục Lâm Thiên phất tay đánh ra một quyền vào quỷ chảo, lập tức quyền chảo va chạm nhau, năng lượng khủng bố tạo thành hào quang chói mắt. Hừ! Lực lượng sát phạt từ trong va chạm này sinh ra, thân thể Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi ra phía sau, yết hầu rên rỉ, sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên ăn không ít thiệt thòi trước công kích này, thực lực những khô lâu này còn cường hãn hơn tưởng tượng của Lục Lâm Thiên không ít. Thậm chí Lục Lâm Thiên kinh hãi. Va chạm cường hãn thế này, mình lúc này bố trí long hồn kiếm giáp, còn có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể. Bằng không một chảo này không chỉ ăn thiệt thòi như thế, nếu là người có tu vị bán đạo chi cảnh đã bị nó đánh nát thân thể ngay lập tức rồi. Thực lực thật mạnh, trưởng môn còn khó đấu với khô lâu này, đám người Mộc Vương, Tham Lang cũng không chiếm quá nhiều tiện nghi từ chúng. Lại nói thực lực trưởng môn mạnh như vậy, vì cái gì thực lực của trưởng môn không bị áp chế? Là không phải là đại đạo cảnh sao, nhưng cho dù là bán đạo chi cảnh cũng bị áp chế chứ. Chẳng lẽ trưởng môn chúng ta đến từ đám người Thiên Xu, Đường Ngũ, âm quỷ chấn động, nếu không bị thế giới chi lực áp chế, có lẽ bọn họ còn có thể cưỡng ép hiếp liều một chút, nhưng đây là trong tiểu thế giới, sẽ bị tiểu thế giới áp chế, trong trường hợp này bọn họ không có tư cách nhúng tay. Mà thực lực trưởng môn mạnh như thế, trong nội tâm của bọn họ cũng có suy đoán. Tại sao thực lực Tây Phương Cầu bại mạnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn quật khởi trong thị hoang thế giới, vì sao không bị thế giới chi lực áp chế? Chẳng lẽ Tây Phương Cầu bại cũng đến từ thế giới hỗn độn, hay là nửa hỗn độn? Tây Phương Cầu bại vẫn chưa tới đại đạo cảnh, hắn chỉ là bán đạo chi cảnh mà thôi. Trong đám người, thực lực của Lục Lâm Thiên có không ít người phỏng đoán, bọn họ nghi hoặc nhưng không có ai tìm được đáp án, chủ yếu là Tây Phương Cầu bại, chỉ có cấp độ bán đạo chi cảnh. Làm cho người ta khó suy đoán, chỉ có thể nhận định Tây Phương Cầu bại có nhiều điểm kỳ dị. Bành! Trong tia chớp, thân thể Lục Lâm Thiên lui ra phía sau, khô lâu công kích như bôn lôi, tốc độ những khô lâu này không thể tưởng tượng nổi. Lục Lâm Thiên ra tay toàn lực, giao thủ một kích thật mạnh, thân thể lui ra phía sau, cánh tay run lên, khí huyết trong người quay cuồng không dứt. Những khô lâu này không tầm thường, rõ ràng là đã chết đi, nhưng trên người vẫn lưu lại tín niệm bất diệt. Không thể ngạnh kháng với chúng. Tam kỳ lão nhân truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Tín niệm bất diệt. Lục Lâm Thiên lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Có lẽ 7 bộ xương khô này khi còn sống là thế hệ thực lực cao cường, dường như đang chờ đợi gì đó, thẳng đến khi vẫn lạc hóa thành khô lâu, phần chấp niệm này vẫn còn tồn tại, làm cho bọn họ tiếp tục thủ hộ ở chỗ này. Loại tín niệm này phải xuất phát từ tận đáy lòng mới được,
Xem ra, bảy bộ xương khô khi còn sống nhất định là trung thành với một vật hoặc một người nào đó, bảy người này nhất định đang chờ cái gì đó. Tam Kỳ lão nhân nói. Kỳ lão, ngươi nói cho ta biết, làm thế nào đối phó với đám khô lây này, những khô lâu này quá khó đối phó. Lục Lâm Thiên vội vàng truyền âm, hắn nhanh chóng lui lại, công kích của khô lâu vẫn cuồn cuộn không dứt, hắn không dám chống lại trực tiếp, không gian thời gian áo nghĩa vận chuyển tới cực hạn mới có thể tránh được. Trong lòng đám khô lây này có tín niệm bất diệt, lại là tử vật, tác dụng đối phó cũng không quá hiệu quả, linh hồn công kích càng khó có hiệu quả. Tam Kỳ lão nhân nói, Lục Lâm Thiên đang chuẩn bị thúc dục long hồn kiếm giáp, nghe lời này liền nhịn xuống. Tam Kỳ lão nhân tiếp tục nói, muốn đối phó đám khô lây này, chỉ có xóa đi tín niệm bất diệt của chúng, bằng không phải dùng thực lực cường hãn hơn tiêu diệt chúng, nếu không những khô lâu này sẽ bất tử bất diệt. Khó chống đỡ như vậy, thật sự phiền toái. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, nếu có thể dùng thực lực cường hãn phá hủy khô lâu, vậy phải mạnh hơn khô lâu này mới được, đám khô lâu này đều có thực lực đại đạo cảnh cao giai, muốn dùng thực lực cường hãn phá hủy nó, suy đoán bảo thủ nhất cũng phải đạt tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong mới được, bằng không sẽ không làm được gì chúng. Nhưng còn có một biện pháp, xóa tín niệm trong lòng đám khô lâu đi, tín niệm có chủ tâm, xâm nhập vào trong tâm hồn ý thức là đủ, nếu có thể phá hoại ý thức này, ngược lại dễ dàng đối phó chúng nhất. Tam Kỳ lão nhân trầm tư nói đáp án với Lục Lâm Thiên. Chư vị, đám khô lâu này quái dị tới cực điểm, mang theo tà khí, rất khó đối phó, ta sử dụng Bắc Đấu Thất Tinh Khốn Ma trận, có lẽ có thể đối phó đám khô lâu này, các ngươi nên giúp đỡ ta bảy trận, một mình ta không thể đối phó chúng. Tham Lang cực kỳ cố hết sức đối phó một bộ khô lâu, những khô lâu này căn bản không sợ chết, chỉ có sát phạt, công kích cường hãn và thủ đoạn quỷ dị, làm cho Tham Lang không biết nên làm sao. Bắc Đấu Thất Tinh Khốn Ma trận. Không ngờ người này có trận pháp như vậy, ngược lại có thể thử một lần. Tam Kỳ lão nhân lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Bành! Trúc Hỏa đánh ra một quyền vào chảo của khô lâu, hắn bị đánh bay ra sau, nói với Tham Lang. Tham Lang, mau bày trận, trước giải quyết đám khô lâu quái dị này mới được. Nhanh bày trận, phải giải quyết đám khô lây này mới tốt. Chu Thiệu Khôn hét lớn. Được, mọi người nghe ta truyền âm. Ta sẽ an bài mọi người nên làm thế nào. Tham Lang vừa ứng phó thủ đoạn sát phạt của khô lâu, vừa truyền âm vào tai mọi người, nhưng truyền âm cho mỗi người có khác nhau, càng sợ người thi triển Bắc Đấu Thất Tinh Khốn Ma trận biết được. Nhưng cũng không bao lâu, Tham Lang phân biệt truyền âm vào tai của mọi người, lập tức quát lớn. Đều nghe rõ ràng, nếu nghe rõ ràng, chúng ta bắt đầu bày trận, giải quyết bảy khô lâu này rồi nói sau. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Mọi người trầm giọng nói, Lục Lâm Thiên cũng gật gật đầu, Tam Kỳ lão nhân nói Bắc Đấu Thất Tinh Khốn Ma trận có thể sử dụng. Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ầm ầm. Mọi người lập tức hiểu ý, thúc giục công kích cường hãn, đồng thời đẩy lui bảy bộ khô lâu này ra xa, bọn họ cũng dựa thế xông tới, bảy người đồng thời di chuyển rất huyền ảo. Kết trận. Tham Lang quát một tiếng, thủ ấn của bảy người biến hóa, trong lúc mơ hồ thân ảnh sinh ra hào quang tương liên với nhau. Hào quang tỏa sáng và rất huyền ảo, trong nháy mắt tiếp theo lại kết nối thành một, cuối cùng giữa lẫn nhau huyền ảo tương liên, lúc này tạo thành đại trận cực lớn. Ầm ầm, đại trận xuất hiện làm thiên địa biến sắc, uy áp cường hãn khủng bố làm cho người ở xa lùi lại. Siêu siêu, ánh mắt bảy xương khô đỏ hồng, không hề sợ hãi, nhanh chóng tấn công bảy người. Bắc Đấu Thất Tinh Khốn Ma trận. Tham Lang hét lớn một tiếng, thủ ấn không ngừng biến hóa. Một đạo hào quang huyền ảo xuất hiện, cuối cùng tạo thành đại trận bao phủ chung quanh. Ầm ầm, năng lượng và hào quang trong đại trận vô cùng ngưng tụ, trong lúc mơ hồ đã hình thành tinh trận huyền ảo, đồ án Bắc Đấu Thất Tinh đồ án huyền ảo phá không bay ra, khí tức cổ xưa bộc phát, hung uy hiển hách xuất hiện. Siêu siêu, bảy bộ xương khô lúc này lao thẳng tới trước mặt bọn họ, từng khí tức sát phạt bao phủ thiên địa. Khốn, Tham Lang cuối cùng quát lớn một tiếng. Quán chú nguyên lực toàn thân vào trong đại trận run lên, hào quang đồ án Bắc Đấu Thất Tinh sáng ngời, lập tức hóa thành bảy đạo hào quang lướt qua không gian. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bảy khô lâu đang định công kích run lên, thân thể bị áp chế xuống đất. Chung quanh bảy bộ xương khô hào quang khôn cùng, chúng bị hào quang của ngôi sao bao phủ, khí tức sát phạt toàn thân bị phá, hào quang nương theo khí tức cổ xưa quét qua các nơi.
Siêu, siêu. Bảy bộ xương khô tương liên với nhau rất quỷ dị, từng đạo hào quang răng khắp nơi, năng lượng tương liên với nhau như mạng nhện, trói buộc bảy bộ xương khô này với nhau. Trong nháy mắt bảy bộ xương khô nhắm mắt lại, khí tức toàn thân yên lặng, nhưng năng lượng trói buộc trên người vẫn tồn tại. Chấm dứt sao? Bảy người nhìn bảy khô lâu bị trói buộc, nội tâm thả lỏng một hơi, bảy khô lâu này quá khó đối phó. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt tham lang thầm trầm xuống, ánh mắt đầy nóng bỏng, hắn lập tức xông thẳng về phía khô lâu sinh ra năng lượng chấn động, mục tiêu chính là vật trong tay của khô lâu. Tham lang muốn đoạt thông linh bảo khí, đó chắc chắn là thông linh bảo khí. Thấy thế, khí tức tham lang vừa mới chấn động, Chu Thiệu Khôn, Trúc Hỏa và lão giả thương hội Thải Vân nhanh chóng cảm giác được, thân ảnh ba người không rớt lại phía sau, lập tức lao tới. Ánh mắt Mộc Phương âm trầm người ngoài khó nhìn thấy được, áo bào màu vàng quanh người phất phơ, thân ảnh phá không lao đi. Lục Lâm Thiên vào lúc này kích động, thông linh bảo khí tuyệt đối là trọng bảo, nó đang ở ngay trước mắt, mình phải tranh đoạt mới được, lúc Lục Lâm Thiên muốn tiến lên tham gia tranh đoạt, Tam Kỳ lão nhân truyền âm lần nữa. Tiểu tử, nơi này ngoài quỷ dị ra, ta cảm giác còn có khí tức mờ mịt đang ẩn nấp, khí này tức cực mạnh, phải cẩn thận đấy. Còn có cường giả ẩn nấp sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngây ngốc, ánh mắt không tự chủ nhìn qua chung quanh, tâm thần nhìn trộm, đột nhiên ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, trong tâm thần hắn quan sát, Lục Lâm Thiên thật sự phát hiện trong không gian, chẳng biết lúc nào còn có một tia sát khí thẩm thấu vào, sát khí này Lục Lâm Thiên rất quen thuộc. Siêu siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tham lang bảy người đã lao vào khô lâu chính giữa, lúc này sắp tới bên người nó. Ầm ầm. Đúng vào thời điểm này, giờ phút này, cả không gian trực tiếp run rẩy. Đột nhiên không gian lờ mờ, khí tức quỷ dị xuất hiện một cách vô hình, khí tức này làm người ta sởn tóc gáy, trong nội tâm run lên, đám người tham lang sắp xông tới gần khô lâu có năng lượng chấn động thì dị biến sinh ra. Khặc khặc, mấy con sâu cái kiến, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể nhúng chàm. Trong thời gian ngắn, cũng không biết từ chỗ nào có một đạo huyết quang hiện ra. Trong nháy mắt huyết quang này hóa thành hào quang huyết sắc xuất hiện trước mặt tham lang. Vào lúc huyết quang này xuất hiện, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào huyết quang kia, trong huyết quang này có khí tức vô cùng quỷ dị truyền ra. Dưới khí tức quỷ dị này bao phủ, tâm thần mọi người chấn động khó hiểu, khí tức này làm người ta cảm giác không khỏe. Cảm giác tim đập chân rung bao phủ tâm thần, người thực lực thấp sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Cút ngay cho ta. Trong huyết quang này có tiếng quát giống như truyền từ cửu địa ngục tới trần gian, tiếng quát hung tàn và âm độc làm người ta cảm thấy không khỏe, giống như bên tai có tiếng thét thê lương chói tai. Ầm ầm. Lúc quát chói tai, trong huyết quang có năng lượng sát khí khủng bố lan tràn ra, năng lượng sát khí này làm linh hồn người ta sinh ra chấn động dữ dội, đột nhiên tâm thần kinh hãi. Sát khí lan tràn ra chung quanh, không gian rung động rất mạnh, khí huyết sát bức người, cuồng phong không ngừng gào thét. Huyết quang tỏa sáng chói mắt. Trong khí tức ngập trời này, sát khí bao phủ đám người Mộc Vương, Tham Lang, Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương vào bên trong. Đạp đạp. Sát khí ngập trời quét qua tất cả, sáu người Mộc Vương lảo đảo không ngừng lui ra phía sau, thân ảnh sáu người đáp xuống đất, một cước đạp mạnh vào mặt đất mới có thể đứng vững. Ánh mắt sáu người mang theo vẻ kinh ngạc nhìn qua huyết quang trước mặt, dường như trong huyết quang này ẩn chứa tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thật mạnh. Trong huyết quang khủng khiếp này, đám người Mộc Vương run sợ tuyệt đối, tóc gáy dựng đứng, trong huyết quang mơ hồ có hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào bọn họ. Là đám huyết quang này, huyết quang bay ra khỏi huyết sát thâm uyên lúc trước. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào, hắn quan sát huyết quang, Lục Lâm Thiên đã nhớ ra, ban đầu lúc mở huyết sát thâm uyên lần đầu tiên, huyết quang này bay ra khỏi huyễn sát thiên cương trận, khí tức lúc trước làm hắn cảm giác mình nhỏ bé như con sâu cái kiến. Khí tức này không phải Lục Lâm Thiên có thể chống lại, trong sát khí khủng bố, cả không gian ảnh hưởng, thẩm thấu vào tận linh hồn. Ông! Vào thời điểm này, cây đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên cảm giác được sát khí xâm lấn, lập tức nhảy ra, kim mang hóa giải sát khí, làm cho linh hồn của Lục Lâm Thiên bình tĩnh trở lại. Phụt! Nhưng có người thực lực thấp đứng ở xa xa, bọn họ bị sát khí ảnh hưởng làm sắc mặt tái nhợt, không gian chung quanh cứng lại, lúc này toàn lực muốn tránh thoát nó. Lại phát hiện nguyên lực toàn thân đình chỉ vận chuyển, căn bản là không cách nào chống cự. Ngay cả linh hồn cũng bắt đầu động lại,
thực lực thấp một ít phải phun máu tươi. Khặc khặc, qua nhiều năm như vậy, Huyết Thiên Đế đã chết, nhưng mà ta còn sống, ta vẫn tồn tại, người đấu không lại ta, đám sâu kiến dám nhảy nhót trước mặt ta, người không bao giờ giống lúc trước, cuối cùng cũng rơi vào trong tay ta. Trong huyết quang, âm thanh chói tai truyền ra, dường như không đặt đám người Mộc Vương, Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương vào trong mắt, cho nên hoàn toàn không quan tâm tới. Thời điểm âm thanh chói tai vang lên, đột nhiên huyết sắc quang đoàn chấn động, huyết quang thật lớn thu liếm, sát khí cuồn cuộn hoạt động, giống như có ánh mắt hư ảo nhìn qua mọi người. Thân thể huyết quang này cực kỳ hư ảo, linh hồn lực minh mông nương theo khí huyết sát ngưng tụ lại, hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy và âm trầm, nhìn không gian chung quanh, những nơi ánh mắt nhìn qua, không gian run rẩy. Linh hồn thể tuyên cổ cảnh, tên này lúc toàn thịnh là tuyên cổ cảnh trung giai. Khó trách ta khó có thể nhìn thấy hắn ngay. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đang rung động, Tam Kỳ lão nhân đã truyền âm vào tai của hắn. Tuyên cổ cảnh. Nghe ba chữ này, nội tâm Lục Lâm Thiên chấn động mạnh, ba chữ tuyên cổ cảnh này không nghi ngờ giống như sấm sét vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Hắn nuốt nước bọt một chút, khó trách đối mặt người này, bản thân hắn có cảm giác mình biến thành sâu kiến, tu vị bán đạo chi cảnh của hắn không thể so sánh với tuyên cổ cảnh. Khí tức thật mạnh. Đám người xem đứng ngoài bị áp chế, tất cả không cách nào nói chuyện, có người thậm chí không cách nào nhúc nhích, toàn thân không ngừng run rẩy. Mạc Kình Thiên, Ma Linh yêu nữ hai người, ánh mắt nhìn qua hư ảnh với thần sắc ngưng trọng. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, chúng ta nên phân trước sau chứ? Tham Lang rất đỏ mắt với thông linh chi bảo, cho nên hắn cũng bất chấp cứ nói ra. Ngươi nói cái gì? Thân ảnh huyết sắc nhìn qua Tham Lang. Ánh mắt âm trầm thâm thúy như xuyên thủng lòng người. Thân ảnh hư ảo khinh thường, nhìn Tham Lang nói. Thứ tự đến trước và sau, so với tới trước, các ngươi tới được bao nhiêu năm, ta chờ ở đây còn trước khi các ngươi ra đời, nếu không phải bởi vì ta cố ý chờ cấm chế của ngục giam buông lỏng, các ngươi cũng căn bản không tìm thấy nơi này, cho dù là trăm vạn năm nữa cũng thế. Tất cả do ngươi mà ra. Ánh mắt Mộc Vương chấn động, Mộc thuộc tính áo nghĩa bao phủ toàn thân. Lúc này mới không bị khí huyết sát áp bách sụp đổ. Thân ảnh hư vô nói. Đương nhiên, chỉ có ta biết rõ nơi này, thậm chí vô số năm trước ta đã cố ý an bài tin tức, trong này có được thông linh bảo khí, thậm chí làm không ít tàn đồ, chỉ tiếc không ai có thể tìm được nơi ở của vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế, cường giả hai đại liên minh tìm không bao nhiêu năm, chỉ tiếc Huyết Thiên Đế tên này vô cùng giàu hoạt, thủ đoạn ẩn nấp không ai có thể so sánh, cho nên căn bản cũng không có người nào tìm được Huyết Thiên Đế. Chỉ có ta hiểu hắn. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, cũng không biết thật giả. Trong đầu có cây đao màu vàng ảnh hưởng, Lục Lâm Thiên vào lúc này không bị áp chế, sợ trong toàn trường thoải mái nhất cũng chỉ có Lục Lâm Thiên. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo vẻ cảnh giác, Lục Lâm Thiên âm thầm suy đoán, nếu tên này nói đúng, linh hồn thể này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Trong năm tháng dài như thế, linh hồn thể vẫn tồn tại, đủ thấy thực lực hắn khủng bố. Vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế xuống trước khi thị hoang thế giới hoang vu, cho nên không ai nhớ rõ. Chúng ta cũng là người cố ý đưa tới. Nguyên lực bao phủ toàn thân Ôn Thiên Cương, hắn toàn lực ngăn cản khí huyết sát ăn mòn. Hư ảnh huyết sắc nói. Đúng vậy, tất cả đều là ta an bài, các ngươi chỉ là đá thử mà thôi, Huyết Thiên Đế quá âm hiểm xảo trá, ta không cách nào xác định hắn có lưu lại thủ đoạn đối phó nào không, mạo hiểm với hắn, không bằng để các ngươi mạo hiểm. Nói đến đây, hư ảnh huyết sắc cảm thấy cực kỳ có thành tựu, gào thét chói tai. Hiện tại xem ra Huyết Thiên Đế đã thật sự chết, hắn không đấu lại ta, cuối cùng vẫn bại trong tay ta, ta mới được là người thắng cuối cùng, ta thắng tất cả thuộc về ta. Các hạ rốt cuộc là ai? Chu Thiệu Khôn ngẩng đầu, năng lượng bao phủ toàn thân, khí huyết sát đang vặn vẹo không gian. Ta là ai, ta đã quên rồi. Thân ảnh hư ảo nói. Lúc trước dường như mọi người gọi ta là huyết phách. Huyết phách, ngươi chính là huyết phách. Nghe vậy, Mộc Vương run lên, nghe hai chữ kia lập tức hoảng sợ lui ra sau. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua Mộc Vương. Ánh mắt Mộc Vương kinh hãi, nhìn ánh mắt của mọi người, nói. Đồn đãi lúc trước thị hoang thế giới có đại chiến, chiến thiên liên minh và vạn thiên liên minh dùng huyết phách và hồn lạc cầm đầu, trong đó hồn lạc là người vạn thiên liên minh, huyết phách là người chiến thiên liên minh. Thực lực hai người đều là tuyên cổ cảnh. Tuyên cổ cảnh. Mọi người nghe vậy, ánh mắt run lên,
lập tức sinh ra thần sắc rung động, đối với bọn họ mà nói, tuyên cổ cảnh là cấp độ quá xa. Tuyên cổ cảnh, bọn họ khó có khả năng chạm tới. Ba chữ tuyên cổ cảnh đại biểu thực lực tuyệt đối, đồn đãi tuyên cổ cảnh đủ sức phá hủy tiểu thế giới. Cho nên, nói chung, thế giới hỗn độn đã có quy củ, bình thường thế giới hỗn độn cấm cường giả tuyên cổ cảnh tùy ý động thủ trong tiểu thế giới. Lúc này Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn rung động không ít, hắn đã sớm từ lời Tam Kỳ lão nhân nói về cấp độ tuyên cổ cảnh. Toàn thân Mộc Vương hơi rung rung, tiếp tục nói. Huyết phách, hồn lạc đều tới từ thế giới hỗn độn, là người thế giới hỗn độn chân chính, không phải nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, hai người liên thủ đối phó huyết thiên đế, cuối cùng ba người lại đồng quy vu tận, trận chiến ấy thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt, thị hoang thế giới cũng biến thành bộ dáng như thế này. Tu vị tuyên cổ cảnh rất khủng khiếp, có thể làm thiên băng địa liệt. Mọi người cảm thán, huyết phách và hồn lạc là người thế giới hỗn độn, đối với thế giới hỗn độn mà nói, tuyên cổ cảnh bị áp chế còn niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong ở thị hoang thế giới. Khặc khặc, nghe Mộc Vương nói, huyết phách cười to không ngớt, khí huyết sát chấn động, không có phản bác Mộc Vương nói, khí huyết sát tỏa ra ngập trời, lập tức tiếng cười bỗng nhiên thu lại, ánh mắt âm trầm đầy sát khí, nói. Hậu bối biết rõ cũng không phải ít, ta cũng mặc kệ các ngươi chỉ là si ông sâu cái kiến không có ý nghĩa, cút đi cho ta. Nghe vậy, đám người tu vị quá thấp biết được rời đi, thần sắc vô cùng vui mừng. Nhưng đối với Tham Lang, Chu Thiệu Khôn lại đưa mắt nhìn nhau, trong khí huyết sát trước mặt, ánh mắt chớp động, thực lực đối phương nhìn như vô cùng cường hãn, nhưng mà trơ mắt nhìn thông linh bảo khí không có phần của mình, bị người ta đoạt đi, điều này làm bọn họ không bỏ được. Như thế nào, các ngươi còn chưa cút? Nhìn thấy thần sắc mọi người, hư ảnh huyết sắc nói. Người có tu vị tuyên cổ cảnh bị tiểu thế giới áp chế, thực lực cũng chỉ còn lại là niết bàn cảnh, tuy ngươi chỉ là linh hồn phân thân, đã trôi qua lâu như vậy, chỉ có thanh thế mà thôi, nếu có thực lực thật sự sao cho chúng ta rời đi, tuyệt đối sẽ giết sạch chúng ta phong tỏa tin tức hắn có được thông linh bảo khí. Tham Lang ngẩng đầu nhìn vào huyết phách, ánh mắt đầy âm trầm, thông linh bảo khí trước mặt, hắn không dễ dàng buông tha, cần phải thử. Nói có đạo lý, nếu thật có thực lực, tại sao cho chúng ta rời đi, tuyệt đối sẽ giết sạch chúng ta phong tỏa tin tức hắn có được thông linh bảo khí. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu không thôi, Tham Lang nói thật sự có đạo lý, đám người Chu Thiệu Khôn, Trúc Hỏa đều không muốn rời đi, sức hấp dẫn của thông linh bảo khí quá lớn. Những người này, tham niệm quá nặng, đủ để che phủ tâm trí. Tam Kỳ lão nhân ở trong thiên trụ giới nội trầm giọng nói. Kỳ lão, chẳng lẽ thực lực huyết phách đã khôi phục? Lục Lâm Thiên hỏi, nếu thực lực huyết phách chỉ hư trương thanh thế, bị tiểu thế giới áp bách, có lẽ đám người Tham Lang liên thủ sẽ có cơ hội. Khí tức huyết phách tuyệt đối không có vấn đề, cho dù bị tiểu thế giới áp chế, nhưng tất cả mọi người cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, thuần túy là muốn chết, duy nhất có cơ hội chống lại hắn, sợ rằng chỉ có nửa người, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Tam Kỳ lão nhân nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, lập tức hỏi. Người này là ai? Tam Kỳ lão nhân nói. Nửa người đó tự nhiên chính là ta, trong khoảng thời gian này ta khôi phục một ít, nhưng không thể khôi phục toàn thịnh, nếu là lúc toàn thịnh, diệt hắn dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại ta chỉ nắm chắc toàn thân đi ra, cho nên chỉ có thể đủ xem như nửa. Chúng ta đi trước. Không có chút hy vọng nào, cho dù là có thông linh bảo khí, Lục Lâm Thiên cũng lập tức bỏ qua, so về thông linh bảo khí. Tánh mạng mình không thể nghi ngờ trọng yếu hơn nhiều, huống chi trên người mình, thanh trụ hư không dực có thể là thông linh bảo khí, cho nên căn bản không cần thiết góp tính mạng vì thông linh bảo khí. Đi, ngươi cho rằng dễ dàng đi sao, nơi đây quỷ dị, sợ rằng huyết phách còn không có cảm giác được, nếu hắn cảm giác được, chắc chắn không dễ dàng đến, ta dám cam đoan, chúng ta bây giờ cho dù đi cũng khó mà rời khỏi, cứ hành sự theo hoàn cảnh, như thế ít phiền phức hơn. Tam Kỳ lão nhân âm thanh đều là ngưng trọng không ít. Xem ra các ngươi là không có ý định đi. Thời điểm Lục Lâm Thiên và Tam Kỳ lão nhân đang trao đổi với nhau, ánh mắt huyết phách âm trầm, khí huyết sát bạo tăng. Chư vị, chúng ta khổ sở mới tới đây, thông linh bảo khí cũng sắp tới tay, cũng không thể để người này nhanh chân tới trước, chúng ta liên thủ toàn lực ứng phó, nói không chừng còn có cơ hội. Tham Lang bạo phát nguyên lực toàn thân, ngăn cản khí huyết sát. Liên thủ toàn lực ứng phó, thông linh bảo khí, không phải ai muốn đoạt thì đoạt.
Trúc Hỏa, Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương, Mộc Vương, lão giả thương hội Thải Vân đại đạo cảnh đều đi ra, đều muốn thử. Hỏa chi đại đạo. Trúc Hỏa hét lớn một tiếng. Thủy chi đại đạo. Linh hồn đại đạo. Mộc chi đại đạo. Phong chi đại đạo. Trong chốc lát sáu người hét lớn một tiếng, sáu người thúc dục áo nghĩa khác nhau, đều đạp không mà đứng, áo nghĩa làm thiên địa biến sắc, từng áo nghĩa chấn động khủng bố từ trong người sáu người bạo phát ra, nhất thời, đảo hoang tràn ngập áo nghĩa, nhất thời không trung mây đen ngưng tụ, tiếng sấm trận trận. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, có Tam Kỳ lão nhân cảnh cáo, bởi vậy hắn không tham gia, thừa cơ lui ra sau. Đi. Trong thời gian ngắn, Tham Lang sáu người nhìn thấy Lục Lâm Thiên dĩ nhiên không có ra tay, cũng không có cách nào, tên đã lên dây không phát không được, đều công kích vào hư ảnh huyết sát. Khủng bố áo nghĩa công kích tại sáu người khống xuống, làm cho thiên địa run rẩy nứt vỡ, lan tràn ra hủy diệt chi uy, hung hăng đối với huyết phách bao phủ mà đi, ven đường không gian trực tiếp đều bạo liệt mà mở. Người không biết không sợ, người nhỏ bé không sợ, con sâu cái kiến không biết tự lượng sức mình, bản tôn lười đối phó các ngươi, muốn chết. Mắt thấy sáu người công kích, hư ảnh huyết phách vui vẻ, hắn nói xong, khí huyết sát bao phủ bầu trời. Phần phật, huyết sắc quang mang phóng lên trời, khí huyết sát bộc phát cuồn cuộn, bầu trời chấn động dữ dội. Ầm ầm, đột nhiên cả đảo hoang thiên địa run rẩy, trời xanh có tiếng nổ cực lớn vang lên, cả phiến thiên địa này lung lay sắp đổ. Sáu con sâu cái kiến, so đại đạo với ta, ta niết bàn tuyên cổ trường tồn, các ngươi đang múa rìu qua mắt thợ, hôm nay cho các ngươi thấy cái gì là lực lượng. Huyết sắc quang mang hiện ra, huyết phách hét chói tai. Lục hợp huyết đao chạm. Tiếng quát vang lên, huyết sắc quang mang hóa thành huyết đao lao đi, huyết đao giống như chặt sứt hư không, vô số sát khí từ trong huyết đao bắn ra ngoài. Sáu chuôi huyết đao áp xuống, khí huyết sát làm đám người Mộc Vương, Tham Lang, Ôn Thiên Cương lúc này biến thành màu đỏ thẫm. Phụt! Trong không gian xa xa, một ít người thực lực thấp, không biết khi nào, hai mắt đã bị ảnh hưởng, biến thành đỏ rực, máu tươi chảy ra từ mắt, khóe miệng phun máu tươi như suối. Siêu, 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 siêu. Sáu chuôi huyết đao ngưng tu và chém xuống chỉ trong nháy mắt, chúng bổ vào đại đạo áo nghĩa của sáu người, đao mang rơi xuống, dễ dàng bổ tan lĩnh ngộ đại đạo của sáu người. Ầm ầm, cả phiến hư không nghiền nát, khí huyết sát cuồng bạo đánh tan áo nghĩa. Phụt, Mộc Vương, Tham Lang, Ôn Thiên Cương, Chu Thiệu Khôn, lão giả thương hội Thải Vân sáu người phun máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm. Từ trên cao rơi xuống đất như sao băng. Rầm rầm rầm. Cả đảo hoang đất rung núi chuyển, nhưng quỷ dị là đòn nghiêm trọng như thế, nếu ở bên ngoài đủ để san bằng sơn mạch thành bình địa, thế nhưng ở chỗ này ngay cả mặt đất quảng trường màu đen cũng không nghiền nát. Phụt. Sáu người rơi xuống đất, trong miệng có máu đen chảy ra. Ánh mắt sáu người đỏ thẫm, sau một lát máu tươi lại biến thành màu đỏ, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn không rút đi. Trong mắt sáu người đầy sợ hãi, sáu người công kích toàn lực còn bị huyết phách đánh thành trọng thương. Lúc này sáu người biết rõ nhất, hiện tại thương thế của bọn họ rất nặng, trước mặt đối phương bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, hoàn toàn không có lực chống lại. Nhưng thời điểm này, không có người nhìn thấy, vừa rồi đám người Mộc Vương phun máu tươi rơi xuống quảng trường màu đen, lập tức bị quảng trường này hấp thu không còn, trong đó lại hấp thu máu của Mộc Vương nhanh nhất. Ở trước mặt ta, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, mấy ngụy hỗn độn và nửa hỗn độn, dám hung hăng càn quấy trước mặt ta, một ý niệm của ta cũng đủ làm các ngươi vạn kiếp bất phục. Không gian dần dần dẹp loạn, huyết phách nhìn sáu người, đột nhiên ánh mắt run lên, khí huyết sát chấn động, ánh mắt ngưng trọng nhìn Mộc Vương, dường như phát hiện cái gì, ánh mắt sinh ra chấn động không nhỏ. Ánh mắt tập trung Mộc Vương, huyết phách trầm giọng nói. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Không nghĩ tới thì hoang thế giới vẫn còn tồn tại, lúc trước xuất hiện một huyết thiên đế, dùng tất cả cơ hội đánh chết, nhưng nhiều năm như vậy còn có một, nói đi, ngươi có lai lịch gì? Mộc Vương ngẩng đầu, nhìn huyết phách, vẻ sợ hãi thu liếm, khóe miệng máu tươi đầm đìa, cắn răng cười lạnh, nói. Ta lai lịch gì cũng không trọng yếu, ngươi còn chưa có chết, huyết thiên đế chắc chắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết, thời điểm huyết thiên đế xuất hiện. Huyết phách ngươi khó thoát khỏi cái chết, ha ha. Vô chi, ta đã sớm là tuyên cổ cảnh, ta mới có thể trường tồn, huyết thiên đế chỉ là niết bàn sơ giai mà thôi, hắn sớm chết rồi, chết từ lâu rồi. Huyết phách cười lạnh,
sát khí bạo phát, nói. Lai lịch của ngươi là gì với ta cũng không trọng yếu, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến phiền phức, cho nên ta đã quyết định, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, trong mắt huyết phách bắn ra sát ý. Tên này đã động sát ý thật sự, sợ rằng có ý định giết sạch mọi người, cũng quá kiêu ngạo. Tam kỳ lão nhân nói. Đáng tiếc lão tử không có khôi phục, bằng không dám hung hăng càn quấy trước mặt ta, ta chụp chết hắn. Tiểu tử ngươi linh hồn phân thân còn chưa luyện hóa xích linh liệt hỏa, bằng không cũng có thể làm tiểu tử này hình thần câu diệt. Kỳ lão, phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi trầm xuống, thần sắc ngưng trọng, ngay cả chạy trốn cũng không thoát, thực lực của tam kỳ lão nhân bây giờ cũng không thể chống lại huyết phách. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, nó vẫn đang luyện hóa xích linh liệt hỏa, tối đa ngẫu nhiên mượn một ít hỏa diễm, căn bản không thể ra tay toàn lực. Không có triệt để luyện hóa xích linh liệt hỏa, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên không thể đối phó huyết phách. Tam kỳ lão nhân trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta không có biện pháp bận tâm quá nhiều, nếu để cho tên này đại khai sát giới, người bên cạnh ngươi khó tránh khỏi tai nạn, chỉ có thể nghĩ biện pháp cuối cùng là ta ra tay mà thôi. Lục Lâm Thiên lập tức nói. Kỳ lão, ngươi không phải nói ngươi bây giờ không thể đối phó huyết phách sao, chỉ có thể đủ thoát thân trở ra. Tam kỳ lão nhân nói, ta là không có biện pháp, nhưng chúng ta liên thủ lại khác, huyết phách ở trong tiểu thế giới cũng chỉ là linh hồn niết bàn cảnh cao giai, dựa vào thiên phú linh hồn của ngươi, ta cho ngươi mượn lực lượng, tăng thêm ngươi thúc giục linh hồn loại áo nghĩa linh khí, ta suy đoán có thể ngăn cản ra hỏa hung hăng càn quấy này, làm cho tên kia biết ngươi lợi hại. Kỳ lão, được không? Lục Lâm Thiên vẫn còn có chút lo lắng, cái này huyết phách thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tuyên cổ cảnh A Hát, hắn bây giờ còn xa mới chạm tới cấp độ này. Làm sao bây giờ, thực lực huyết phách quá mạnh mẽ, muốn đại khai sát giới, Mộc Phương, Tham Lang, Trúc Hỏa liên thủ cũng bị đánh bại. Không xong, rốt cuộc huyết phách đến từ nơi nào, tuyên cổ cảnh, quá cường hãn. Cảm giác sát ý của huyết phách, đám người đứng ngoài hoảng sợ, trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ khó mà sinh ra tâm chống cự. Giết ngươi đầu tiên. Thân ảnh hư ảo của huyết phách nhìn lên người Mộc Vương, huyết sát khí bạo phát ngập trời, khí huyết sát lướt đi tạo thành cự mãng. Xuy, cái đuôi của huyết mãng run lên, lập tức há miệng lao về phía Mộc Vương, khí huyết sát làm linh hồn rung động, lập tức lao thẳng về phía trước, những nơi đi qua, cả không gian biến dạng. Đại thế áp chế như vậy, chỉ sợ Mộc Vương không thể chống lại, 6 người vừa rồi đã bị trọng thương, lúc này đều rất hoảng sợ. Phụ thân. Bảo Châu công chúa hét lớn, thần thái đại biến, nhưng bị vấn thân mạc kéo lại, vấn thân mạc rất rõ ràng, huyết phách ra tay, bọn họ không có khả năng chống lại. Ngao! Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, hào quang phá không bay tới, một đạo linh hồn áo nghĩa mênh mông bộc phát ra ngoài. Hào quang hóa thành cự long, long uy mênh mông bao phủ linh hồn mọi người, như lôi đình lướt đi, chung quanh thân thể của nó đầy khe hở không gian. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, hư ảnh linh hồn cự long hư ảnh va chạm với huyết mãng của huyết phách ngưng tụ. Bành! Va chạm này làm hư không chung quanh bị hủy, khí khinh khủng bố làm hư ảnh huyết mãng và cự long đồng thời biến mất quỷ dị, cuối cùng hóa thành linh hồn lưu quang quay về huyết phách. Đạp đạp! Linh hồn lưu quang quay về, trực tiếp tiến vào trong đồ án long hồn kiếm giáp của Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên cũng lảo đảo lui ra phía sau. Khí huyết sát lao thẳng vào đầu. Khí huyết sát mới là công kích mạnh nhất. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải thực lực mạnh nhất của huyết phách, chỉ là một kích hời hợt mà thôi, nhưng khí huyết sát đủ phá hủy linh hồn của đại đạo cảnh cao giai thành vô số mảnh. Nhưng trong đầu Lục Lâm Thiên có cây đao màu vàng, kim sắc quang mang bao phủ không cho khí huyết sát tiếp cận linh hồn, liền trực tiếp bị kim sắc quang mang phá hủy, công kích mạnh nhất của đối phương ở trước mặt Lục Lâm Thiên lại không có tác dụng, hắn chiếm không ít tiện nghi. Là Tây Phương Cầu Bài. Vào lúc này mọi người kinh ngạc nhìn lên người Lục Lâm Thiên, chống lại một kích của huyết sát, không ai ngờ đó lại là Tây Phương Cầu Bại. Mộc Phương ngẩng đầu, hắn cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, nguy cơ trước mắt đã biến nguy thành an, ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Ồ! Huyết phách quay người, nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, khí huyết sát bao phủ trên người Lục Lâm Thiên, nói. Ta vốn không nhận ra ngươi, nhìn thấy linh hồn phân thân của ngươi. Ta mới biết là ngươi tới. Nhận ra ta sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên,
bản thân mình ở trong huyết sát thâm uyên nhìn thấy huyết phách, nhưng bộ dáng này vẫn bị huyết phách nhận ra mình, sợ rằng nhìn thấy đại hồn anh của bản thân, xem ra huyết phách vẫn ở trong di tích hắc thủy ngục giam. Không nghĩ tới là ngươi. Dù sao bị nhận ra, Lục Lâm Thiên cũng thản nhiên đối mặt, trước mặt cường giả như huyết phách hắn không cần giấu giếm, thân ảnh từ từ tiến lên, nói. Chúng ta lại gặp mặt. Như thế nào, trưởng môn và huyết phách có quen nhau sao, huyết phách là nhân vật tồn tại bao nhiêu năm rồi đấy. Tây Phương Cầu Bại biết huyết phách. Đệ tử thất sát môn nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn lên người Lục Lâm Thiên, ngay cả Ma Linh Yêu Nữ và Mạc Kình Thiên cũng ngạc nhiên. Ánh mắt huyết phách như muốn nhìn thấu linh hồn của Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bị huyết phách nhìn vào, cây đao màu vàng ngăn cản tất cả huyết sát, nhưng tự dưng bị khí tức bao phủ, nội tâm vẫn hoảng hốt, uy áp giai vị căn bản khó mà bỏ qua. Đối mặt khí tức này, hắn có cảm giác như mình quá nhỏ bé. Nhưng uy áp giai vị làm tim Lục Lâm Thiên đập mạnh, âm thầm vận chuyển nguyên lực thừa nhận. Hừ! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên chống lại uy áp của mình, huyết phách cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hừ lạnh một tiếng, huyết sát ngập trời bao phủ Lục Lâm Thiên, uy áp giai vị áp chế Lục Lâm Thiên. Chỉ trong nháy mắt, khi huyết sát quanh người Lục Lâm Thiên nồng đậm tới mức hóa thành vòng xoáy huyết sát, uy áp giai vị nặng ngàn cân áp lên vai hắn. Hô! Uy thế như vậy, chỉ cần người tu hành có chút thành tựu đều có thể cảm giác được uy thế khủng bố này, cũng hít khí lạnh nhìn Tây Phương Cầu Bại. Mà đối với không ít người, uy thế này không nhắm vào phía họ, nhưng lại làm không ít người chung quanh không thể động đậy, vừa tiếp xúc đã co quắp ngã xuống đất. Hừ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn rất ngông nghênh và đầy ngạo khí, đạp mạnh xuống đất, long hồn kiếm giáp lan tỏa khắp người, thân thể đứng ngạo nghễ trong vòng xoáy. Uy áp giai vị áp chế vô hình, hai vai vẫn thẳng. Khí huyết sát cuồn cuộn, cho dù có cây đao màu vàng và đại hồn anh ngăn cản thay Lục Lâm Thiên một ít, cho nên có thể bỏ qua, nhưng mà uy áp giai vị vô hình không ai chia sẻ với Lục Lâm Thiên. Cường giả tuyên cổ cảnh với đại đạo cảnh mà nói, quả thực chính là cái rãnh trời và đất, uy áp giai vị còn có, Lục Lâm Thiên ngông nghênh đứng thẳng, nhưng sắc mặt đã dần dần tái nhợt, long hồn kiếm giáp trên người rung động, toàn thân như nứt ra. Khóe miệng, lỗ mũi có máu chảy ra ngoài. Bán đạo chi cảnh mà thôi, xem ra áo nghĩa linh khí rất không tệ. Huyết phách khinh thường nói một tiếng, vừa dứt lời, uy năng vô hình giống như Thái Sơn áp đỉnh đè ép Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, thân hình như đứt từng khúc, lập tức khó thừa nhận được, máu tươi chảy ra khỏi miệng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Khặc khặc, có chút bổn sự, nhưng vẫn còn kém một ít. Áo nghĩa linh khí trong tay ngươi cũng quá đáng tiếc, không chịu nổi một kích của ta, ở trước mặt ta, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Huyết phách cười lạnh, hắn chưa tin uy thế của mình không thể áp chế một tên bán đạo chi cảnh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, lúc này hắn thúc giục uy áp giai vị trong trung thiên thế giới, sợ rằng niết bàn cảnh cũng khó thừa nhận, nhưng bán đạo chi cảnh này vẫn có thể thừa nhận. Không có ai biết, ngay vừa rồi Lục Lâm Thiên không cách nào thừa nhận nổi, trong đan điền khí hải của hắn. Nguyên đan chữ vạn bạo phát hào quang. Hào quang từ chữ vạn sinh ra, nó giống như rót thuốc trợ tim vào thân thể Lục Lâm Thiên, vững như bàn thạch, uy áp lớn hơn cũng không thể làm gì. Chút tài mọn, muốn đè sập ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Lâm Thiên quát lớn, gương mặt vặn vẹo sinh ra chút máu, tăng thêm mặt thẹo làm hắn càng hung ác hơn. Vậy mà vẫn thừa nhận được, quá mạnh. Người chung quanh sợ hãi thán phục không nhỏ. Cho dù là Đông Tinh xã, Tây Vương Phủ, Linh Thứ Tháp, thậm chí Bắc Đấu Môn cùng Nam Thiên Môn cũng kích động siết chặt nắm đấm. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, huyết phách lạnh nhạt nói. Ngươi rất kỳ quái, trên người của ngươi có đại bí mật, nhưng bởi vì ngươi, nếu không phải vì ngươi ảnh hưởng, ta đã khôi phục từ lâu, cũng có thể sớm ngày ở đây, tất cả là do ngươi quấy rối, phá hư chuyện tốt của ta, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, nếu ngươi đã tới đây, vậy chết đi. Thuận tiện giao linh hồn phân thân cho ta, ta sẽ kiếm được không ít chỗ tốt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, đối chọi gay gắt, trầm giọng nói. Đây là tiểu thế giới, ngươi không có bổn sự này. Không biết trời cao đất rộng, ngươi chỉ là bán đạo chi cảnh, trước mặt bản tôn, ngươi là con sâu cái kiến mà thôi. Huyết phách quát lên, ngưng tụ trưởng ấn huyết sắc nện thẳng vào Lục Lâm Thiên. Sắc lang cẩn thận, sắc mặt Ma Linh Yêu Nữ biến hóa. Vận chuyển nguyên lực toàn thân, muốn ra tay ngăn cản. Tam muội,
hắn không phải người lỗ mãng, dám đứng ra chắc chắn có nắm chắc, nhìn kỹ hãy nói. Mạc Kình Thiên lập tức giữ chặt ma linh yêu nữ. Trưởng ấn đánh xuống, dưới trưởng ấn này khí thức của nó làm cho máu huyết trong người đông cứng, cảm giác nội tâm như nổ tung, mọi người ở đây đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên. Tuyên cổ cảnh mà thôi, hung hăng càn quấy cái rắm, tiểu tử, động thủ đi, ta giúp ngươi một tay. Thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân vừa dứt lời, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác có năng lượng rất mạnh từ trong thiên trụ giới tuôn ra, khuếch tán khắp toàn thân. Chỉ trong chốc lát, Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân thoải mái không nói nên lời, các tế bào trong thân thể thừa nhận lực lượng mới thoải mái. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, toàn thân Lục Lâm Thiên bạo phát khí tức mênh mông như biển cả. Oanh! Khí thế hùng hậu không ngừng tăng lên, tuy mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng lúc này tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, lúc này trên người Lục Lâm Thiên trên bộc phát uy áp đạt tới mức khủng bố. Khí thế này không ngừng tăng lên, thậm chí đạt tới mức chống lại huyết phách. Tại sao đột nhiên mạnh như thế? Đám người đứng ngoài rung động, đều kinh ngạc, chỉ có Mạc Kình Thiên ngưng trọng, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, thì thào nói nhỏ. Lão nhân gia ông ta chuẩn bị ra tay sao? Chỉ là tuyên cổ cảnh thôi, thì tính sao, có bản lĩnh cứ tới đây. Lục Lâm Thiên hét lớn, tiếng quát to như sấm rền, mang theo uy áp vô hình bạo phát ra ngoài. Lục Lâm Thiên bước tới, đối mặt với trưởng ấn huyết sắc, thân thể run lên, long hồn kiếm giáp rung động, giơ tay nhấc chân hội tụ năng lượng đầy trời, thời không chấn động. Thập phương vũ trụ ấn. Đại thủ ấn giáng xuống, mang theo uy áp vô cùng minh mông. Lập tức Lục Lâm Thiên đánh thẳng vào một trường huyết sắc của huyết phách. Bành! Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, kình phong khủng bố bao phủ thiên địa, không gian trực tiếp bị dư âm năng lượng còn lại áp sập, khí huyết sát bao phủ chân trời. Đạp đạp! Kình phong khủng bố bao phủ tất cả, thân ảnh Lục Lâm Thiên lui ra phía sau, nhanh chóng ổn định thân thể. Đây mới thực sự là lực lượng của cường giả, giơ tay nhấc chân là hủy thiên diệt địa. Tuy bị đẩy lui một ít, nhưng Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, trong nội tâm kêu to thống khoái, tuyên cổ cảnh thì như thế nào, bản thân mình đã có thể giao thủ với tuyên cổ cảnh. Giờ phút này thân ảnh hư ảo của huyết phách bị đẩy lùi, sắc mặt đại biến, nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, đây không phải lực lượng của ngươi, là ai đang giúp ngươi? Liên quan gì tới ngươi, có bản lĩnh cứ tới đây, tu vị tuyên cổ cảnh không gì hơn thế này. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đứng cao ngất, có Tam Kỳ lão nhân. Nội tâm hắn không sợ hãi. Hừ, ta mặc kệ sau lưng ngươi có ai, nhưng nhất định là linh hồn thể, có thể tránh được ta nhìn trộm, thực lực khẳng định rất mạnh, như vậy cũng tốt, nếu ta đạt được, sợ rằng thực lực sẽ tăng lên không ít. Ánh mắt huyết phách khẽ nhúc nhích, ánh mắt mang theo hào quang tham lam, linh hồn thể tuyệt đối không kém, có chỗ tốt cực lớn với trạng thái của hắn. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi còn không có tư cách và bổn sự này. Lục Lâm Thiên cười lạnh, Tam Kỳ lão nhân nếu khôi phục, huyết phách căn bản không có tư cách hung hăng càn quấy, muốn chạy cũng không kịp. Khặc khặc, tiểu tử ngươi rất cuồng vọng, chỉ tiếc ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Lục Lâm Thiên, huyết phách cười quái dị. Vừa dứt lời, thủ ấn của huyết phách biến hóa, tay run lên, dùng bản thân làm trung tâm, lập tức khí huyết sát kinh khủng tuôn ra. Khí huyết sát ngập trời hội tụ lại. Nó giống như đám mây huyết sắc bao phủ bầu trời, che đậy ánh sáng mặt trời, nhất thời cả không gian bị khí huyết sắc làm ảm đạm. Lực lượng thật mạnh, đến từ thế giới hỗn độn, thực lực còn bị áp chế tại niết bàn cảnh, lại thêm bản thân chỉ là linh hồn thể. Tuyên cổ cảnh, tu vị người này thật đáng sợ. Huyết sắc quanh quẩn, thân ảnh huyết phách hư ảo biến mất quỷ dị trong tầng mây, cả không gian lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, yên lặng cỡ này làm người ta sợ hãi bất an. Tiểu tử, tên này động sát ý thật sự, cứ đấu với hắn đi, cho dù ta không có khôi phục thực lực đỉnh phong, nhưng cũng không phải gia hỏa này có thể chống lại. Lời của Tam Kỳ lão nhân trong mơ hồ còn mang theo ngạo khí. Ầm ầm, khí huyết sát trên bầu trời chấn động, năng lượng huyết sát hội tụ tạo thành vòng xoáy, làm cho cả không gian rung chuyển, sát khí ngập trời mang theo kình phong đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cống lại ta? Trong tầng mây huyết sắc truyền ra tiếng hét lớn của huyết phách, vài vòng xoáy năng lượng lập tức bao phủ hư không. Long hồn kiếm giáp. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, tâm thần khẽ động, hai tay chém ra, chỉ trong chốc lát, hai tay cầm hai thanh bí vân đoản kiếm và năm chuôi bí vân trường kiếm bay ra khỏi vỏ.
Ầm ầm. Bảy chuôi bí vân bảo kiếm sinh ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt không gian gió nổi mây phun, bảy chuôi bí vân kiếm hóa thành cự long linh hồn. Ngao ngao ngao. Âm thanh long ngâm vang vọng hư không, hư ảnh cự long giống như vật còn sống, mang theo long uy kinh người bao phủ hư không, linh hồn lực minh mông quét qua tất cả, không gian sụp đổ, lập tức dây dưa với khí huyết sát đáng sợ. Phong vân kích động, tầng mây huyết sát bao phủ bầu trời, bảy đầu cự long mang theo uy áp linh hồn khổng lồ, ẩn chứa linh hồn áo nghĩa quét qua tất cả như phong bạo. Xoẹt. Va chạm như thế, cả thiên địa bị xé nát, làm cho người ta sợ hãi. Tiểu tử, chỉ dựa vào áo nghĩa linh khí mà thôi, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cuồn cuộn trong tầng mây huyết sát, giọng của huyết phách xuyên thủng tầng mây, vòng xoáy huyết sắc dây dưa với cự long, lăng không đánh ra một trưởng ấn phá không lao xuống, lập tức quét qua lục lâm thiên. Đến đây đi, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Lục lâm thiên quát một tiếng, hai tay không ngừng chém ra, lăng không đánh ra vài đạo trưởng ấn, mang theo tàn ảnh, va chạm với trưởng huyết sắc. Ầm ầm, va chạm sinh ra âm thanh như sấm, khí kình khủng bố quét qua chung quanh, sát khí ngập trời làm thiên địa chấn động. Thực lực thật mạnh, đây mới thật sự là cường giả. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, giao phong này bọn họ khó nhìn thấy. Trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, thân ảnh Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, giao phong với tầng mây huyết sát khổng lồ, tốc độ nhanh dần dần nhanh tới mức không ai nhìn rõ ràng. Rầm rầm rầm. Lục Lâm Thiên lại lách người qua, năng lượng va chạm cực kỳ khủng bố, âm thanh truyền ra như tiếng sấm. Khí kình khủng bố phá hủy hư không, mỗi lần va chạm đều rất kinh người, trong không gian có tiếng sấm cuồn cuộn, năng lượng tán loạn khắp nơi. Phần phật, trong công kích khủng bố như vậy, tầng mây huyết sắc không ngừng bị chấn vỡ, hư ảnh cự long và vòng xoáy huyết sắc không ngừng chạm nhau, từng vết nứt không gian đen kịt làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, tâm thần rung động rất mạnh. Lục Lâm Thiên vào lúc này dựa vào tam kỳ lão nhân tương trợ, thực lực tăng vọt, toàn thân được cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt, giờ phút này cảnh giác cũng tăng cao. Đương nhiên đây là nhờ sự trợ giúp của tam kỳ lão nhân, cũng chỉ có tam kỳ lão nhân hiện tại mới có thể chống lại huyết phách, dùng lúc này được sự trợ giúp của tam kỳ lão nhân, thực lực của Lục Lâm Thiên thúc giục long hồn kiếm giáp cũng tỏa ra uy năng vô cùng khủng bố. Lục Lâm Thiên cũng tự biết lúc này giao thủ với cường giả như huyết phách, nếu dựa vào chính mình là không có khả năng, cho dù thực lực mạnh nhất cũng không làm gì được, tuyệt đối không phải đối thủ của huyết phách, chứ đừng nói là chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên thúc giục long hồn kiếm giáp, tăng thêm thế công của Linh Vũ Quyết, hắn đã giao thủ 200 hiệp với huyết phách trong tầng mây. Giao phong này làm sấm sét nổi lên cuồn cuộn, gió nổi mây phun, sát khí ngập trời. Khí kình khủng bố xé tan tất cả. Giống. Trong tầng mây huyết sắc, đột nhiên có tiếng thú giống vang lên, lập tức trong tầng mây huyết sắc có một hư ảnh dị thú dữ tợn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, quét ngang Lục Lâm Thiên. Ngao. Trước mặt Lục Lâm Thiên, long hồn kiếm giáp sinh ra đồ án dữ tợn, một đạo hòa quang từ trong đồ án bay ra ngoài, đó là hư ảnh cự long. Cự long gào thét, nó lao thẳng xuống nhanh như đạn pháo, gợn sóng không gian quét qua. Cuối cùng va chạm với cự thú huyết sắc. Đùng. Hai hư ảnh cự thú va chạm với nhau, nhưng không sinh ra âm thanh phong bạo quá lớn, chỉ nghe tiếng sóng âm khủng bố vang lên, làm cho lỗ tai người nghe đau đớn, hai dị thú này quá mạnh. Phá. Huyết phách hét lớn, trong tầng mây huyết sắc, mấy huyết sắc sát khí phong bạo nổ tung, âm thanh nổ vang ầm ầm vang lên, bảy hư ảnh cự long chôn vùi trong đó, hóa thành bảy chuôi bí vân bảo kiếm, lập tức quét qua các nơi. Phụt, ít hầu của Lục Lâm Thiên sinh ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể lui lại, toàn thân chảy máu tươi. Siêu, siêu, thất kiếm quét ngang, nó xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, bước chân của Lục Lâm Thiên đạp mạnh vào hư không, thân hình lúc này mới ổn định lại. Linh hồn tên này quá mạnh, tà khí thật quỷ dị, không phải bình thường, lực lượng của ta không cách nào tuôn ra, thân thể của ngươi này mạnh tới biến thái, nhưng hoàn toàn thừa nhận lực lượng của ta. Sợ rằng ngươi khó làm được, hơi vô ý sẽ ảnh hưởng tới tu vị của ngươi. Tam kỳ lão nhân nói, tình huống của Lục Lâm Thiên, hắn hiện tại cảm giác rất rõ ràng. Tên này thật sự quá cường hãn. Lục Lâm Thiên phất tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt đầy ngưng trọng. Tiểu tử, mượn lực lượng, ngươi căn bản không cách nào thừa nhận, căn bản không thể chống lại ta. Trong tầng mây huyết sắc cuồn cuộn,
thân ảnh hư ảo của huyết phách giống như lỗ đen tối tăm, ánh mắt nhìn tới đâu, không gian cứng tới đó, linh hồn cũng run rẩy không nhỏ. Hừ, cứ thử lần nữa. Lục Lâm Thiên quát lớn, tâm thần lại nói với Tam Kỳ lão nhân. Kỳ lão, cứ thả toàn lực đi, ta có thể chống lại. Tiểu tử, không thể cậy mạnh a hát. Tam Kỳ lão nhân trầm giọng nói. Kỳ lão, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Lục Lâm Thiên âm thầm cười khổ, hiện tại chính mình thật muốn đi cũng không được, huyết phách đã nhìn chằm chằm vào mình, chỉ có thể liều mạng. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, thật sự không cách nào thừa nhận cứ nói một tiếng, ngàn vạn lần không được ngạnh kháng, chúng ta phải đi, tên kia không ngăn cản được đâu. Kỳ lão dứt lời, đột nhiên toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, năng lượng mênh mông hơn từ trong thiên trụ giới tuôn ra toàn thân. Ken két, năng lượng này lớn tới mức tận cùng. Thân thể Lục Lâm Thiên run lên, năng lượng mênh mông không phải nguyên lực, lại có dấu vết nguyên lực, cũng không phải linh hồn lực đơn thuần, có thể nói tương liên với thiên địa, hấp dẫn năng lượng thiên địa. Phải giải quyết ngươi sớm hơn. Nhìn thấy khí tức chấn động trên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt huyết phách ngưng trọng, tầng mây huyết sắc chấn động dữ dội. Ầm ầm, tầng mây vặn vẹo, cả không gian áp xúc, lập tức hóa thành một cửa động không gian thật lớn, bên trong có hắc ám tối tăm. Sát khí tuôn trào, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, tiến tới thôn vệ bao phủ Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể ma linh yêu nữ đứng xa run rẩy, 10 ngón tay ngọc siết chặt, ngón nắm chặt, hàm răng cắn bờ môi đỏ mọng, mắt phượng nhìn toàn cảnh trận chiến, tâm thần không yên lòng nhìn Lục Lâm Thiên. Tất cả mọi người lúc này ngừng thở, chỉ sợ huyết phách cũng đã vận dụng toàn lực, không biết Tây Phương Cầu Bại có thể chống lại hay không. Đi! Đối mặt với không gian huyết sắc bao phủ bản thân, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng đến mức tận cùng, đột nhiên phất tay, thất kiếm bắn ra lần nữa, đồ án đầu rồng dữ tợn lại hiện ra trong hư không. Trong chốc lát thất kiếm run rẩy, kiếm quang sáng ngời, linh hồn lực minh mông tạo ra hư ảnh cự long. Ngao! Thân ảnh cự long gào thét, uy áp ngút trời, thất kiếm cùng bay, đột nhiên phá không đâm thẳng vào tầng mây huyết sắc. Rầm rầm! Cả không gian chấn động. Rầm rầm, không gian sụp đổ như bị ai đó rút đao chém phá, không ai nhìn thấy cảnh tượng gì cả, chỉ có nhìn thấy không gian không ngừng bị phá hủy. Bành! Thời điểm này không gian bị phá tan như pháo hoa nổ tung, hư ảnh cự long và động sâu huyết sắc bị nghiền nát, bảy chuôi bí vân bảo kiếm đánh vào không gian, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả. Phụt! Năng lượng đáng sợ quét qua, thân ảnh chật vật của Lục Lâm Thiên bay ngược, bảy chuôi kiếm nện vào mặt đất, miệng không ngừng thổ huyết. Xoẹt. Cùng lúc đó, thân thể hư ảo của huyết phách trực tiếp rút lui, trên thân thể có mấy dấu vết lõm vào, từ từ khôi phục, sau đó khí tức thân thể yếu đi không ít. Xem ra huyết phách thân là linh hồn thể, lúc này cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lục Lâm Thiên không khá hơn chút nào, lúc này không ngừng phun máu tươi. Tiểu tử, người thế nào, đừng cố sức được hay không, linh hồn của tên này quỷ dị, rất khó đối phó, người thật sự không sợ khí huyết sát. Bằng không càng phiền toái. Tam Kỳ lão nhân quát Lục Lâm Thiên. Ta không sao, gánh vác được, nhưng kế tiếp sợ rằng có phiền toái. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, lại nhìn về phía huyết phách, Lục Lâm Thiên thật sự cảm thấy cái gì mới là chênh lệch, nếu không có Tam Kỳ lão nhân tương trợ, bản thân mình không có tư cách giao thủ với người ta. Mượn lực lượng, cuối cùng không phải của mình, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai giúp đỡ ngươi. Sắc mặt huyết phách khó coi. Khí huyết sát khủng bố bao phủ toàn thân, lại tiếp tục ra tay với Lục Lâm Thiên lần nữa. Phiền toái lớn. Lục Lâm Thiên cười khổ, mặt sẹo run run, trạng thái của hắn lúc này không thể đối phó huyết phách. Vèo. Trong nháy mắt có thân ảnh mặc áo bào vàng xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, chính là Mộc Vương Thương Thế Trồng Chất, cắn răng lập tức nói. Đa tạ Tây Phương trưởng môn tương trợ, bổn vương vô cùng cảm kích, huyết phách này ta sẽ ngăn cản một hồi, người nhanh trốn đi. Vừa dứt lời, một thuộc tính nguyên lực trong người Mộc Vương tuôn ra, thân ảnh lao thẳng tới huyết phách, hắn đã hạ quyết tâm, ít nhất phải kéo dài thời gian của huyết phách một hồi. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết sao, ta sẽ thanh toàn ngươi. Huyết phách quát một tiếng, khinh thường nhìn Mộc Vương nhìn lao tới, trưởng ấn vặn vẹo không gian, đánh thẳng vào Mộc Vương. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên trong không gian có âm thanh nổ tung liên tục. Chỉ thấy bảy kho lâu vẫn bị vây khốn trong Bắc Đấu Thất Tinh Khốn đột nhiên mở mắt ra, khí tức sát phạt bị trói buộc bạo phát,
trực tiếp phá tan hào quang vây khốn bản thân. Bảy khô lâu giãy giụa ra khỏi Bắc Đấu Thất Tinh Khốn Ma trận, khí tức ngập trời bắn ra khắp nơi, nhưng lại không có tiếp tục công kích đám người Lục Lâm Thiên. Bỗng nhiên bảy khô lâu cảm nhận được khí tức gì đó, đám khô lâu nhanh chóng quay người lại, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Huyết Phách. Đi chết đi! Bảy khô lâu gào lên đầy sát khí, lập tức không chậm trễ chút nào, lập tức lao tới, lướt qua đám người Mộc Vương, công kích nhắm vào Huyết Phách. Xoẹt! Bảy quỷ trảo xé tan không gian, khí tức sát phạt mênh mông làm thiên địa run rẩy. Bảy con sâu cái kiến, thật sự là âm hồn bất tán, chết còn không thành thật một chút, khi còn sống các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại càng không phải. Đưa mắt nhìn qua đám khô lâu kia, dường như Huyết Phách cảm thấy rất không bình thường, ánh mắt càng âm trầm, một trường vốn định đánh về phía Mộc Vương lại biến lớn mấy trăm mét, trong thời gian ngắn áp thẳng về phía khô lâu. Bành bành! Dưới trường ấn này, không gian tan vỡ, đánh thẳng vào bảy bộ khô lâu. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tử vật cũng dám hung hăng càn quấy. Huyết Phách cũng không thèm nhìn bảy bộ khô lâu, lại đánh ra một trường vào Mộc Vương. Huyết Phách, huynh đệ và hậu nhân của ta, ngươi không thể động vào. Thời điểm một trường của Huyết Phách vừa ngưng tụ, một giọng nói vang vọng không gian. Vừa nghe được lời này, sắc mặt Huyết Phách biến hóa dữ dội, giống như gặp quỷ, thân thể hơi dừng lại, trưởng ấn đang ngưng tụ cũng tiêu tán trong vô hình. Siêu siêu, bảy khô lâu vừa bị đánh chúng không hư hao chút nào, chúng lại nhảy ra lần nữa, sát khí không giảm, nhưng sau khi nghe được lời nói vừa vang lên, đôi mắt đỏ thẫm run rẩy, thân thể dừng lại. Mộc Vương lúc này đứng lên, thân ảnh hơi dừng lại, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một khô lâu thứ 8 xuất hiện. Khô lâu này không có chút sinh khí nào, nhưng giờ phút này nó đột nhiên chấn động. Chấn động này làm không gian run lên một cách khó hiểu, làm cho người ta tim đập chân run, giống như có thứ gì đó đột nhiên thức tỉnh. Xoẹt! Trong ánh mắt dò xét của mọi người, khô lâu không hề có sinh cơ, thân thể khô héo đột nhiên sinh ra khí tức chấn động, bỗng nhiên sinh cơ phun trào, mắt thường có thể thấy được trên thân thể khô lâu này có huyết nhục sinh trưởng, khí tức toàn thân tăng lên. Ầm ầm! Trong không gian, bầu trời rung chuyển, gió nổi mây phun, đảo hoang run rẩy không ngớt. Hắc thủy giang hồ ở bên ngoài đảo hoang bắt đầu sôi trào như nước sôi, vô số bọt máu lăn tăn. Trong thời gian ngắn ngủi, thần sắc mọi người kinh hãi, hắc thủy giang hà khổng lồ đã là biến thành một biển máu chảy cuồn cuộn, mùi huyết tinh tỏa ra ngập trời, trái tim mọi người co rút dữ dội, có cảm giác đau tim. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, trong biển máu có 9 cột máu bắn thẳng lên trời, chúng hội tụ trên không trung sau đó vặn vẹo một lát, lại rơi xuống người khô lâu thứ 8. Trong khoảng khắc 9 cột máu đã bao phủ khô lâu. Xoẹt. Vào lúc này điểm thiểm lôi minh, phong vân biến sắc, cả đảo hoang và địa điện màu đen chấn động không dứt, tất cả năng lượng ở thế giới bên ngoài không ngừng hội tụ vào đây, không ngừng quán trú vào trong khô lâu. Khí thế ngút trời bộc phát, khí thế khủng khiếp này làm mọi người phủ phục xuống đất. Ta không chịu nổi. Uy áp thật mạnh, ta không thể chống cự, đến từ huyết mạch và linh hồn. Trong khí thế mênh mông này, mọi người đang đứng trong không gian này đột nhiên run lên, bắt đầu từ người thực lực thấp nhất, bọn họ quỳ xuống, thân bất do kỷ chịu cúi đầu phủ phục, uy áp mênh mông này không khác gì thiên uy. Ta không thể chống cự, tại sao uy áp này mạnh như thế? Đây là uy áp từ thiên địa, thiên uy cuồn cuộn không ai có thể tránh. Ngay sau đó, ngay cả thất sát, thất kiếm, vấn thân mạc, âm quỷ, địa long, phong đô tam hồn cũng khó có thể chống lại, lúc này không ngừng quỳ xuống. Dưới thiên uy này, không ai có thể chống lại. Lúc này ngay cả âm minh dạ xoa, an thi giao cũng quỳ theo, ngay cả trúc hỏa, tham lang, điêu thiện hàn, ôn thiên cương, chu thiệu khôn đang run động, bọn họ là ngụy hỗn độn và nửa hỗn độn cũng không thể chống lại uy áp thiên địa này. Giờ phút này đám người đứng xem có thể đứng thẳng cũng chỉ có Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Huyết Phách, Lục Lâm Thiên, cuối cùng là Mộc Vương. Mạc Kình Thiên sắc mặt đỏ lên. Quanh người lúc này có ánh sáng màu vàng bao phủ mình vào trong, hào quang có tác dụng phong tỏa không gian, miễn cưỡng chống cự thiên uy. Trong đôi mắt thanh tịnh của Ma Linh Yêu Nữ lại sinh ra khí tức vô cùng quỷ dị, trong khí tức quỷ dị này, đối mặt với thiên uy cuồn cuộn vẫn có thể đứng thẳng. Thân thể Lục Lâm Thiên đối mặt với thiên uy cuồn cuộn, nguyên đàn chữ vạn xoay tròn, khí tức man hoang thương cổ bạo phát, giống như có thể tương dung với thiên địa, tăng thêm hào quang từ cây đao màu vàng phóng ra.
hoàn toàn có thể gạt thiên uy này ra ngoài. Ta hiểu rồi, thủ đoạn ngập trời, thủ đoạn thật lớn, không thể không bội phục, bội phục. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân lúc này khiếp sợ kêu lên. Kỳ lão, đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi, có thể làm cho Kỳ lão cảm thán như vậy, chỉ sợ là đại sự. Dung thế Niết Bàn, đây là dung thế Niết Bàn, không nghĩ tới người này lại có thể làm được dung thế Niết Bàn trong truyền thuyết. Tam Kỳ lão nhân khiếp sợ kêu to. Dung thế Niết Bàn. Lục Lâm Thiên rung động, cái tên bá đạo tới cực điểm, nhưng cụ thể là gì thì Lục Lâm Thiên không hiểu, hoàn toàn không biết là gì. Huyết Thiên Đế, ngươi không chết, làm sao có thể, tại sao ngươi lại không chết, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Linh hồn hư ảo của huyết phách nhìn thấy đám máu huyết đang tụ tập kia, ánh mắt rung động, căn bản không dám tin, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Trong những cột máu kia, huyết phách có thể cảm giác được năng lượng thiên địa đang bạo phát nồng đậm, đôi mắt tràn đầy lãnh ý, khí huyết sát tuôn ra, trầm giọng nói. Huyết Thiên Đế, ta mặc kệ ngươi đang dở trò quỷ gì, nhưng mà ngươi chết chính là chết, chết nên thành thật một chút. Tiếng quát vang lên, huyết phách hét lớn một tiếng. Phất tay sau đó có một đạo năng lượng bắn thẳng tới phía trước. Xoẹt á! Trong cột sáng năng lượng kia bắn thẳng vào cột máu, chỉ thấy cột máu sinh ra một ít chấn động sau đó khôi phục lại. Huyết phách, chúng ta tu luyện đều là huyết thiên chân kinh, khí huyết sát của ngươi bá đạo, đối với ta lại không tính là cái gì, tại sao ngươi cứ bức bách mãi thế? Trong đám hào quang huyết sắc, tiếng nói âm trầm vang vọng không gian. Huyết Thiên Đế, chúng ta chắc chắn không chết không thôi. Là ngươi cướp đi tất cả của ta, nếu không có ngươi, ta cũng không biến thành bộ dạng này, tất cả là do ngươi hại. Huyết phách kích động quá to, thân thể hư ảo từ từ khổng lồ, năng lượng huyết sát bắt đầu hội tụ quanh người, vòng xoáy không ngừng bao phủ toàn thân hắn. Tất cả đều là chính ngươi, vì tư dục của mình, ngươi muốn hủy diệt, Ngọc Sơn thế giới, tất cả không thuộc về ngươi, ta đánh ngươi vào Hắc Thủy Ngục Giam, ngươi âm hiểm xảo trá, chỉ tiếc ngươi thông minh quá lại bị thông minh hại. Ngươi cũng không biết, tuy ta đến từ tiểu thế giới, lại là thế giới này, thân thể của ta chính là thế giới này, tuy ta không phải thế giới này nhưng ta lại là phần tử của thế giới, ở trong thế giới này, ta được thế giới chi lực trợ giúp. Trong huyết quang tỏa sáng, tiếng nói kia lại truyền ra, lời nói bình tĩnh không mang theo chút tình cảm nào, nhưng chính loại bình tĩnh này lọt vào tai của mọi người, làm cho không người nào không cảm giác uy nghiêm lớn lao, không thể nào khinh nhờn. Là ta chủ quan. Nghìn tính vạn tính, không có tính toán ra ngươi là dư nghiệt của thế giới này, còn có thể có được thông linh bảo khí, ta hận không thể giết ngươi sớm, làm ngươi thần hồn câu diệt. Huyết phách quát một tiếng, lúc này thân thể hư ảo cao 100 mét, khí huyết sát cuồn cuộn, lúc này trong tay ngưng tụ một trường ấn thật lớn, không gian chung quanh trường ấn vỡ nát, trực tiếp oanh kích đám huyết quang kia, không gian ven đường nó đi bị đánh nát không còn lại gì. Đánh ta thần hồn câu diệt, huyết phách. Ngươi cho rằng mình có đủ tư cách sao? Trong hào quang huyết sắc lại có tiếng quát lớn vang lên, trong hào quang huyết sắc này, đột nhiên cột sáng bắn ra, trong ánh mắt hãi hùng khiếp vía của mọi người, hai cột năng lượng này va chạm với nhau. Bành! Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, âm thanh đỡ upsilon.ng chạm sinh ra tiếng nổ như sấm sét rền vang, trong nháy mắt không gian nổ tung, khí huyết sát ngập trời rơi vãi trên không trung. Xoẹt! Trường ấn của huyết phách bị phá hủy dễ dàng, thân thể hư ảo khổng lồ của hắn lảo đảo, khí huyết sát mênh mông không ngừng nổ tung. Chung quanh đảo hoang, 9 cột năng lượng huyết sắc rạn nứt, lập tức sụp đổ, tiêu tán trong hư không. Thân ảnh hùng vĩ phóng thẳng lên trời, đột nhiên đạp không đứng đó, thiên uy mênh mông khủng bố mạnh tới tận cùng, trong nháy mắt không gian sinh ra tiếng nổ dữ dội. Năng lượng trong thiên địa chấn động vô hình, chung quanh hòn đảo, biển máu sôi trào, thiên địa run rẩy. Lúc này có một thân ảnh phóng lên cao. Thân ảnh này mặc y phục màu đen, áo khoác ngắn tay và áo choàng mỏng, trên người hắn có bí vân bao phủ, tóc dài xõa vai, toàn thân được huyết sắc quang mang bao phủ, hắn đạp không đứng giữa thiên địa, hô ứng tương liên với thế giới này. Năng lượng huyết sắc tỏa ra hào quang bá tuyệt thiên hạ, không ngừng lan tràn trong không gian, người này giống như chúa tể thiên địa, khí thế bá tuyệt sơn hà. Trong khí tức này, thậm chí xen lẫn khí tức cổ xưa. Trong khí tức cổ xưa còn mang theo thiên uy cuồn cuộn. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đột nhiên xuất hiện thân ảnh áo đen, áo choàng đen phất phơ bao phủ thân ảnh huyết sắc, chính là Khô Lâu thứ 8. Nhưng lúc này thân thể không có sinh cơ,
mà là khí thế ngút trời, hắn giống như chúa tể duy nhất trong thiên địa. Giữa không trung, thân ảnh kia mở mắt ra, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời, hai con ngươi đỏ như máu mang theo khí tức cổ xưa, mọi người cảm thấy trong đó còn mang theo kiên định. Hai mắt hắn giống như thiên nhãn quan sát chúng sinh, tất cả mọi thứ trên đời này, thiên nhãn mở ra là có thể quan sát rõ ràng, bất cứ cái gì cũng không thể tránh được đôi mắt của hắn. Đây là vạn tù chi tôn huyết thiên đế trong truyền thuyết sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt rung động, vạn tù chi tôn huyết thiên đế, đây là nhân vật kinh thiên động địa trong thị hoang thế giới nhiều năm trước, dùng tu vị niết bàn cảnh sơ giai lực kháng hai tuyên cổ cảnh trong thị hoang thế giới, cuối cùng ba người đồng quy vô tận. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới hôm nay huyết phách dùng linh hồn chi thân xuất hiện lần nữa, mà vạn tù chi tôn huyết thiên đế vẫn còn tồn tại trên đời. Nhìn qua thân ảnh trên cao đang cúi đầu quan sát chúng sinh, nội tâm Lục Lâm Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác run rẩy, máu huyết trong người hắn sôi trào. Đối mặt với huyết phách, Lục Lâm Thiên cảm giác uy áp giai vị không thể chống lại, uy áp bá đạo không cách nào ngăn cản. Lúc này đưa mắt nhìn về phía huyết thiên đế, hắn không sinh ra chút áp lực nào, nhưng sâu trong nội tâm Lục Lâm Thiên lúc này sinh ra cảm giác kính sợ. Khí tức bá tuyệt thiên địa lan tràn các nơi, đến từ trong nội tâm. Đối mặt với huyết thiên đế giống như đối mặt với thiên địa. Dưới khí thế này, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác nguyên đan chữ vạn trong cơ thể của mình chấn động, dường như thân ảnh to lớn kia trong mơ hồ có liên quan gì đó với mình. Trên quảng trường, Mộc Phương đứng thẳng, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy, nhìn thân ảnh nương theo thiên uy ngút trời này, chẳng biết lúc nào trên mặt hắn lệ nóng doanh tròng, tim đập nhanh hơn, hắn không nhịn được quỳ xuống, lúc này giọng nói run rẩy. Hậu nhân bái kiến tổ tiên. Xem ra ta đoán đúng, người này cũng không phải nửa hỗn độn và hỗn độn, bản thân hắn là người thị hoang thế giới, chỉ có người sinh ra trong thị hoang thế giới mới có thể không sợ uy áp thiên địa, đạt được thế giới này chiếu cố. Tam kỳ lão nhân nói. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới Tây Vương Phủ Mộc Vương lại là cường giả xuất thân từ chính thị hoang thế giới. Với việc này Lục Lâm Thiên cũng biết rõ một ít, trong tiểu thế giới. Người thế giới hỗn độn, tu vị thực lực sẽ thấp một tầng, nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn hoặc tu vị bình thường, trong tiểu thế giới vượt qua thông thiên cảnh cao giai sẽ bị áp chế còn thông thiên cảnh cao giai. Ở bên ngoài còn có một ít tình hình đặc thù, trừ linh vật trời sinh ra, chỉ có người tu vị thuộc về bản thân thế giới đó, linh vật trời sinh và người thế giới hỗn độn đều được thiên địa chiếu cố, đạt được đặc xá, ở trong tiểu thế giới không giống người thường. Bản thân người thuộc về tiểu thế giới sẽ không bị áp chế. Ở trong tiểu thế giới của mình, thậm chí còn cường hãn hơn người thế giới hỗn độn. Người thế giới hỗn độn được thiên địa chiếu cố, trong tiểu thế giới tu vị thực lực chỉ bị áp chế một cảnh giới mà thôi, nhưng mà người của thế giới đó lại không có những hạn chế này. Người sinh ra trong tiểu thế giới chính là phần tử của thế giới, ở trong tiểu thế giới của mình sẽ không bị áp chế thực lực, cho dù là vượt qua đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, cho dù là tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh cũng không bị chút áp chế nào. Trong tiểu thế giới, tu vị người đột phá đến thông thiên cảnh cao cấp đỉnh phong, trên lý luận sẽ không thể đột phá cao hơn nữa, cho nên phải rời khỏi tiểu thế giới đi đột phá, vạn nhất có cơ hội đột phá đến đại đạo cảnh, hoặc là niết bàn cảnh, đi vào trong tiểu thế giới sẽ bị thiên địa áp chế, nhưng quay về tiểu thế giới của mình sẽ không bị áp chế. Người của thế giới này sẽ không bị thế giới áp chế. Đương nhiên, loại người trong cả 3.000 đại thế giới cũng rất ít, muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi cường giả sau khi đột phá, cũng không có mấy người sẽ quay trở về, sau khi trở về sẽ bị năng lượng thiên địa ảnh hưởng, vẫn không cách nào tiếp tục đột phá, cho nên người bình thường đều ở lại trung thiên thế giới hoặc là đại thế giới. Hậu nhân bái kiến tổ tiên. Khi Mộc Vương quỳ lạy, Bảo Châu ở phía sau cũng hành lễ, lúc này nàng cũng khóc nhìn thân ảnh đang đứng trên không trung. Đứng lên đi, nhiều năm như vậy, trong năm tháng dài dằng dặc như thế. Huyết thiên đế ta vẫn còn huyết mạch lưu lại, cho tới nay thật khó cho các ngươi, tất cả đứng lên đi. Ánh mắt huyết thiên đế nhìn Mộc Vương và Bảo Châu, đôi mắt kiên định hơi chấn động. Đột nhiên huyết thiên đế đứng trên không trung lại hạ xuống đất, bước chân chậm rãi đi về phía bảy khô lâu kia. Bảy khô lâu nhìn thấy huyết thiên đế đi tới, khí tức sát phạt từ từ thu liếm, đôi mắt đỏ thẫm nhạt dần, lộ ra đôi mắt trống rỗng. Ánh mắt kia mang theo rung động và vui mừng. Lập tức bảy bộ khô lâu kia quỳ một gối trước mặt huyết thiên đế. Huyết thiên đế đứng trước bảy bộ khô lâu, ánh mắt rung động, ánh mắt không biết lúc nào đã ướt át, nói.
tình nghĩ thủ hộ tới chết, bảy vị huynh đệ nhận cúi đầu của Huyết Thiên Đế ta. Vừa dứt lời, thân thể to lớn của Huyết Thiên Đế run lên, áo choàng chấn động, lập tức quỳ một gối với bảy khô lâu. Ầm ầm. Khi Huyết Thiên Đế quỳ xuống, cả không gian đột nhiên run lên, thiểm điện lôi minh vang vọng, cả thiên địa lúc này cũng phải rung động khi Huyết Thiên Đế quỳ xuống. Ầm ầm. Người trong di tích Hắc Thủy Ngục Giam lúc này tự nhiên cũng không biết, người ở bên ngoài, ở trong thị hoang thế giới, bầu trời bình tĩnh không biết khi nào đã sớm gió nổi mây phun, cả thị hoang thế giới chấn động và nổ vang, cuồng phong gào thét, giang hà nổi sóng lớn cuồn cuộn. Tất cả sinh linh trong thị hoang thế giới lúc này linh hồn run rẩy, không có ai biết tất cả đang diễn ra việc gì, thiên địa biến sắc, dị tượng ngang trời. Khi Huyết Thiên Đế quỳ xuống, cả thị hoang thế giới cũng run rẩy. Thiểm điện lôi minh vang vọng. Tốt cho Huyết Thiên Đế, nhân vật bậc này quả nhiên có thể gọi là bá tuyệt thiên hạ, buồn, thiên địa ảm đạm, giận, thế giới rung chuyển. Tam kỳ lão nhân cảm giác được rung động từ thị hoang thế giới truyền ra. Lục Lâm Thiên không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn lên người Huyết Thiên Đế, từ đại lục linh vũ đến thị hoang thế giới, cho tới nay hắn nhìn thấy không ít cường giả hùng mạnh, nhưng mà Huyết Thiên Đế tuyệt đối là người làm hắn động dung nhất. Trong đám người đứng ngoài xem, không ít người động dung khi nhìn thân ảnh hùng vĩ kia. Ầm ầm, thân thể Huyết Thiên Đế đứng lên, ống tay áo quét ngang, hắn thu bảy hồn tinh trong tay bảy khô, nói. Bảy vị huynh đệ truyền thừa, ta sẽ an bài thích đáng, chuyện kế tiếp giao cho ta đi, ta sẽ không phụ trăm vạn huynh đệ Hắc Thủy Ngục Giam, các ngươi nghỉ ngơi a, đi được rồi. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế thu hồi bảy hồn tinh vào trong người, lập tức quay người. Lúc này nhìn thẳng vào thân ảnh Huyết Phách đang ở trên cao, nói. Huyết Phách, tất cả nên chấm dứt. Hư ảnh khổng lồ của Huyết Phách không ngừng sinh ra huyết quang chấn động, ánh mắt mang theo sợ hãi một cách mơ hồ, ánh mắt liên tiếp run rẩy, hoàn toàn không dám tin, lắc đầu nói. Không có khả năng, Huyết Thiên Đế, ngươi không có khả năng còn sống, chỉ có tuyên cổ cảnh mới có thể làm được, ngươi mới niết bàn cảnh sơ giai, tại sao ngươi có thể sống chứ? Huyết Thiên Đế nhìn hư ảnh Huyết Phách khổng lồ, trầm giọng nói. Huyết Phách, ta lúc trước đúng là niết bàn cảnh sơ giai mà thôi, nhưng lúc này, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Ngươi, đôi mắt đỏ rực của Huyết Phách nhìn chằm chằm vào người Huyết Thiên Đế, đột nhiên ánh mắt run lên, kinh hãi nói. Huyết Thiên Đế, ngươi là tuyên cổ cảnh, ngươi đạt tới tuyên cổ cảnh, điều này sao có thể, tại sao ngươi đạt tới tuyên cổ cảnh, đây là trong tiểu thế giới, tại sao ngươi có thể làm được? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Huyết Thiên Đế nhìn thân ảnh Huyết Phách trên cao, trầm giọng nói. Không có gì không có khả năng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đạt đến tuyên cổ cảnh mới có thể đào tẩu hồn anh và trường tồn hay sao? Ta lúc đầu mặc dù chỉ là niết bàn cảnh sơ giai, đừng quên trong Huyết Thiên Chân Kinh có một loại bí pháp, ngươi tu luyện qua Huyết Thiên Chân Kinh, ngươi suy nghĩ thật kỹ sẽ biết mà thôi. Chẳng lẽ? Huyết Phách cúi đầu suy tư. Lập tức càng ngày càng khiếp sợ, thân hình khổng lồ và huyết sát khí chấn động, hoảng sợ nói. Không, ngươi làm không được, đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể làm được, dung thế niết bàn, huống chi ngươi lúc đó chỉ là niết bàn cảnh sơ giai mà thôi, điều đó không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi đang hù dọa ta. Huyết Phách cúi đầu suy tư, lập tức càng ngày càng khiếp sợ, thân hình khổng lồ và huyết sát khí chấn động, hoảng sợ nói. Không, ngươi làm không được. Đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể làm được, dung thế niết bàn, huống chi ngươi lúc đó chỉ là niết bàn cảnh sơ giai mà thôi, điều đó không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi đang hù dọa ta. Ánh mắt Huyết Thiên Đế chấn động, nói. Huyết Phách, ngươi có thể chết được rồi. Ánh mắt Huyết Phách chấn động, hắn quát lên. Huyết Thiên Đế, ngươi căn bản không thể giết ta, ngươi làm không được, cho dù ngươi có đi tới bước này, ngươi cũng làm không được, ta đã sớm đạt tới tuyên cổ cảnh. Những năm gần đây ta cũng không có rơi xuống, ta dùng thân thể hồn anh đạt tới tuyên cổ cảnh trung giai, muốn diệt ta, lúc trước ngươi làm không được, hiện tại ngươi càng làm không được. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt của mọi người lúc này nhìn lên Huyết Thiên Đế và Huyết Phách hai người, hai cường giả không xuất hiện từ cách đây rất lâu, bây giờ lại gặp nhau làm mọi người khó dự đoán. Huyết Thiên Đế ngẩng đầu, ánh mắt không mang theo chút chấn động nào, nhưng lại ẩn chứa thiên uy, nói. Bao nhiêu năm qua, ta mặc dù vẫn dừng lại ở Niết Bàn, nhưng ta lại là cả thế giới. Trong thế giới này biến hóa thế nào đều không thoát được ánh mắt ta quan sát, lúc trước ngươi và hồn lạc sử dụng,
thanh trụ hư không rực, bỏ trốn, mà ta không có thực lực đuổi theo, nhưng các ngươi vẫn không rời khỏi thế giới này, nghĩ đến chắc chắn không từ bỏ tất cả. Hồn Lạc trọng thương, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến người vận dụng huyết thiên chân kinh thôn phệ linh hồn của hắn. Bao nhiêu năm qua, dựa vào huyết thiên chân kinh, người dùng hồn anh đột phá tuyên cổ cảnh trung giai, tất cả những an bài này là muốn tìm kiếm ta, ta nói không sai chứ. Ánh mắt Huyết Phách run rẩy không ngớt, hắn càng sợ hãi, rung động nói. Người cũng biết, tất cả người cũng biết, người thật sự làm được bước kia, người lại dùng cả thế giới đặt cược, vì cái gì người có thể làm được. Huyết Thiên Đế nói. Huyết Phách, ta đã sớm tính toán rất khó tiêu diệt tuyên cổ cảnh, lúc này mới an bài tất cả, biết tính cách của ngươi đa nghi, cũng biết ngươi chắc chắn sẽ đến dò xét, cho nên hôm nay cho dù ta không cách nào thành công thức tỉnh, ngươi cũng không sống được, nhưng đó là một bước cuối cùng, hiện tại ta không cần đi, cho dù như thế nào, ngươi hôm nay cũng chết chắc, không diệt ngươi ta thật xin lỗi thần hồn mấy trăm vạn huynh đệ, không diệt ngươi ta thật xin lỗi hàng tỷ sinh linh Ngọc Sơn thế giới. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, ánh mắt chấn động, đột nhiên hàn quang trong mắt tập trung Huyết Phách, ngay sau đó khí tức âm trầm khủng bố bạo phát, những nơi ánh mắt đi qua không gian run rẩy, cả không gian như lâm vào vũng bùn, dường như chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế không gian. Huyết Thiên Đế, xem như ngươi lợi hại, chỉ cần ta sống một ngày, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, muốn diệt ta, không dễ dàng như vậy đâu. Trong huyết sắc, Huyết Phách quát lớn, khí thế toàn thân bộc phát mãnh liệt. Thân hình bao phủ trong huyết sát khí, hắn bỏ chạy thục mạng, muốn thoát khỏi thế giới này. Huyết Phách, người biết rõ đây là nơi nào, người còn dám đi vào, tham niệm quá nặng đã làm hai ngươi, nếu hôm nay cũng giống lúc trước, người chỉ là con sâu cái kiến dưới thế giới này mà thôi. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, Huyết Phách đang bỏ chạy thục mạng, trên người tuôn ra khí tức khổng lồ, không gian rung rung, đột nhiên trên trời xanh có cột sáng huyết sắc phá không bay ra, nó giống như tới từ 9 tầng trời. Xuyên thủng không gian, đánh thẳng vào Huyết Phách đang bỏ chạy. Trời xanh rung rung, cột sáng huyết sắc quét qua, năng lượng hủy diệt tràn ngập các nơi, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, những nơi đi qua, không gian sinh ra vết nứt thật lớn, hố đen nhanh chóng thôn phệ tất cả những gì nằm trong phạm vi của nó. Dưới khí thế hủy diệt này, nó có thể phá hủy tất cả, làm cho người ta sợ hãi hồn phi phách tán, lực lượng như thế có thể phá hủy cả thị hoang thế giới. Huyết Thiên Đế, ta liều với ngươi, muốn giết ta, ta và ngươi đồng quy vu tận đi, để tất cả mọi người chôn cùng. Trong nháy mắt này, Huyết Phách cũng cảm thấy sợ hãi, trong huyết sắc quang đoàn, Huyết Phách quát lớn, trong huyết sắc quang đoàn tăng uy thế tới cực hạn, có cảm giác muốn bành trướng. Không tốt, Huyết Phách muốn dùng linh hồn làm đại giá, phá hủy tất cả, người có tu vị tuyên cổ cảnh cho dù bị áp chế còn niết bàn cảnh cao giai, nhưng lấy bản thân làm đại giá lại có thể hủy diệt tiểu thế giới. Ta xong đời, không ai có thể sống được, xong đời. Trong từng ánh mắt hoảng hốt, mọi người sợ hãi vì mình sắp chết. Thời điểm mọi người sợ hãi hoảng hốt, huyết sắc quang đoàn che khuất bầu trời, mặt ngoài rạn nứt, lập tức cột sáng và lỗ đen va chạm với nhau, rốt cuộc đám huyết sắc quang mang trên bầu trời cũng nổ tung. Bành bành! Lúc này trên không trung có tiếng nổ nghiền nát thiên địa, không gian nổ tung, năng lượng quét qua chung quanh, hào quang chói mắt không ai có thể nhìn thẳng. Trong khí thế hủy diệt này, linh hồn tất cả mọi người đau đớn, máu trong cơ thể đảo lưu, thân hình uể oải, tràn ngập khí tức hủy diệt, tất cả mọi người cảm giác được tử vong tới gần. Xoẹt! Hào quang chói mắt như phù dung sớm nở tối tàn, tất cả đều bị lỗ đen kia nghiền nát và thôn phệ tất cả. Loại cảm giác tử vong này lập tức biến mất, tất cả mọi người có cảm giác như vừa chết một lần. Bành bành! Tất cả mọi người rơi xuống đất. Mấy trăm thân ảnh từ bốn phương tám hướng lập tức đứng lên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn các nơi, xác định chính mình không có chết, thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Tránh được một kiếp sao? Chúng ta còn chưa chết. Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa đều rơi xuống đất, sau khi đứng lên nội tâm vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi là thế nào? Mau nhìn, sa mạc hoang vu đã không còn, toàn bộ biến mất. Đã hủy diệt sao? Chẳng lẽ Huyết Thiên Đế và Huyết Phách lại đồng quy vu tận lần nữa? Sau khi mọi người hoàn hồn, lập tức quan sát chung quanh. Mọi người không nhìn thấy sa mạc hoang vu lúc trước nữa, giống như nó chưa từng tồn tại. Sa mạc hoang vu bị phá hủy, lộ ra khe rãnh thật sâu, vô số nham thạch bắn tung tóe trên mặt đất, còn có vực sâu không đáy. Sa mạc trầm xuống,
trong lòng đất không biết lúc nào có sóng nước sôi trào, sóng nước nà không bao lâu đã bao phủ các nơi. Trưởng môn đâu rồi, chúng ta đều đi ra, tại sao không gặp trưởng môn? Sắc lang không có đi ra. Lực lượng quét qua các nơi, hào quang chói mắt sinh ra, mọi thứ biến hóa nhanh chóng, Lục Lâm Thiên mơ hồ nhìn lên bầu trời, thân ảnh Huyết Thiên Đế xuất hiện ngang trời, lập tức nói. Muốn Ngọc Thạch câu phần, huyết phách, ngươi còn chưa có tư cách, đại hoang tù thiên điện, tù khốn thiên địa. Khi Huyết Thiên Đế quát lớn, Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ nhìn thấy đại điện màu đen 9 tầng chấn động, nó nhanh chóng biến lớn che khuất bầu trời, trấn áp tất cả, bao phủ cả hắn vào trong. Thông linh bảo khí, khó trách quỷ dị, thì ra cả hòn đảo và Hắc Thủy Giang Hà chính là thông linh bảo khí, chúng ta đứng trên thông linh bảo khí tìm kiếm thông linh bảo khí. Trong nháy mắt này, tiếng nói rung động của Tam Kỳ lão nhân truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Thời điểm tất cả trở nên bình thường, Lục Lâm Thiên đứng trong khí huyết sát ngập trời không có linh hồn lực, chỉ còn lại khí huyết sát đơn thuần mà thôi. Khí huyết sát cuồn cuộn che khuất bầu trời, cây đao màu vàng lại tỏa ra hào quang ngăn cản, bằng không hắn khó ngăn cản khí huyết sát nghiền nát. Linh hồn huyết phách bị diệt, về sau trên đời này không còn người nào là huyết phách, những khí huyết sát này không bị phá hủy, chúng nằm trong đại hoang tù thiên điện của ta, sẽ không tiêu tán trong thiên địa, cho nên lưu lại ở đây. Lúc này trong khí huyết sát có một thân ảnh đi ra, khí huyết sát từ từ rút lui. Vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế. Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh trước mặt, ánh mắt lập tức run lên, ánh mắt thân ảnh hùng vĩ này như sao trời, hắn đứng đó nhưng lại sinh ra uy áp rất lớn. Huyết Thiên Đế nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vui vẻ, nói. Vạn tù chi tôn, đó là tên gọi khác của ta cách đây thật lâu rồi, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ngăn chặn huyết phách lâu như vậy, cho ta có thời gian thức tỉnh, sợ rằng ta phải dùng biện pháp cuối cùng. Biện pháp cuối cùng. Lục Lâm Thiên nhìn Huyết Thiên Đế, không nghĩ tới cường giả uy danh hiển hách lúc trước, hôm nay còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Huyết Thiên Đế mỉm cười nói. Biện pháp cuối cùng của ta, bởi vì ta sợ ta dùng thế niết bàn thất bại, tất cả không thể rơi vào tay huyết phách, cho nên mới không thể không lưu lại một bước cuối cùng, vạn nhất đến cuối cùng ta còn không thành công, cũng chỉ có thể cho đại hoang tự bảo, cho dù hủy thế giới này, cũng không thể để huyết phách đạt được tất cả. Chủ nhân nhất định sẽ thành công, chủ nhân chưa từng thất bại bao giờ. Thời điểm Huyết Thiên Đế nói xong, trong không gian không biết lúc nào có âm thanh già nua truyền ra. Lục Lâm Thiên nghe xong, ánh mắt dò xét khí huyết sát, tâm thần quan sát nhưng không phát hiện cái gì. Huyết Thiên Đế thấy thế, lập tức nói. Tiểu huynh đệ không kinh ngạc, đại hoang tù thiên điện chính là khí linh của đại hoang, chính nó đã trấn áp một kích cuối cùng của huyết phách đấy. Khí linh, thông linh bảo khí AH. Lục Lâm Thiên dò xét, đồn đãi thật sự không có lửa làm sao có khói, trong thị hoang thế giới thật sự có thông linh bảo khí tồn tại. Trên người tiểu huynh đệ có một kiện thông linh bảo khí đấy, có lẽ là thanh trụ hư không dực A, hồn lạc bị huyết phách thôn phệ linh hồn, cho nên thanh trụ hư không dực bị ngươi trùng hợp đạt được. Thanh trụ hư không dực vốn chỉ có cấp độ áo nghĩa linh khí, lúc trước hồn lạc, huyết phách đánh với ta một trận, trong nháy mắt cuối cùng thanh trụ hư không dực của hồn lạc lại sinh ra khí linh, cuối cùng cũng trở thành thông linh bảo khí, dưới sự trợ giúp của thanh trụ hư không dực, linh hồn phân thân của hồn lạc và huyết phách mới có thể đào thoát. Nhưng mà thanh trụ hư không dực cũng bị đại hoang gây thương tích, cuối cùng hồn lạc bị huyết phách tiêu diệt, thanh trụ hư không dực cần không gian áo nghĩa dung hợp, tăng thêm huyết phách chỉ là linh hồn thể, cho nên nó vẫn vô chủ, người trong lúc vô tình tiến vào trì hoãn quá trình huyết phách khôi phục, cơ duyên xảo hợp đạt được thanh trụ hư không dực. Huyết Thiên Đế nói xong, ánh mắt tươi cười nhìn Lục Lâm Thiên, tất cả giống như hắn tận mắt nhìn thấy. Lục Lâm Thiên nghe xong liền kinh ngạc. Không nghĩ tới thanh trụ hư không dực còn có lai lịch như thế, càng thêm rung động vì sao Huyết Thiên Đế biết rõ như thế, kinh ngạc nói. Tại sao ngươi biết rõ như vậy? Ta nghĩ nguyên nhân trong đó, vị bằng hữu trên người tiểu huynh đệ biết rõ đấy. Huyết Thiên Đế mỉm cười nói ra, rõ ràng cho thấy hắn biết Tam Kỳ lão nhân đang ở trên người Lục Lâm Thiên. Ta thật biết một ít, ngươi đã dùng thế niết bàn, thế giới này không thoát khỏi ngươi dò xét. Ta tự nhiên cũng không cách nào che giấu. Trong tay Lục Lâm Thiên, thiên trụ giới sáng ngời, thân thể hư ảo của Tam Kỳ lão nhân đi ra, tóc dài sóng vai, hai mắt mênh mông, thân thể nhỏ gầy nhưng mang theo khí thế cao ngạo, khí tức tuyệt đối không dưới Huyết Thiên Đế, chỉ là lúc này ở Huyết Thiên Đế trước mặt,
trong lúc vô hình bị một cổ không hiểu thiên uy áp chế. Không nghĩ tới thị hoang thế giới nho nhỏ còn có cường giả bực này giá lâm, lúc trước đa tạ ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy Tam Kỳ lão nhân, ánh mắt Huyết Thiên Đế ánh mắt nhảy lên, khẽ ôm quyền thi lễ. Không cần phải khách khí, hiện tại ngươi là chủ, ta là khách, nếu luận tuổi thì ngươi lớn hơn ta không ít. Tam Kỳ lão nhân cũng ôm quyền thi lễ, hắn ngang hàng tương giao với Huyết Thiên Đế. Ngươi khách khí, con đường tu luyện, người đi trước là thầy, lúc thời kỳ toàn thịnh, ta khó làm gì được ngươi. Huyết Thiên Đế nói, nhìn Tam Kỳ lão nhân, trong mắt ánh mắt mang theo chấn động. Nhưng nếu trong thế giới của ngươi, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không làm gì được ngươi. Tam Kỳ lão nhân nói. Ha ha. Huyết Thiên Đế cười nói. Chúng ta cũng đừng có khách sáo. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế duỗi tay, mọi người khỏi không gian huyết sát ngập trời này. Tiểu tử, có phải ngươi kỳ quái vì nhiều chuyện đúng không? Đó là vì sao Huyết Thiên Đế cái gì cũng biết. Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, chuyện này quá kỳ quái. Tam Kỳ lão nhân nói. Bởi vì Huyết Thiên Đế tiến hành dung thế niết bàn, hắn tương dung bản thân với thế giới, về sau thế giới này tuy không phải hắn, nhưng mà hắn lại là thế giới này xảy ra chuyện gì, hắn đã dung thế niết bàn, tuy tương đương với tử vong, nhưng có một đám thần thức tương liên với thế giới, cho nên tất cả mọi thứ diễn ra trong thế giới này đều nằm trong nhận thức của hắn. Tương dung với thế giới. Lục Lâm Thiên nghe vậy, nội tâm của hắn vô cùng kinh ngạc, bản thân mình dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Dường như có hiệu quả như nhau, cho nên Lục Lâm Thiên đã hiểu, nhưng vẫn hỏi lại. Tiểu thế giới cũng có thể dung hợp sao? Nghe vậy, Huyết Thiên Đế ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên liếc, lập tức nói. Dung hợp thế giới, đây chỉ là lý thuyết, trong lúc vô tình ta đạt được Huyết Thiên Chân Kinh, bên trong có bí pháp tu luyện dung thế niết bàn, chỉ có tu luyện Huyết Thiên Chân Kinh mới có cơ hội làm được, đồng thời đây là chuyện tử vong, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ. Đại cơ duyên thì không thể đỡ upsilon.ng vào, nếu không chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt, ta vận khí tốt nên thành công. Không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ, đại cơ duyên người chỗ không thể đỡ upsilon.ng vào. Lục Lâm Thiên âm thầm than nhẹ, Huyết Thiên Đế nói nhẹ nhõm, quá trình tuyệt đối không dễ dàng như vậy, Huyết Thiên Đế có thể làm được, tất cả những việc hắn trải qua không phải người bình thường có thể thừa nhận. Dung thế niết bàn. Ta ngẫu nhiên có nghe nhắc qua, tương liên với thế giới, niết bàn trọng sinh, xem ra, thị hoang thế giới biến thành như vậy, cũng không phải như đồn đãi, là đại chiến đã hủy diệt thị hoang thế giới, mà là thị hoang thế giới đang trong quá trình niết bàn. Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Huyết Thiên Đế, hơi có chút rung động, nói. Hôm nay ngươi niết bàn thành công, tương đương thị hoang thế giới sẽ trọng sinh, nếu ta không có nhớ lầm, thị hoang thế giới trọng sinh sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi trợ giúp thị hoang thế giới, với thực lực của ngươi bây giờ, thị hoang thế giới rất nhanh sẽ trở thành trung thiên thế giới. Ngươi nói đại khái không sai. Huyết Thiên Đế cười nói với Tam Kỳ lão nhân. Thị hoang thế giới trước kia tên là Ngọc Sơn thế giới, ta dùng thế niết bàn, dùng cả thế giới làm đại giá, nếu ta thất bại, ta tan thành mây khói, thế giới này sẽ sụp đổ, mà ta thành công, thế giới này bởi vì thế mà trọng sinh, về sau năng lượng thiên địa sẽ dần tăng cường. Triệt để khôi phục đến trước kia, còn có thể vượt qua quy tắc tiểu thế giới, hẳn sẽ tiếp cận tình trạng trung thiên thế giới, chỉ cần tu vị của ta tăng lên, sẽ có một ngày bước vào hóa hồng cảnh, rất có thể thị hoang thế giới sẽ hội tụ năng lượng thiên địa vượt qua trung thiên thế giới. Về sau người tu luyện trong đó sẽ có chỗ tốt thật lớn, không hề bị năng lượng thiên địa áp chế đột phá. Chẳng lẽ thị hoang thế giới về sau còn có thể diễn sinh ra thế giới khác sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Huyết Thiên Đế lắc đầu, nói. Đồn đãi chỉ có thế giới hỗn độn mới có thể diễn sinh ra thế giới khác, với tu vị của ta lúc đầu, vốn đã là không cách nào niết bàn, nhưng ta lựa chọn dùng thế niết bàn, dùng thế giới làm cơ sở, tương dung với thế giới, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này ta thành công, thế giới này cũng trọng sinh, năng lượng thiên địa sau này sẽ sánh bằng trung thiên thế giới, về sau tất cả tu luyện giả bên trong có thể đột phá như trung thiên thế giới, nhưng không hơn, diễn sinh tiểu thế giới. Đồn đãi chỉ có thế giới hỗn độn mới làm được. Thế giới hỗn độn, đây là tồn tại kỳ diệu và cổ xưa nhất thế gian. Lục Lâm Thiên gật đầu, từ giải thích này hắn hiểu được, dùng thế niết bàn có tác dụng giống như hỗn độn thế giới chi nguyên của mình, nhưng tác dụng kém hơn quá nhiều,
không có thế giới nào có thể so sánh với thế giới hỗn độn. Nhưng mà thị hoang thế giới sau này sẽ có năng lượng thiên địa như trung thiên thế giới, thậm chí là đại thế giới, khủng bố như vậy, không thể nghi ngờ đại biểu cho thị hoang thế giới có giá trị cực lớn, tất cả tu luyện giả đều có thể đột phá thông thiên cảnh, đây là chuyện không thể dùng giá trị cân nhắc, dùng tương lai không lâu, thị hoang thế giới tuyệt đối không phải như bây giờ. Dung thế niết bàn, thế giới này không thể trốn khỏi huyết thiên đế nhìn trộm, cho nên ngươi đến thị hoang thế giới, tất cả đều có thể bị huyết thiên đế nhìn trộm rõ ràng. Tam kỳ lão nhân nói với Lục Lâm Thiên. Huyết thiên đế nói, theo đạo lý mà nói là như thế này, nhưng cũng có ngoài ý muốn. Huyết thiên đế nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ta có thể đủ nhìn trộm tất cả mọi người, kể cả ngươi, ta thậm chí phát hiện ngươi không ít bí mật. Công pháp tu luyện của ngươi có thể thôn phệ người khác cho mình sử dụng, rất là bá đạo, thậm chí còn mạnh hơn huyết thiên chân kinh của ta. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên cảnh giác không ý ớt, không nghĩ tới huyết thiên đế lại có thể nhìn trộm việc này. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức cảnh giác, huyết thiên đế cười nói. Yên tâm đi, ta tu luyện huyết thiên chân kinh không phải tầm thường, cũng không cách nào tu luyện công pháp bá đạo của ngươi, tuy ta có thể nhìn trộm chuyện của ngươi, nhưng trên người của ngươi. Ta chỉ có thể nhìn trộm bên ngoài cơ thể, trên người của ngươi, ta căn bản không cách nào nhìn trộm, thậm chí không cách nào tới gần, xem ra ngươi có không ít bí mật. Mỗi người đều có chút bí mật. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt cảnh giác không ít, nhưng mà huyết thiên đế cũng không có địch ý, làm cho Lục Lâm Thiên buông lỏng không ít. Đương nhiên, mỗi người đều có chút bí mật. Huyết thiên đế cười cười, trong tay hắn có một đạo hào quang quấn quanh, hiện ra một ít dấu vết không gian gợn sóng. Lúc trước chính là vật huyết thiên đế cầm trong tay, không thể nhìn trộm, đám người tham lang cho rằng nó là thông linh bảo khí. Vật ấy trong tay huyết thiên đế, hào quang năng lượng lóe lên, lập tức lộ ra bộ dáng vốn có, chính là một khối ngọc giản hình chữ nhật, trên đó có năng lượng chấn động. Đây là... Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức run lên, khí tức này làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác quen thuộc, lúc trước dưới huyết sát thâm uyên hắn đạt được một khối ngọc không phải ngọc. Đá không phải đá cạnh thanh trụ hư không dực, sau đó đạt được thanh trụ hư không dực, cuối cùng lưu lại một ngọc giản có khí tức giống nó. Trên người của ngươi có lẽ cũng có khối ngọc giản này. Huyết thiên đế nói với Lục Lâm Thiên. Đây là nửa cái chìa khóa mở động phủ, chính là sư phụ ta lưu lại, cần hội tụ nửa khác mới có thể mở ra động phủ lão nhân ra lưu lại. Các hạ sư phụ. Lục Lâm Thiên kinh ngạc một chút, đường đường sư phụ của vạn tù chi tôn huyết thiên đế. Đây là nhân vật bực nào, lúc này Lục Lâm Thiên móc ngọc giản khác ra, do dự một chút sau đó giao cho huyết thiên đế, huyết thiên đế đã nói là sư phụ của mình lưu lại, Lục Lâm Thiên cũng không nên giữ lại. Huyết thiên đế tiếp nhận khối ngọc giản chìa khía trong tay Lục Lâm Thiên, nói. Sư phụ ta, kỳ thật cũng là sư phụ của huyết phách, lúc trước ta chỉ là tu luyện giả đi ra khỏi ngọc sơn thế giới tìm kiếm đột phá, chúng ta cơ duyên xảo hợp đi tới các nơi khác nhau. Đều là đạt được sư phụ lưu lại truyền thừa, cũng mới biết được, sư phụ lão nhân gia ông ta đã vẫn lạc, nhưng có lưu lại một động phủ, chìa khóa động phủ này do ta và huyết phách giữ một nửa. Dừng một chút, huyết thiên đế tiếp tục nói. Trải qua một thời gian ngắn, ta và huyết phách sốt cục gặp mặt, vì đạt được chìa khóa trong tay của ta, hắn không tiếc động thủ, hắn là người thế giới hỗn độn, có địa vị tại vạn thiên liên minh, càng biến toàn bộ ngọc sơn thế giới thành ngục giam, giam ta và ngục gian. Đồn đãi động phủ của sư phụ ở trong ngọc sơn thế giới, huyết phách vì đạt được đồ vật sư phụ lưu lại, mặt ngoài biến ngọc sơn thế giới thành ngục giam, kỳ thực là ý định cho dù hủy tiểu thế giới cũng không tiếc, bởi vì hắn vẫn không lấy được chìa khóa trong tay ta. Đã cho rằng ta đã hủy chìa khóa. Thì ra là thế, không nghĩ tới đây mới là lai lịch thị hoang thế giới đời trước biến thành ngục giam, còn có liên quan tới bí mật này. Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên hiểu ra. Huyết thiên đế thở dài. Ta lúc đầu bị nhốt, cũng không cách nào ngăn cản động tác của hắn, vì đạt được động phủ của sư phụ, ngọc sơn thế giới máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, mà huyết phách vẫn không biết rằng, ta vốn là người tới từ ngọc sơn thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp lại tìm được đại hoang chính là thông linh bảo khí của sư phụ. Trong khi nói chuyện, huyết thiên đế ghép hai chìa khóa vào nhau, lập tức hắn hào quang bộc phát, hai chìa khóa dung hợp một cách hoàn mỹ với nhau, nó làm bằng tài liệu gì cũng không rõ. Ai? Huyết thiên đế thở dài một hơi, nói. Tất cả đều vì động phủ sư phụ lưu lại, kỳ thật huyết phách làm sao biết rõ, ta đã sớm mở động phủ của sư phụ ra,
chìa khóa của sư phụ cũng không phải mấu chốt, cái gọi là chìa khóa chỉ là ẩn chứa một đạo ấn ký linh hồn nguyên vẹn của sư phụ, một đạo nguyên vẹn ấn ký linh hồn này chính là một bộ phận cuối cùng của Huyết Thiên Chân Kinh. Xuy. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, trong tay hắn cầm chìa khóa, lập tức hóa thành một đạo hào quang chớp động, đột nhiên một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt ba người, hư ảnh vừa xuất hiện, đột nhiên khí tức man hoang truyền ra, uy thế đột nhiên hàng lâm, một đạo linh hồn ấn ký làm cho không gian này như Thái Sơn áp đỉnh, vạn vật phủ phục. Hào cường uy áp, Lục Lâm Thiên run lên, nguyên đan hình chữ vạn bộc phát uy áp ngăn cản. Dưới uy áp này, Lục Lâm Thiên không cách nào nhìn thẳng, đồng thời cảm giác được hư ảnh này dường như đang nhìn chằm chằm vào mình, khí tức khủng bố quét qua thân thể. Khí tức thật mạnh. Trong thân ảnh hư ảo này, ngay cả Tam Kỳ lão nhân cũng phải rung động, đối phương chỉ là ấn ký linh hồn hư ảo cũng đã làm cho hắn run sợ. Đệ tử Huyết Thiên Đế, cung nghênh sư phụ. Huyết Thiên Đế nhìn thấy hư ảnh trước mặt, lập tức quỳ xuống. Nhìn không thấu a hát. Hư ảo than nhẹ, lập tức hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp tiến vào trong mi tâm Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế nhắm mắt lại, thần thái trang nghiêm, dường như đang cảm ngộ cái gì, toàn thân có màn sáng huyết tinh bao phủ giống như con nhộng. Khí tức thật mạnh, một đạo ấn ký linh hồn đã mạnh như thế, sư phụ Huyết Thiên Đế sư phụ lúc trước là thế hệ uy danh hiển hách, khí tức này, đã đạt tới bước kia sao? Tam Kỳ lão nhân cả kinh nói. Thực lực lão chủ nhân lúc trước cũng có danh tiếng hiển hách. Trong không gian có tiếng nói của đại hoang vang lên. Lục Lâm Thiên cảm thấy uy áp tiêu trừ, nhìn bốn phía, nghe được lời của đại hoang thì hiếu kỳ, không biết thanh trụ hư không dực của mình so sánh với đại hoang thì thế nào, thanh trụ hư không dực có thể tiến hóa, sợ rằng không phải thứ tầm thường, không biết có phải là bổn mạng linh khí của hồn lạc hay không. Huyết Thiên Đế được màn sáng bao phủ suốt 3 ngày mới thức tỉnh, thời điểm hắn tỉnh lại, khí tức cổ xưa trong mắt lóe lên rồi biến mất, tinh mang nội liếm, khí tức toàn thân biến hóa không ít. Tiểu huynh đệ, tuy lần này ta đột phá tuyên cổ cảnh, nhưng khí tức chưa củng cố, bằng không lúc trước không có đại hoang ra tay, ta cũng có thể triệt để trấn áp huyết phách, lúc này ta cần vững chắc tu vị một thời gian ngắn, có lẽ vài năm, có lẽ vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định. Huyết Thiên Đế nói với Lục Lâm Thiên. Các hạ xin cứ tự nhiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, hơi sốt ruột nói. Xin hỏi, không biết những người khác như thế nào? Lục Lâm Thiên mấy ngày nay cũng đang chữa thương, nhưng trong lòng có lo lắng, chính mình ở trong đại hoang, không biết ma linh yêu nữ, Mạc Kình Thiên và đám người âm minh dạ xoa hiện tại như thế nào, cuối cùng huyết phách dốc sức liều mạng một kích, bọn họ có bị liên lụy hay không, vạn nhất bị ảnh hưởng, hậu quả có thể nghĩ, bởi vậy Lục Lâm Thiên không thể không hỏi. Yên tâm đi, bọn họ có lẽ đều không có việc gì, thời khắc cuối cùng, ta đã sớm rời bọn họ vào không gian đại hoang. Huyết Thiên Đế mỉm cười nói ra, nghe vậy Lục Lâm Thiên mới buông lỏng một hơi. Huyết Thiên Đế nói, chúng ta bây giờ cũng không còn ở trong sa mạc hoang vu, động tĩnh như thế, chắc chắn hai đại liên minh sẽ phái người điều tra, ta hiện tại cũng không có thời gian ứng phó, bọn họ chủ yếu là cảm thấy hứng thú với ta, tìm không thấy ta, có lẽ cũng không trắng trợn làm gì trong thị hoang thế giới, cho nên ta đã thi triển thủ đoạn nhỏ, đã sớm rời khỏi thị hoang thế giới, bọn họ có tìm cũng không gặp. Chúng ta bây giờ đã rời khỏi thị hoang thế giới. Lục Lâm Thiên sững sờ kinh ngạc. Huyết Phách và Huyết Thiên Đế xuất hiện, đủ làm hai đại liên minh dò xét thị hoang thế giới, tin tức thông linh bảo khí đủ làm rất nhiều cường giả động tâm, đám lão già này và hai đại liên minh rất chú ý, sẽ phái người điều tra. Tam Kỳ lão nhân nói nhỏ, rất đồng ý cách nói của Huyết Thiên Đế. Lục Lâm Thiên cân nhắc một chút, cũng gật gật đầu, nhưng mà nội tâm cũng có phần lo lắng cho Thất Sát Môn. Tiểu huynh đệ, bất kể nói thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi, trên người của ta có chút linh khí, trong động phủ gia sư lưu lại không ít, nhưng mà trên người của ngươi hiện tại đã có áo nghĩa linh khí, thậm chí còn tấn chức thành thông linh bảo khí thanh trụ hư không dực, tu luyện công pháp bá đạo, thậm chí về sau khả năng còn trên Huyết Thiên Chân Kinh, cho nên ta không tìm ra cái gì cảm tạ ngươi. Huyết Thiên Đế nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Cho nên như vậy đi. Ta vững chắc tu vị cần về biển máu của gia sư, không gian biển máu có rất nhiều ảo diệu, thậm chí có thể không bị thiên địa áp chế, chính là trọng bảo mà gia sư vô tình đạt được. Có biển máu này mới thành tựu uy danh hiển hách của gia sư, thực không dám đấu giếm, lúc trước ta có thể ở trong thị hoang thế giới siêu việt đại đạo Niết Bàn thành công,
tất cả là vì biển máu. Còn có huyền ảo bực này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời. Biển máu vô cùng ảo diệu, chỉ có người đi vào mới biết. Huyết Thiên Đế nói với Lục Lâm Thiên. Người đã đến bán đạo chi cảnh, ta nghĩ nếu người có thể lĩnh ngộ trong biển máu thời gian ngắn, không nói chứng có thể chính thức đột phá, nhưng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn là nhất định, ta thiếu nợ ngươi một phần ân tình, cho nên mang ngươi vào biển máu một lần. Nghiêm trọng, đa tạ. Lục Lâm Thiên lập tức nói lời cảm tạ, ngoài miệng khách khí nhưng ánh mắt nóng bỏng, ngay cả Huyết Thiên Đế cũng phải khen ngợi, nơi đó có thể nghĩ. Ha ha, ngươi không cần khách khí như thế, ta xem như hiểu ngươi, tiểu huynh đệ rất có tính tình, không chê về sau cứ gọi ta là lão ca. Huyết Thiên Đế cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh, Huyết lão ca. Lục Lâm Thiên có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức ôm quyền nói, có thể kết bạn với cường nhân như Huyết Thiên Đế, cũng không phải ai cũng có tư cách này. Huyết Thiên Đế vỗ vỗ vai Lục Lâm Thiên, nói. Chúng ta đi thôi, mang người đi biển máu nhìn xem. Huyết Thiên Đế nói với Tam Kỳ lão nhân. Trong biển máu, ảo diệu vô cùng, có chỗ tốt rất lớn với linh hồn thể, các hạ nên cùng đi vào, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn trong việc khôi phục của các hạ đấy. Vậy không khách khí. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân sáng ngời, khôi phục linh hồn là hấp dẫn lớn nhất với hắn hiện tại. Huyết lão ca, có một chuyện, không biết nên nói hay không. Lục Lâm Thiên vui vẻ không phải bình thường, cũng có chút xấu hổ, nói. Linh hồn huyết phách bị diệt, nhưng mà khí huyết sát vẫn còn, nếu khí huyết sát vô dụng với lão ca. Ta hiểu. Lục Lâm Thiên chưa nói xong, Huyết Thiên Đế lập tức cười cười, nói. Ta và huyết phách tuy đều tu luyện huyết thiên chân kinh, nhưng hắn tu luyện khí huyết sát, mà ta tu luyện chính là huyết đạo cao nhất, khí huyết sát của hắn với thực lực của ta bây giờ, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu ta không nhớ nhầm, trên người ngươi có tồn tại cực kỳ kỳ lạ, có thể hấp thu sát khí và linh hồn tăng cường thực lực, huyết phách tuy là linh hồn thể, nhưng dù sao cũng là tuyên cổ cảnh, linh hồn bị diệt, nhưng khí huyết sát cũng không phải cường giả niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong có thể chống lại. Cũng may không còn linh hồn nào, nếu ngươi muốn hấp thu, cứ việc. Trong biển máu mênh mông, năng lượng thiên địa bên trong nồng đậm tới mức khủng bố, biển máu cuồn cuộn giống như cửu u, biển máu cuồn cuộn, huyết tinh khủng bố nương theo khí huyết sát làm cho linh hồn người ta run sợ, bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên và Tam Kỳ lão nhân đến nơi đây, thần sắc vô cùng rung động. Trong biển máu nhất định phải cố thủ bản tâm, bảo trì thanh minh, nếu không sẽ bị biển máu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma xem như nhẹ, lần đầu tiên ta đi vào suýt tẩu hỏa nhập ma. Huyết Thiên Đế nhắc nhở Lục Lâm Thiên và Tam Kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, hắn đã sớm chú ý, Tam Kỳ lão nhân cũng không dám chủ quan, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nhìn qua biển máu này, nói nhỏ. Trên đời này không nghĩ tới còn có nơi này, giống như thiên địa tự hành, năng lượng thiên địa lại nồng đậm như thế. Huyết Thiên Đế mang theo Lục Lâm Thiên và Tam Kỳ lão nhân ba người đi vào trong biển máu cuồn cuộn, nói. Biển máu này rất thần bí, chính gia sư ngẫu nhiên đoạt được, ảo diệu vô cùng, giá trị không thể đo lường, nếu không tu luyện huyết thiên chân kinh mà đi tới nơi này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nghe vậy Lục Lâm Thiên và Tam Kỳ lão nhân lập tức nhìn qua Huyết Thiên Đế, vừa rồi Huyết Thiên Đế nói, tiến vào đây đạt được chỗ tốt rất lớn. Nhìn thấy nghi hoặc của Lục Lâm Thiên và Tam Kỳ lão nhân, Huyết Thiên Đế lập tức cười giải thích nói. Hai vị không nên kinh ngạc. Biển máu này không có chỗ tốt với các vị, nhưng mà trong biển máu này có một nơi ảo diệu này mới là điểm ảo diệu nhất của biển máu. Thời gian từ từ trôi qua, cách di tích Hắc Thủy Ngục Giam mở ra về sau thiên địa dị tượng biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đã trôi qua 2 tháng, trong 2 tháng này tất cả mọi người cho rằng Huyết Phách và Huyết Thiên Đế hai người đã đồng quy vu tận, cả sa mạc hoang vu cũng bị phá hủy. Thậm chí có không ít người chưa từ bỏ ý định. Muốn từ di tích tìm kiếm bảo vật Huyết Phách và Huyết Thiên Đế hai người lưu lại, dùng thực lực của Huyết Thiên Đế và Huyết Phách hai người, bất cứ thứ gì bọn họ lưu lại cũng là trọng bảo. Nhưng mà lần này tìm kiếm cuối cùng không có ai thu hoạch gì, chuyện này cũng làm nhiều người chờ mong biến thành vô vọng. Lúc này lại truyền ra tin tức kinh người, Tây Phương Cầu Bại xuất danh tiếng lớn cũng không có đi ra. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, Tây Phương Cầu Bại không rõ tung tích, căn bản không có kỳ tích xuất hiện. Cuối cùng mọi người cũng đưa ra kết luận, Tây Phương Cầu Bại đã chết trong khi Huyết Phách và Huyết Thiên Đế giao thủ, Tây Phương Cầu Bại vận khí không tốt vẫn lạc theo hai người kia.
Kết quả này làm mọi người cảm thán, Tây Phương Cầu bại biểu hiện kinh người trong di tích, không thể nghi ngờ đã làm mọi người sợ hãi thán phục, chỉ tiếc vận khí không tốt. Kết quả này không có bao nhiêu người hoài nghi, dù sau khi di tích Hắc Thủy Ngục Giam mở ra, mấy ngàn người đi vào, kết quả cuối cùng chỉ còn mấy trăm người còn sống. Cũng không qua bao lâu, bên ngoài thị hoang thế giới có không ít người tiến vào trong thị hoang thế giới phát sinh tất cả, đã truyền ra ngoài, có kẻ tự cho rằng mình hơn người, lập tức tới đây thử thời vận. Trong đám người tới đây, làm cho người thị hoang thế giới kinh ngạc, nhất là chủ nhân Linh Thứ Tháp, Đông Tinh Xã, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn đều là các thế lực lớn trong trung thiên thế giới. Tham Lang, Ôn Thiên Cương, Chu Thiệu Khôn, Trúc Hỏa vốn có địa vị và thế lực không nhỏ, nhưng bọn họ ở trong gia tộc của mình phạm sai lầm cho nên mới bị đưa tới thị hoang thế giới, cũng âm thầm dò xét thông linh bảo khí huyết thiên đế lưu lại. Những kẻ tù tội trong đại chiến lúc trước tại thị hoang thế giới có không ít người là người hai liên minh cài vào, tuy trong đại chiến đó vẫn lạc không ít người, thậm chí cuối cùng bố trí thủ đoạn đồng quy vu tận lên trăm vạn kẻ tù tội kia, nhưng vẫn có cá lọt lưới, làm cho tin tức lan ra ngoài. Trong thời gian dài, có chút thế lực lớn vẫn đồn đãi, thông linh bảo khí trong thị hoang thế giới vẫn nằm trong tay huyết thiên đế, tuy lúc ấy rất nhiều siêu cấp cường giả không tra xét ra được, không thu hoạch được gì, nhưng bọn họ tin tưởng bản thân mình chưa tìm ra mà thôi. Bởi vậy cũng bố trí thế lực trong thị hoang thế giới, đều là những cường giả phạm sai lầm trong thế lực của mình, đưa đi xung quân trong thị hoang thế giới, một phương diện xem như trừng phạt, một phương diện khác xem như thử thời vận trong thị hoang thế giới. Người sau lưng Đông Tinh Xã, Linh Thứ Tháp, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn âm thầm đưa vài đội hình tới thị hoang thế giới, trong đó có cường giả của Thương hội Kỳ Phong, Thương hội Phong Linh, Tụ Phẩm Lâu, Thương hội Linh Thiên. Cả thị hoang thế giới vô cùng náo nhiệt, còn có vô số tiểu thế lực gia nhập vào, thị hoang thế giới náo nhiệt lại hỗn loạn, nhưng qua mấy tháng không ai có thu hoạch được gì, thậm chí không có chút phát hiện nào. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, có người phát hiện trong mấy tháng ngắn ngủi, trong thị hoang thế giới, khí tức hoang vu từ từ nhạt đi, cằn cỗi bắt đập cải biến, nơi không có ngọn cỏ, sinh cơ ảm đạm đã sinh ra sinh cơ càng lúc càng nồng nặc. Tất cả tu luyện giả từ từ cảm thấy được, năng lượng thiên địa thiếu thốn cũng từ từ thay đổi, hội tụ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đậm hơn. Loại cải biến này đã có nhiều người phát hiện, thiên địa đang thay đổi, hoang vu rút đi, cải biến cằn cỗi, cả thế giới giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Thời gian từ từ trôi qua, trong Hắc Thủy Giang Hà, bốn phía là biển máu cuồn cuộn, trên đảo hoang xanh biếc tươi tốt, sinh cơ tràn ngập, trên đảo sinh ra linh thuyền, mây trắng cuồn cuộn, năng lượng thiên địa chấn động còn sinh ra khí tức man hoang cổ xưa. Trong linh thuyền này, Lục Lâm Thiên khôi phục bộ dáng vốn có, khoanh chân ngồi trong mây mù, nếu không phải trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, còn tưởng rằng đã vẫn lạc, toàn thân không có chút khí tức nào, chỉ có hào quang như ẩn như hiện mà thôi. Kỳ thật nếu cẩn thận lắng nghe, cũng có thể nghe được trong miệng Lục Lâm Thiên đang lẩm bẩm âm thanh như muỗi kêu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa sinh thổ sinh kim khắc mộc khắc thổ khắc thủy khắc hỏa khắc kim, vì sao không cách nào tiến thêm một bước, nhất định có thể, nhất định là phạm sai lầm ở đâu. Thời gian trôi qua, năm tháng vô thường, thời gian 8 năm ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với tu luyện giả lại không quá dài. Thời gian 8 năm này, thị hoang thế giới nội cải biến quá nhiều, không biết từ đâu, người tu vị hậu thiên đỉnh phong đã có thể ở trong thị hoang thế giới đột phá đến phá giới cảnh, người kẹt ở phá giới cảnh hậu kỳ đỉnh phong có thể đột phá đến ngộ chân cảnh. Cuối cùng, mọi người khiếp sợ phát hiện, ngộ chân cảnh đỉnh phong trung giai đã có thể rảo bước lên thông thiên cảnh. Cả thị hoang thế giới trong 8 năm này mỗi ngày đều đang thay đổi, hiện tại sinh cơ bừng bừng. Không còn bộ dáng lúc trước, tất cả như trọng sinh, thời gian 8 năm nhưng tất cả đã khác biệt rất lớn. Việc này làm người thị hoang thế giới kinh ngạc, không ngừng nghị luận, cải biến này cũng có người suy đoán, có lẽ có quan hệ tới lần thiên địa dị tượng vào 8 năm trước, chính là thiên địa dị tượng đó đã cải biến cả thị hoang thế giới. Tam muội, Lâm Thiên huynh đệ có lẽ đã ngoài ý muốn, nhiều năm như vậy, còn không có xuất hiện. Thân ảnh Mạc Kình Thiên lẳng lặng xuất hiện bên cạnh ma linh yêu nữ. Áo dài khẽ nhúc nhích, hai mắt như sao. Địa Long một sừng vẫn còn liên hệ với hắn, hắn không có việc gì. Ma linh yêu nữ quay đầu lại, dung nhan thoát tục như tranh vẽ, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian.
Ta cũng không tin Lâm Thiên huynh đệ có việc, nhưng đã qua nhiều năm như vậy. Mạc Kình Thiên than nhỏ, lúc này nhìn nàng, nói. Tam muội, xem ra, người thật sự có ý với Lâm Thiên huynh đệ. Mới không phải, ta làm sao có thể ưa thích hắn, tổng lòng của ta đã có người, không phải hắn. Còn chưa chờ Mạc Kình Thiên nói xong, Ma Linh yêu nữ lập tức ngắt lời Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên cười khổ nói. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, dù sao ta biết Lâm Thiên huynh đệ không sao, nhưng thời gian lâu như thế, hắn không thể không có việc gì. Vừa dứt lời, Mạc Kình Thiên hít sâu một hơi, nói. Nhiều năm như vậy, hắn không trở lại, ta đoán chừng Phi Linh Môn cũng không ngăn cản được bao lâu, cho dù có chúng ta, cũng khó mà địch lại bọn chúng, dù sao thì hoang thế giới không phải Phong Vân Sơn. Bọn họ có lẽ không lâu nữa sẽ phát động công kích lần nữa. Ma Linh yêu nữ khẽ thở dài. Đến lúc đó ta sẽ dùng toàn lực, không hề che giấu cũng khó chống lại. Mạc Kình Thiên nói. Nhị ca, người thành công không? Trên mặt Ma Linh yêu nữ vui vẻ khó có được. Ân, đã thành công. Mạc Kình Thiên vui vẻ. Trong linh tuyền, mây mù lượn lờ, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, quanh người có hào quang kim, lam, thanh, xích, hoàng bao quanh, hào quang phóng lớn, năm hào quang tỏa sáng khiếp người, tách mây mù ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, đến từ vũ trụ hỗn độn, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cũng không phải thực chất, chúng chỉ đại biểu thuộc tính, đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, âm dương hóa ngũ hành. Ngũ hành sinh vạn vật trong trời đất, ngũ hành tương sinh tương khắc, cân đối, vạn vật luân hồi, trong thiên địa ngũ hành, âm dương tương giao, ngũ hành tương dung, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Bỗng nhiên trong linh tuyền, hào quang năm thuộc tính lóe sáng, đột nhiên Lục Lâm Thiên mở mắt ra, trong mắt tỏa ra hào quang sáng tới cực điểm. Thủy hỏa bất dung, kim mộc không tụ, bốn mùa luân chuyển, ngày đêm tương liên, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, ánh mắt run rẩy, hắn kết xuất thủ ấn. Quanh người Lục Lâm Thiên, hào quang năm thuộc tính kim, lam, thanh, xích, hoàng va chạm với nhau, trong chốc lát cả thiên địa rung động. Cổ nhân nói, mặt trời, mặt trăng, thiếu dương, thiểu âm dương hòa hợp, hỏa là mặt trời, thủy là mặt trăng, thiếu dương là mộc, thiểu âm là kim, thổ là cân đối, âm dương tương giao, ngũ hành tương dung. Lục Lâm Thiên thì thào. Các hào quang bao phủ quanh người hắn. Ầm ầm. Vào lúc này năm hào quang tương dung với nhau, chúng tỏa ra ánh sáng chói mắt xinh đẹp chưa từng có, dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm, hào quang phóng thẳng lên trời, năng lượng thiên địa mênh mông giáng xuống. Ầm ầm. Trên không trung, bôn lôi cuồn cuộn, huyết hải sôi trào, đột nhiên phong vân biến sắc, không ghen lung lay sắp đổ. Siêu siêu. Lúc này có hai thân ảnh phóng lên cao. Chính là Tam Kỳ Lão Nhân và Huyết Thiên Đế, hai người xuất hiện, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua linh thuyền, sau đó bắt đầu nhìn nhau. Chủ nhân, tiểu tử này dẫn động thiên uy hàng lâm, ta cũng không cách nào thừa nhận, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể đưa hắn ra ngoài. Trên không trung biển máu có tiếng nói vang lên. Thiên uy hàng lâm, mau rời hắn vào khe hẹp thế giới. Huyết Thiên Đế khiếp sợ, vội vàng nói. Lục Lâm Thiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng nên đi quan sát tình huống. Huyết Thiên Đế nói với Tam Kỳ Lão Nhân, Tam Kỳ Lão Nhân gật đầu, hai người biến mất tại chỗ. Không gian bao la như hỗn độn, ngẫu nhiên có vết nứt không gian lóe lên, đột nhiên một đạo quang mang xuất hiện, không gian an tĩnh sôi trào. Ầm ầm. Trong không gian này, chấn động tỏa ra cực nhanh, đột nhiên không gian nơi này trở nên ảm đạm, không gian sinh ra sóng to gió lớn. Ầm ầm. Trong không gian này có tiếng nổ ầm ầm, hào quang bao phủ đầy trời, tương liên với thiên địa, tương liên với thiên uy. Trong không gian này, quanh người Tam Kỳ Lão Nhân và Huyết Thiên Đế có màn sáng, ánh mắt rung động nhìn qua trước mặt, trong lúc mơ hồ nhìn thấy có thân ảnh đang ngồi. Đây là thiên uy hàng lâm, thiên địa dị tượng. Huyết Thiên Đế nhìn cảnh tượng rung động trước mặt, thiên uy cuồn cuộn này không phải bình thường. Người đã dùng thế niết bàn, cũng từng xuất hiện thiên uy hàng lâm. Thiên địa dị tượng, nhưng khi đó thông linh bảo khí của ngươi có thể thừa nhận, nhưng mà hiện tại tiểu tử này dẫn động thiên uy, thông linh bảo khí của ngươi không cách nào thừa nhận, tiểu tử này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, tại sao có động tĩnh kinh khủng như thế? Thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ Lão Nhân rung động nói ra. Xem ra, tiểu huynh đệ này trong linh tuyền ở biển máu đạt được lĩnh ngộ khó lường,
chỗ tốt bực này ngay cả ta cũng không có được, thật làm cho ta hâm mộ. Huyết Thiên Đế nói, rốt cuộc linh tuyền trong biển máu có lai lịch gì? Tam Kỳ lão nhân nhìn qua động tĩnh trước mặt, hỏi Huyết Thiên Đế. Trong biển máu, trung ương chính là một linh tuyền sinh ra trong biển máu, tương liên với biển máu, lại không bị biển máu ảnh hưởng, ngược lại biển máu bị nó ảnh hưởng. Theo gia sư nói, đạt được biển máu trong một cổ địa, suy đoán đến từ hỗn độn, trong linh tuyền có hỗn độn chi khí tồn tại, ẩn chứa các thuộc tính năng lượng, có thể rèn luyện linh hồn, tăng cường lĩnh ngộ, ta cũng đạt được chỗ tốt rất nhiều, nhưng chỉ tiếc gia sư cũng không hiểu lai lịch cụ thể của nó, cũng không có lĩnh ngộ toàn bộ. Xem ra trong linh tuyền này, thời gian 8 năm qua, tiểu huynh đệ đạt được cơ duyên rất lớn. Huyết Thiên Đế nói, vật đến từ hỗn độn, khó trách A-hát, có thể giúp ta chỉ trong 8 năm khôi phục tới tình trạng này. Tam Kỳ lão nhân nói nhỏ, thân thể hư ảo ngưng thực không ít. Dùng thực lực của tiểu huynh đệ, bán đạo chi cảnh, tại sao dẫn động thiên uy minh mông như thế? Huyết Thiên Đế rung động, hắn lại nhớ tới cái gì đó, lập tức ánh mắt cả kinh, quay người khiếp sợ nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, nói. Tam Kỳ huynh đệ, tiểu huynh đệ hình như chỉ có bán đạo chi cảnh nhưng trong người mang nhiều áo nghĩa. Đúng vậy, là cấp độ bán đạo. Hư ảnh nhỏ gầy của Tam Kỳ lão nhân có khí thế không dưới Huyết Thiên Đế, trường bào hư ảo chấn động, dưới thiên uy minh mông kia cũng có thể chỉ lo thân mình, ít nhất trước mắt không sinh ra ảnh hưởng lớn tới hắn, lắc đầu, nói. Cho dù tiểu tử mang tất cả áo nghĩa đột phá đến cấp độ đại đạo, hắn có thể một lần đạt chân tới đại đạo cảnh, trở thành biến thái khó lường, nhưng vẫn không có khả năng dẫn động thiên uy khủng khiếp như thế. Huyết Thiên Đế nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, nói. Ta nói không phải ý tứ này, hiện tại tiểu huynh đệ cũng không có dấu hiệu đột phá, nhưng nhìn uy thế lại thấy có nhiều áo nghĩa dung hợp với nhau, thổ thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, nếu ta suy đoán không sai, còn có mộc thuộc tính áo nghĩa và một thuộc tính khác, hẳn là kim thuộc tính áo nghĩa. Cấp độ bán đạo, áo nghĩa tương dung, người nói đây là. Tam Kỳ lão nhân nghe vậy, ánh mắt hư ảnh chấn động, toàn thân run rẩy. Hắn lại nhìn chằm chằm vào thiên uy cuồn cuộn trước mặt, thần sắc khiếp sợ. Trong mắt Huyết Thiên Đế mang theo thần sắc rung động, nói. Khủng bố như vậy, tiểu huynh đệ hiện tại tạo ra động tĩnh không khác gì đồn đãi. Trong đồn đãi, nếu có người có thể làm được sẽ dẫn động thiên uy hàng lâm, thiên địa dị tượng, mà bây giờ tiểu huynh đệ dẫn động thiên uy còn lớn hơn cả ta dung thế niết bàn. Đủ thấy hắn khủng khiếp thế nào, thiên phú như vậy, tiểu huynh đệ là người thiên phú mạnh nhất ta từng gặp qua. Tân sinh đại đạo A-hát, thiên phú như thế, cho dù là thiên tài của các gia tộc cổ xưa trong thế giới hỗn độn cũng khó có thể làm được, thời gian cũng không còn bao lâu, lúc này cả đại thế giới sẽ rung động. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân run rẩy, siết chặt nắm đấm. Ầm ầm. Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, không gian trong thiên địa rung động càng mạnh, năng lượng thiên địa mang theo sức mạnh khủng bố quét qua các nơi, không ngừng thẩm thấu qua hư không, lúc này tương liên với nhau. Không gian chung quanh hình thành vòng xoáy, giống như vòng xoáy vũ trụ, nó tỏa ra bốn phía, không gian nứt vỡ từng khúc. Thời gian trong khe hẹp biến hóa, thậm chí chúng càng biến hóa mạnh hơn, giống như muốn hủy cả khe hẹp này. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, Tam Kỳ lão nhân và Huyết Thiên Đế nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Ầm ầm, trong vòng xoáy hư không, hào quang rực rỡ quét qua tất cả hư không đột nhiên run lên. Hào quang lộng lẫy biến thành hai màu xanh trắng, vòng xoáy trong hư không biến thành hào quang chói mắt, một nửa là màu đen, chúng tương liên với thân ảnh kia, thiên địa nổ ầm ầm điếc tai. Vào lúc này cửu thiên rung động, thiên địa sụp đổ, thiên uy vô cùng vô tận thẩm thấu ra, thậm chí đã có thể nhìn thấy trong vòng xoáy có thế giới khác, hư không ngăn cách hai thế giới đang tương dung làm một. Tân sinh đại đạo thành công, thiên phú như vậy, cổ kim hiếm thấy. Ánh mắt Huyết Thiên Đế nhìn không chớp mắt, uy áp thiên địa mênh mông như thế, hắn rất rõ ràng đại biểu cho cái gì. Xảy ra chuyện gì, có chuyện gì sao? Thế giới sắp hủy diệt sao? Trong hư không, trong mơ hồ khe hở hai thế giới tương liên lẫn nhau, thiên địa chấn động, sơn băng địa liệt, sông nước đảo lưu, thiên địa kinh biến, vô số sinh linh trong hai thế giới khiếp sợ, các cường giả lăng không đứng hoảng hốt khó hiểu. Trong khe hẹp thế giới, hào quang quanh người Lục Lâm Thiên dần dần thu liếm, tất cả trở nên bình tĩnh, thế giới trong khe hẹp bình thường trở lại, lúc này vô số vết nứt không gian bạo phát. Khí thế như vậy, không thể nào là bán đạo chi cảnh có thể gây nên.
Ánh mắt Huyết Thiên Đế rung động, lập tức nói với Tam Kỳ lão nhân, nói nhỏ. Chẳng lẽ hiện tại là thiên hạ của hậu bối sao, những lão gia hỏa chúng ta đã không còn dùng được. Tiểu tử này chính là biến thái chân chính. Tam Kỳ lão nhân lúc này cũng chỉ có thể cười khổ. Huyết Thiên Đế nói, rốt cuộc ta đã hiểu rồi, ấn ký tàn hồn cuối cùng của gia sư lưu lại, vì sao bảo ta an bài tiểu huynh đệ tiến vào biển máu, xem ra gia sư nhận ra tiểu huynh đệ này bất phàm. Ý của ngươi nói, cho tiểu tử kia tiến vào trong linh tuyền là ý của sư phụ ngươi sao? Tam Kỳ lão nhân rất kinh ngạc. Thực không dám đấu giếm, biển máu chính là bí bảo nhất mạch chúng ta, cho dù ta thiếu nợ ân tình các ngươi lớn hơn nữa, cũng không dám cho các ngươi đi vào biển máu, lại còn là linh tuyền trong biển máu, đây chính là ấn ký linh hồn cuối cùng của gia sư phân phó, cho tiểu huynh đệ và ngươi tiến vào biển máu, về sau thân cận nhiều hơn với tiểu huynh đệ, như vậy sẽ có chỗ tốt rất lớn với truyền thừa nhất mạch chúng ta, cho nên ta mới dám cho hai vị đi vào. Huyết Thiên Đế cũng không giấu giếm, trực tiếp nói với Tam Kỳ lão nhân. Tiểu tử này nhìn không thấu a hát, có lẽ sư phụ ngươi nhìn ra cái gì đó. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân chấn động, lập tức hai mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, nói. Khí thế trên người của tiểu tử này, trong đại đạo cảnh cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh, có thể lĩnh ngộ tân sinh đại đạo, vì sao còn chưa đột phá đại đạo cảnh, vẫn là bán đạo chi cảnh. Xem ra, hắn có quá nhiều áo nghĩa, còn có chút thuộc tính bị áp chế. Huyết Thiên Đế cũng nghi hoặc, nói nhỏ. Nhưng cho dù là bán đạo chi cảnh, thực lực của hắn hiện tại còn mạnh hơn 8 năm trước rất nhiều. Tiểu tử này đang làm gì thế? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân quan sát Lục Lâm Thiên, nhìn thấy hắn vẫn ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng lơ lửng trong khe hở hỗn độn, vô số đen kịt vết nứt không gian không thể tới gần người, vô cùng huyền diệu. Dường như hắn đang tiến vào cảnh giới huyền diệu, có lẽ chờ một chút sẽ tốt hơn. Huyết Thiên Đế nhíu mày nói nhỏ. Lúc này trong đan điền khí hải Lục Lâm Thiên, trên nguyên đan chữ vạn, khí tức man hoang thương cổ đại phóng, hào quang chói mắt tỏa ra, tâm thần Lục Lâm Thiên cũng huyền diệu tới cực điểm, bỗng nhiên xuyên qua vô số không gian trùng động, cuối cùng xuất hiện trong thế giới có thiên địa dị tượng. Trong thế giới này phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám, trên trời nhật nguyệt tinh thần đang bao phủ, đêm tối ban ngày thay đổi bất định, sông nước đảo lưu, đại địa nổ vang, sau một lát vô số sinh linh chấn động. Tâm thần Lục Lâm Thiên lúc này quan sát một ngọn núi, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, một nữ tử đang đứng trên đó, xinh đẹp như tiên. Mẫu thân, Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lam Linh, Kinh Vân, Âm Âm, Nam Thúc. Tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, nơi quen thuộc này chính là thế giới Đại Lục Linh Vũ, mà những thân ảnh quen thuộc kia lại là người quen của hắn. Vô Song, Mẫu Thân. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui mừng la lên, nhưng lại phát hiện mình không cách nào lên tiếng. Thời điểm này Lục Lâm Thiên nhìn thấy một nơi quen thuộc khác, đó là đại điện trong sương mù, mây mù che đậy, một thân ảnh tập tễnh đang nhìn trời xanh. Lục Lâm Thiên còn đang muốn nhìn nhiều một ít, nhưng lại phát hiện tâm thần đau xót, sau đó tâm thần nhanh chóng quay về, hắn dần dần mất đi liên hệ với linh vũ thế giới. Giữa không trung, lúc này Lục Lâm Thiên mở mắt ra, hào quang đen trắng giao thoa, nương theo khí thế bắn ra ngoài, hắn đứng lên, vô số vết nứt không gian không thể tới gần, khí thế bàng bạc bao phủ thiên địa. Mẫu thân, Vô Song, Kinh Vân. Lục Lâm Thiên thấp giọng la lên, tâm thần còn đắm chìm trong linh vũ thế giới, vừa rồi không biết vì sao, tâm thần của hắn tương liên với linh vũ thế giới, cảm giác huyền diệu này Lục Lâm Thiên muốn tiến vào lần nữa nhưng hắn không có biện pháp. Có phải Lâm Thiên trở về hay không, các ngươi vừa rồi có nghe được âm thanh của Lâm Thiên không? Trong linh vũ thế giới phi linh môn, La Lan Thị hỏi mọi người chung quanh. Mẫu thân, không có đâu, ca ca chưa có trở về. Lục Tâm Đồng nói nhỏ, những năm gần đây những đứa nhỏ đã trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, cả linh vũ thế giới có vô số người theo đuổi, nhưng các nàng không lọt mắt thanh niên tuần tài nào. Dường như ta cũng nghe thấy, chính là giọng của Lâm Thiên, chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Bắc Cung Vô Song nhìn lên trời xanh, khí chất không bị thời gian phai mờ, ngược lại càng ngày càng thanh thuần thuần thục, khi tu vị tăng cao, khí chất càng thanh nhã cao quý, làm cho mọi người không dám khinh nhờn. Kỳ lão, Huyết lão ca. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, đến bên cạnh Huyết Thiên Đế cùng Tam Kỳ lão nhân. Chúc mừng tiểu huynh đệ lĩnh ngộ tâm sinh đại đạo. Huyết Thiên Đế cười cười,
ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không chút né tránh quan sát Lục Lâm Thiên. Tân sinh đại đạo, ánh mắt Lục Lâm Thiên khó hiểu. Chúng ta nói một hồi, người gây ra động tĩnh quá lớn, thiếu chút nữa hai tiểu thế giới đã bị ngươi hủy, hiện tại hai tiểu thế giới này có không ít người tới đây, hiện tại trong thị hoang thế giới xuất hiện không ít phiền toái, ta nghĩ tới chúng ta cũng nên quay về thu thập cục diện đi, bằng không, có ít người thật sự cho rằng thị hoang thế giới không người. Huyết Thiên Đế nói với Lục Lâm Thiên, ánh mắt từ từ âm trầm. Trong thị hoang thế giới, thời gian 8 năm cải biến rất nhiều, cả thị hoang thế giới lúc này sinh cơ bừng bừng, biến hóa cỡ này làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vậy cả thị hoang thế giới cũng biến thành đối tượng bị người ta tranh đoạt. Trong đó có hai đội hình làm người ta chú ý, cũng là đội hình tranh đoạt kịch liệt nhất thị hoang thế giới, một phương đội hình dùng Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn, Địa Long cân đối với nhau, mà bên ngoài chính là Đông Tinh Xã, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, thậm chí Thương hội Kỳ Phong, Thương hội Linh Thiên, Thương hội Phong Linh, Tụ Phẩm Lâu cũng gia nhập vào thế lực này. Trong đội hình khổng lồ đó, Thất Sát Môn đã sớm liên tiếp bại lui, tất cả địa bàn của Thất Sát Môn, Thất Kiếm Môn, Âm Quỷ Giáo đều mất đi, các đệ tử trong môn tử thương vô số, mấy trận đại chiến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong bốn đại thương minh có không ít cường giả tiến vào thị hoang thế giới, tăng thêm Bắc Đấu Môn các thế lực tiến vào, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ dựa theo đạo lý không ngăn cản nổi. Nhưng mà Phi Linh Môn có phi hổ chiến hạm cấp 3, bố trí một đại trận phụ trợ đã chèo chống suốt 8 năm. Trong thời gian 8 năm này, Phi Linh Môn và Tây Vương Phủ đều lui về giữa sơn mạch huyết đô, lui giữ trong huyết sát thâm uyên, liên tục bại lui. Đương nhiên, Thương hội Kỳ Phong, Bắc Đấu Môn cũng phải trả cái giá cực lớn, một đại trận và phi hổ chiến hạm khủng bố oanh kích đã làm bọn họ phải trả cái giá lớn thật đau lòng. Bằng không cũng không kéo dài tới 8 năm, cũng không có diệt Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ. Trong thời gian 8 năm này, phi hổ chiến hạm của Thất Sát Môn và đám người Mạc Kình Thiên bố trí một đại trận công kích cũng thành ác mộng của đối thủ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Sợ rằng Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ khó chống lại rồi, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, Đông Tinh Xã và các thương minh đã triệu tập mấy trăm vạn đệ tử tinh anh, trên trăm chiến hạm, hiện tại đã đi tới sơn mạch huyết đô. So chiến hạm, phi hổ chiến hạm của Thất Sát Môn thật sự khủng bố, chơi chiến hạm không bằng Thất Sát Môn, tăng thêm đại trận của Thất Sát Môn, tất cả đều không dễ trêu chọc. Nghe nói lần này đã khác, các thế lực lớn không ngừng triệu tập cường giả tới đây, trong đó có không ít cường giả tinh thông trận pháp, ý định lúc này triệt để tiêu diệt Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ. Trưởng môn Thất Sát Môn Tây Phương Cầu Bại vẫn mất tích, huống chi dùng thực lực của Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ bây giờ cũng đã nỏ mạnh hết đà. Khó mà chống lại. Dưới huyết sát thâm uyên, mười mấy đạo thân ảnh đang đứng trên đỉnh núi, nhìn qua đám người đang tụ hợp xa xa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng.